Chương 1530, triển khai đấu trường. Việc này, Chủ tịch tỉnh, Phó Chủ tịch thành phố Chu Tại tôi luôn bận việc, phía Nam đang được sửa sang khai thác phát triển cho nên, đối với bên này có chút sơ sót. Vu Tây Dương vẻ mặt khó khăn, quay người nói. Để tôi gọi đồng chí ở văn phòng quản lý cốc viên đến hỏi xem sao lại thế này. Không lâu, một người trung niên chạy đến nói. Tôi là người quản lý công viên Vương Đông, không biết lãnh đạo muốn hỏi cái gì. Hỏi cái gì, trưởng phòng Vương, Ủy ban Nhân dân quận Đông Hồ hàng năm cấp cho các anh trên 1 triệu tiền quản lý có phải không? Vu Tây Dương chỉ trong hồ hừ nói. Việc này, trưởng phòng Vương lập tức toát mồ hôi, trong chốc lát hình như có chút lo lắng. Không ngờ còn nhìn Diệp Phàm đang đứng cạnh chủ tịch tỉnh Yến một cái. Diệp Phàm có thể đánh cuộc, lúc này Vu Tây Dương chỉ là diễn trò thôi. Anh có gì băn khoăn không dám nói? Có phải gần đây có nhà máy gây ô nhiễm không? Có phải anh đã nhận tiền của người ta? Còn có cả mùi thối. Vương Đông, gan anh cũng quá lớn. Tôi nói với anh, Hồ Ngọc Tuyền là công sức bao năm qua của Đảng và chính quyền tạo ra một phong cảnh hãng nhất Thủy Châu. Đến 10 năm sau, Ủy ban Nhân dân quận đầu tư không dưới 500 triệu. Nếu hôm nay anh không thể đem việc này ra nói rõ ràng, tôi sẽ xử anh theo pháp luật. Vu Tây Dương tư thế 10 phần nói. Không phải, Bí thư Vu, việc này không liên quan đến tôi. Không phải tôi không nói, là tôi có chút lo lắng. Nguyên nhân là vì... Vương Đông lần này càng rõ ràng nhìn về phía Diệp Phàm vài lần. Mà trong này mọi người đều không ngốc, xem chừng việc này có liên quan mật thiết đến Bí thư Diệp. Nói đi. Phó Chủ tịch thành phố Chu hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên, Vương Đông cũng không lên tiếng, có một người đi câu đứng cạnh hô lớn. Trưởng phòng Vương không dám nói tôi nói. Chính là do nước bẩn của khu Hồng Liên chảy vào tạo nên. Trước kia chúng tôi mỗi ngày đều luyện huấn luyện quyền. Gần đây khu Hồng Liên đem nước ô nhiễm chảy vào đây, hồ nước này chẳng những bẩn, hơn nữa còn thối. Chính cá cũng chết không ít, đến người câu cũng ít đi. Mọi người nói, chúng tôi đến đây câu cá, hít thở không khí trong lành không phải đến ngửi mùi hôi nhìn nước bẩn. Các anh là lãnh đạo, hôm nay nhất định phải làm chủ cho chúng tôi. Nếu không những người già chúng tôi muốn tới Ủy ban Nhân dân quận kiến nghị việc này. Đúng vậy, lãnh đạo không thể để khu Hồng Liên làm như vậy. Nếu tiếp tục thì Hồ Ngọc Tuyền kia xong rồi. Nơi này là nhà của chúng tôi, khu Hồng Liên cũng quá mức. Một ông lão tức giận mắng. Lão Trương nói cũng đúng, không riêng gì Hồ Ngọc Tuyền, hễ là hồ hai bên sông Ngọc Diệp đều ô nhiễm. Sông Ngọc Diệp nước trong xanh gợn sóng trước kia nay đã thành sông rác rưởi. Các vị lãnh đạo, các anh nhất định phải ngăn tình trạng này, đó là hành vi cực đoan thiếu trách nhiệm. Khu Hồng Liên cũng không thể coi trời bằng vung có đúng không? Lúc này một người trung niên mắng. Các anh không phải là thượng nguồn sao? Phó Chủ tịch thành phố Chu hừ nói. Thượng nguồn là thượng nguồn, tuy nhiên hiện tại bị khu Hồng Liên bên kia đào xuống. Hơn nữa mấy ngày nay trọng tải lớn kinh người, mỗi ngày đều có hơn 10 máy bơm công suất lớn chạy ù ù làm cho các gia đình bên cạnh đều phát bệnh thần kinh. Đặc biệt là nước kia có mùi thối, căn bản là không có cách nào cho người ở. Trưởng phòng Vương vội vàng giải thích một chút. Chỉ sợ đã trúng gậy. Việc này, Phó Chủ tịch thành phố Chu, ngài xem. Vu Tây Dương vẻ mặt oan ức, chưa nhắc gì đến Diệp Phàm. Diệp Phàm, anh cũng ở đây, nói xem sao lại thế này. Phó Chủ tịch thành phố Chu vẻ mặt nghiêm túc quay đầu nhìn Diệp Phàm nói. Chủ tịch tỉnh Yến, Phó Chủ tịch thành phố Chu, việc này chúng tôi cũng không có cách nào. Các anh cũng biết, muốn xây dựng hạng mục sinh thái nhân văn đặc biệt trên sông Hồng Liên. Hiện tại đang xây dựng mạnh, đầu tư đạt đến mấy tỷ, ngoài ra công trình cũng liên quan đến mấy trăm vạn hộ dân. Cải cách phải đau bụng, huống chi muốn xây dựng có phải không? Các vị lãnh đạo cũng biết, không bơm hết nước sông không có khả năng rửa sạch lòng sông. Việc chống lũ, tiến thêm một bước là khai thác có lợi, phát triển sông Hồng Liên. Diệp Phàm bình tĩnh báo cáo công việc. Các anh muốn xây dựng cũng đúng, nhưng cũng không thể phá hỏng cảnh quan hồ của chúng tôi có phải không? Bí thư Diệp, anh là lãnh đạo của tôi cũng đã đề cập với anh việc này. Khu Hồng Liên muốn xây dựng khu Đông Hồ chúng tôi cũng không phản đối. Tuy nhiên, các anh dù sao cũng phải đưa ra biện phải giải quyết vấn đề ô nhiễm mới có thể làm. Vội vàng khởi công như vậy sau này có thể cải tạo sông Hồng Liên nhưng lại tạo ra một đống rác rưởi cho sông Ngọc Diệp. Đó không phải là phía Đông tốt phía Tây phá hư sao?
có tác dụng gì? Phu Tây Dương ra vẻ tôn trọng Diệp Phàm, còn gọi lãnh đạo. Kỳ thực mỗi câu đều là mũi dao nhỏ, người này thật quỷ. Vội vàng khởi công, bí thư Vu, cái gì gọi là vội vàng? Sông Hồng Liên đã nên cải tạo từ sớm, chẳng lẽ phải chờ tới ngày sông này thật sự biến thành sông rác rưởi không có thuốc chữa mới cải tạo sao? Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân văn bản, phải cải tỏa các con sông trong nội thành Thủy Châu. Hơn nữa, phi thể còn đầu tư một khoản tiền lớn để thực hiện dự án này. Nếu tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đều có quyết tâm như thế, chẳng lẽ đảng ủy chính quyền khu Hồng Liên chúng tôi còn muốn đứng một bên xem chừng? Đâu là biểu hiện cực đoan vô trách nhiệm? Làm cấp dưới, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên không hơn không kém, điểm đó vẫn là nhẹ. San sẻ khó khăn cho lãnh đạo nghĩ biện pháp làm việc tốt càng không thể chậm chạp. Diệp Phàm đem tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh chụp mũ lên đầu Vu Tây Dương. Cải tạo nên cải tạo, nhưng không thể lấy ô nhiễm sông Ngọc Diệp của chúng tôi để trả giá có phải không? Như vậy cải tạo có hiệu quả gì? Hơn nữa, mấy ngày nay anh tăng cường bơm nước, sông Ngọc Diệp căn bản là tiêu hóa không được, nói gì tinh lọc. Ha ha, việc này không phải anh đồng ý sao? Còn nói các khu anh em phải che chở cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Lời này chính mồm anh nói với đồng chí Trương Lăng Nguyên. Lúc đó Trương Lăng Nguyên nói với tôi còn hỏi sông Ngọc Diễn có qua được không? Y nói anh trả lời là hoàn toàn có thể dương điền. Nhiên nhất có một chút ô nhiễm, rửa sạch là được. Diệp Phàm đột nhiên thản nhiên cười. Không có khả năng, tôi sao có thể nói như vậy? Sông Ngọc Diệp có thể chịu đựng được, có khả năng đó sao? Tôi hy vọng bí thư Diệp có thể căn cứ vào sự thật, không có bằng chứng ngàn vạn lần đừng nói lung tung. Chúng ta đều là cán bộ đảng. Vu Tây Dương nở nụ cười kỳ lạ. Có ý gì vậy bí thư Vu? Không phải là đồng chí Lăng Nguyên nói dối tôi. Mấy ngày trước chính mồm y nói với tôi, còn nói anh cho hạn 5 ngày để sắp xếp nước, cho nên mấy ngày nay tôi mới bảo Lăng Nguyên tăng cường bơm nước. Hơn nữa, việc bảo vệ môi trường tôi cũng bảo đồng chí Lăng Nguyên đi sắp xếp. Việc này cũng được thực hiện cụ thể, ví dụ như trước khi bơm nước được ngăn cho lắng lại rồi mới hút ra. Việc này đều là để giảm bớt áp lực đối với hệ thống thoát nước của sông Ngọc Diệp. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, cảm giác có chút không ổn. Chẳng lẽ Vu Tây Dương đường đường là ủy viên thường vụ tỉnh ủy lại không giữ lời hứa? Diệp Phàm cảm thấy hẳn là không có khả năng. Người hèn hạ như vậy, không biết xấu hổ sao? Ít nhất Diệp Phàm từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua. Tôi chưa nói đồng chí Lăng Nguyên nói đối, nhưng có đôi khi nói sai ý của tôi là cũng bình thường. Tôi lại nói rõ lại một lần nữa. Tôi chưa từng hứa hẹn, còn 5 ngày, nửa ngày đều không có khả năng. Trước kia các anh bơm ra ít nước, tôi đã chịu khó nhịn. Mấy ngày nay các anh quá mức, không ai có thể chịu đựng được. Anh xem, Hồ Ngọc Tuyền này chính là một dẫn chứng sống động. Hồ Ngọc Tuyền có thể là một khu du lịch, chính quyền phải đầu tư mấy trăm triệu mới tạo nên một hồ phong cảnh của Thủy Châu. Các anh làm mấy ngày nay, toàn bộ xong rồi, ôi! Vu Tây Dương vẻ mặt nghiêm túc hừ nói, lão già này căn bản là diễn trò. Người trong sạch thì trong sạch, người đục thì người đục. Nếu các anh lý giải sai thì gọi đồng chí Lăng Nguyên hỏi rõ ràng. Lúc này Chủ tịch thành phố Chu Sâm Mộc thản nhiên hừ nói. Tôi đồng ý với đề nghị của Chủ tịch thành phố Chu nói. Tôi cũng không phải người nói tùy tiện. Vu Tây Dương nói tiếp. Được. Diệp Phàm gật gật đầu, bảo Phạm Đông Bằng lập tức gọi điện thoại cho Trương Lăng Nguyên. Không lâu, Trương Lăng Nguyên tới, nghe Diệp Phàm nói xong có chút phẫn nộ nói. Bình thường Vu, tôi tôn trọng anh là lãnh đạo. Hôm mùng 5 tôi đến văn phòng của anh. Đến lúc đó anh đang là ở phòng khách, tôi truyền đạt chỉ thị của Bí Thư Diệp với anh, nói là phòng xử lý tỉnh đã phê duyệt quy hoạch. Sông Hồng Liên tiến vào giai đoạn xây dựng khu sinh thái nhân văn. Cho nên, trong khoảng thời gian này trọng tải bơm nước sẽ lớn hơn một chút. Nhờ anh ủng hộ và giúp đỡ, mà chính anh đã nói. Chủ tịch quận Trương, là tôi nói các khu anh em phải che chở giúp đỡ nhau. Nhưng nói cũng yêu cầu trọng tải của các anh không được lớn hơn trước kia. Những ngày trước các anh đã vận hành 5 máy bơm trọng tải lớn, đã vượt qua năng lực của chúng tôi. Mà anh không nghe, ngược lại đưa đến hơn 10 máy bơm. Còn nói gì 5 ngày lớn nhất thoát nước? Không có khả năng, tôi chắc chắn không nói điều này. Vu Tây Dương bình tĩnh nói. Bí thư Vu, lúc đó chính anh nói với tôi. Lúc đó thư ký Vương Văn của tôi cũng ở đấy. Nếu không có câu trả lời của anh,
chúng tôi cũng không thể trong thời gian ngắn tăng cường nhiều máy bơm như vậy. Khu Hồng Liên chúng tôi muốn phát triển nhưng tuyệt không thể trả giá bằng khu Đông Hồ của các anh. Trương Lăng Nguyên nổi giận một chút, mặt tối đen, giọng thô không ít. Đồng chí Lăng Nguyên, có chuyện gì từ từ nói, đây là thái độ nói chuyện với lãnh đạo sao? Việc này anh hiểu lầm tôi cũng không trách anh. Hiện tại Hồ Ngọc Tuyền chúng tôi đã ô nhiễm. Anh thấy không, Chủ tịch tỉnh Yến và Phó Chủ tịch thành phố Chu đều thấy. Thật sự nếu không cải tạo vài trăm triệu thì Hồ Ngọc Tuyền sẽ xong rồi. Lúc này, cũng không phải lúc các anh trốn tránh trách nhiệm. Đều là anh em các khu, khu Hồng Liên các anh hẳn là cùng ngồi bình tĩnh nói chuyện. Nói về vấn đề làm sao chị được ô nhiễm. Nhưng thái độ của các anh là thế nào? Gặp việc đầu tiên là trốn tránh trách nhiệm. Đây là việc đảng viên làm sao? Làm chuyện sai lầm đừng lo, mấu chốt là phải dũng cảm nhận sai, chịu trách nhiệm mới được. Vu Tây Dương nghiêm mặt, tư thế 10 phần. Chương 1531, Diệp Lão Đại vs Phó Chủ tịch thành phố Chu. Tôi gọi Vương Nguyên đến đây để mọi người hỏi anh ta xem Trương Lăng Nguyên tôi có nói dối không. Trương Lăng Nguyên tức giận đến mức môi run run, cầm điện thoại ra gọi. Hừ, có tác dụng sao? Vương Văn là thư ký của anh mà. Câu nói của Vu Tây Dương quả thực thâm độc, ý là Nguyên thư ký của Trương Lăng Nguyên anh mà không theo anh thì còn theo ai? Lời này đến tên ngốc còn hiểu được, tức là Trương Lăng Nguyên anh đang thông đồng để nói dối rồi. Anh, Vu Tây Dương, anh ép người quá đáng rồi đấy. Trương Lăng Nguyên cuối cùng không kìm nổi, chỉ vào Vu Tây Dương hét lên. Trương Lăng Nguyên, tôi hy vọng anh chú ý giữ mồm, Vu Tây Dương tôi tốt xấu gì cũng là lãnh đạo của anh. Là ủy viên thường vụ thành ủy, thái độ này của anh, chẳng ra làm sao đâu. Vu Tây Dương hung hăng, chỉ vào Trương Lăng Nguyên phê bình, khuôn mặt đặc biệt nghiêm khắc. Cái, rắm. Trương Lăng Nguyên thốt ra hai tiếng, toàn thân đột nhiên run lên, mặt càng ngày càng đen, thịt một tiếng đã ngã nhào xuống đất, xem ra là tức giận đến mức ngất xỉu rồi. Diệp Phàm vội bước lên đỡ Trương Lăng Nguyên, nhẹ nhàng đặt nằm xuống đất, đưa tay điểm chi cho ông ta, bên kia sớm đã có vài người đi gọi xe cứu thương rồi. Mấy phút sau, Trương Lăng Nguyên mở mắt, chưa kịp nói gì thì Diệp Phàm đã mở miệng, nói. Đồng chí Lăng Nguyên, ông không cần phải nói gì cả, tôi tin những gì ông nói là sự thật. Diệp, bí thư Diệp, Trương Lăng Nguyên tôi thực sự không có nửa câu lừa dối, tôi mà nói dối thì thiên lôi sẽ giáng xét xuống đầu. Tuyệt tử tuyệt tôn. Trương Lăng Nguyên giọng khàn khàn hét lên, ngay cả những câu thô tục cũng mắng ra. Đưa đi bệnh viện đi. Lúc này, Phó Chủ tịch thành phố Chu nhíu hạ mày, hừ nói. Ông cứ nghỉ ngơi đi, tối tôi tới thăm ông. Diệp Phàm vỗ vỗ tay Trương Lăng Nguyên, ra hiệu cho bác sĩ đưa người vào xe cứu thương. Xe vừa phóng đi. Trời đất chứng giám, tôi không nói dối. Giọng của Trương Lăng Nguyên không ngờ vang ra từ xe cứu thương. Thực sự là giọng rất lớn. Tôi hy vọng đồng chí Bí Thư Diệp trở về nói lại với một số đồng chí, phải chú ý đến cách nói chuyện, là một cán bộ đảng, làm sao có thể tức lên là mắng người như vậy chứ? Đây đang trong lúc làm việc, đang vì nhân dân phục vụ, chứ có phải chỗ cho lưu manh chửi đồng đâu. Vu Tây Dương muốn thêm dầu vào lửa, gã quyết làm cho Diệp Phàm nhục nhã đến mức té xỉu chứ tuyệt không chịu thu binh. Hừ! Tôi hy vọng một số đồng chí lãnh đạo cũng nên chú ý cách nói chuyện. Diệp Phàm tôi tốt xấu gì cũng là phó bí thư thành ủy, tính ra cũng là lãnh đạo của anh đấy, anh dùng giọng điệu giáo huấn nói chuyện với tôi là có ý gì? Thật chẳng ra làm sao cả, tư tưởng của anh đúng là không ra làm sao. Tối về hãy cân nhắc cho kỹ thái độ của anh đối với lãnh đạo hôm nay xem có vấn đề gì không. Vừa nãy anh cũng có nói rồi, thái độ có vấn đề thì anh phải biết sửa đổi cho tốt. Bằng không, anh thật đáng xấu hổ khi là một đảng viên. Diệp Phàm nghiêm mặt, giáo huấn Vu Tây Dương. Cái này là dùng cỏ tấn công khiên. Vu Tây Dương mặt lập tức đỏ bừng, đang định cãi lại, Chủ tịch tỉnh Yến hừ nói. Được rồi, nói đến mấy chuyện vô dụng này làm gì? Nếu như Hồ Ngọc Tuyền đã xảy ra hiện tượng ô nhiễm, giải quyết vấn đề mới là mấu chốt. Oán trời trách người có tác dụng gì sao? Làm một cán bộ, là công bộc của nhân dân. Phải dùng hành động thực tế để nhân dân nhìn thấy được cán bộ đảng chính là cán bộ của đảng. Chơi những trò gian dối là không được, sau này chú ý một chút, không được có lần sau nữa đâu. Như vậy đi, ô nhiễm thì cần phải dùng tiền. Nếu như khu Hồng Liên đã tạo nên ô nhiễm nhất định cho khu Đông Hồ, vậy thì phải chịu trách nhiệm trị ô cho tốt.
Tỉnh ủy không phải đã cấp cho khu Hồng Liên các anh 500 triệu sao, vừa hay 200 triệu cuối cùng còn đang nằm ở Cục Tài chính thành phố Thủy Châu. Vậy thì chia 100 triệu cho khu Đông Hồ làm tiền bồi thường ô nhiễm đi. Phó Chủ tịch thành phố Chu chỉnh lại giọng điệu. Cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu rõ, hóa ra là Phó Chủ tịch thành phố Chu vẫn dõi theo khoản tiền của mình. Thằng nhãi này căn bản chỉ tìm lý do để cắt xén thôi. Chắc hẳn khoản tiền 100 triệu cấp cho khu Đông Hồ thành phố sẽ giữ lại một nửa, vụ Tây Dương tuyệt không dám đánh nửa cái giám rồi. Tính toán hay lắm. Cái đó cũng được. Vụ Tây Dương giả bộ không cam lòng gật gật đầu, kỳ thực thằng nhãi này trong bụng đã nở hoa rồi. Tôi không đồng ý, mặc dù là phải xử lý ô nhiễm, nhưng cũng không cần dùng đến 100 triệu. 10 triệu được không Phó Chủ tịch thành phố Chu? Diệp Phàm hừ nói. Chu Sâm Mộc vừa nghe cảm giác như quyền uy của mình đang bị khiêu chiến. Trước mặt Chủ tịch tỉnh Yến và nhiều cán bộ sở tỉnh như vậy, bộ mặt già nua của mình sao có thể hạ giá được, thằng nhãi này nghiêm mặt hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm, đầu tiên là do các anh sai trước. Khu Đông Hồ tôn trọng lãnh đạo không bắt anh nhận lỗi là đã nể mặt phó bí thư thành ủy thành phố Thủy Châu của anh rồi. Không ngờ anh còn không biết mình sai ở đâu, là cán bộ đảng, anh có tư tưởng cao cao tại thượng như vậy là không được. Liêm pha của Triệu Quốc là đại tướng quân, vậy mà người ta còn dám chịu đòn nhận tội, đồng chí Diệp Phàm anh là cán bộ đảng, cũng phải ghi nhớ cho kỹ tư tưởng một lòng phục vụ nhân dân. Khu Hồng Liên là do anh quản, khu Đông Hồ theo lý cũng là khu cấp dưới của anh. Bởi vì anh là phó bí thư thành ủy Thủy Châu. Anh có tư tưởng tiểu tập thể nghiêm trọng, đối với việc trị ô mà nói, 100 triệu nào đã thấm vào đâu. Nếu anh đã nói như vậy, tôi đây cũng hỏi đồng chí Tây Dương, anh nói xem, đối với những ô nhiễm khu Hồng Liên đã tạo cho khu Đông Hồ các anh thì cần bao nhiêu tiền mới có thể giải quyết được hết. Phu Tây Dương vừa nghe, lập tức tỉnh táo đầu óc, cố ý ngẫm nghĩ một chút mới nói. Không có 300 triệu thì không thể làm được. Hồ Ngọc Tuyền là hồ nước cách xa sông Ngọc Diệp nhất, ô nhiễm còn nhiều đến thế, những hồ nhỏ khác trong khu ô nhiễm thế nào tôi cũng chẳng dám tưởng tượng. 300 triệu tôi cũng không dám đòi khu Hồng Liên phải bỏ ra hết, chúng ta đều là khu anh em, bản thân chúng tôi cũng bỏ ra 100 triệu. Vì là khu anh em, cho nên chúng tôi cũng không xá gì. Về phần còn lại, hy vọng khu Hồng Liên có thể chia sẻ 200 triệu. Có nghe không đồng chí Diệp Phàm? Phó Chủ tịch thành phố Chu nghiêm mặt hừ nói, không đợi Diệp Phàm mở miệng đã nói. Quyết định vậy đi, 200 triệu. Tôi kiên quyết phản đối, khu Đông Hồ đang chơi trò xảo trá. Diệp Phàm mặt mày tức giận hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm, tôi hy vọng anh phục tùng quyết định của tổ chức. Nét mặt già nua của Chu Sâm Mộc dài ra, sắp thành mặt lừa rồi. Cái gì có lý tôi mới phục tùng được, chuyện vô lý như vậy tôi quyết không phục tùng. Trong đảng phải chú ý đến dân chủ và tập trung tương đối nhau. Không thể chỉ cần tập trung mà không cần dân chủ, đây chính là sai lầm. Tôi muốn nhắc nhở đồng chí Sâm Mộc một chút. Thái độ Diệp Phàm cứng rắn. Tốt lắm, vừa hay bộ máy ủy viên thường vụ thành phố Thủy Châu chúng ta đều ở đây, chỉ trừ đồng chí Lô Vĩ, những người khác đều đã có mặt. Chu Sâm Mộc tôi hôm nay sẽ chủ trì một hội nghị ngắn, để quyết định việc này. Chu Sâm Mộc nói đến đây. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Tình hình vừa nãy các đồng chí ủy viên thường vụ đều đã nghe rồi. Tôi cũng không dài dòng nữa. Khu Hồng Liên và khu Đông Hồ đều là khu cấp dưới của Thủy Châu, bộ máy chúng ta có quyền lực và nghĩa vụ giúp bọn họ giải quyết tranh cãi. Như vậy đi, đồng chí nào đồng ý khu Hồng Liên bồi thường cho khu Đông Hồ 200 triệu xin mời giơ tay. Nói đến đây, Chu Sâm Mộc giả bộ nhìn Chủ tịch tỉnh Yến, nói. Chủ tịch tỉnh Yến. Ngài thấy xử lý như vậy có được không? Chuyện này là chuyện nội bộ của thành ủy Thủy Châu các anh, tôi không có chỉ thị gì hết. Yến Xuân Lai thản nhiên liếc nhìn mọi người nói, tiếp đó, lại uy nghiêm liếc nhìn mọi người một lần nữa, nói thêm. Tuy nhiên, chuyện gì đã xảy ra rồi thì phải nghĩ cách mà giải quyết. Câu nói sau của Yến Xuân Lai mới là câu quan trọng, câu nói này ngầm ám chỉ. Tất cả những ủy viên thường vụ đứng đây đều là người thông minh. Câu nói này của Chủ tịch tỉnh Yến chẳng phải đang đồng ý với đề nghị của Phó Chủ tịch thành phố Chu sao? Bằng không thì phải nói giải quyết như thế nào chứ? Nếu không giơ tay, thì chuyện này không thể nào làm được, thế thì vấn đề chẳng thể nào giải quyết. Không giải quyết được thì không phải là có ý kiến đối với Chủ tịch tỉnh Yến sao? Các ủy viên thường vụ trong lòng cân nhắc một chút đã hiểu rõ. Cuối cùng,
Thành ủy Thủy Châu tổng cộng có 13 ủy viên thường vụ trừ Đoàn Hải Thiên và Lô Vĩ không có mặt, còn lại 10 ủy viên thường vụ, ngoại trừ Diệp Phàm và Phí Ngọc bỏ phiếu phản đối, 3 người bỏ phiếu trắng, 6 người bỏ phiếu thông qua. 3 người bỏ phiếu trắng là 3 người ủng hộ Đoàn Hải Thiên, tuy nhiên, hôm nay Đoàn Hải Thiên không có ở đây, Chủ tịch tỉnh Yến lại nhìn chằm chằm, những người này ủng hộ Đoàn Hải Thiên chứ không phải ủng hộ cho Diệp Phàm. Cho nên, bọn họ bỏ phiếu trắng, chứ không thể ủng hộ Diệp Phàm được. Thông qua, Chu Sâm Mộc hừ lạnh một tiếng, liếc Diệp Phàm một cái, hô lên. Rồi lại nói với thư ký đứng bên cạnh. Ghi chép lại, làm thành bản ghi chép chính thức của hội nghị thường vụ thành ủy chúng ta. Mặc kệ thế nào, tôi kiên quyết phản đối. Diệp Phàm tôi sẽ khiếu nại lên tỉnh. Diệp Phàm nhăn mặt hừ giọng nói. Hừ, anh có quyền đó, tuy nhiên. Là một thành viên trong bộ máy thành ủy, tôi hy vọng anh tôn trọng quyết định của bộ máy. Đây là quyết định của tổ chức, chứ không phải là ý kiến cá nhân. Chu Sâm Mộc hừ lạnh, kỳ thực, gã biết, nếu Đoàn Hải Thiên có mặt ở đây thì gã không có khả năng như thế. Yến Xuân Lai đi tuần tra một vòng, không nói gì thêm, quay về tỉnh. Còn Vu Tây Dương cũng được Chu Sâm Mộc gọi vào văn phòng. Chu Sâm Mộc vẻ mặt nghiêm túc, nói. Tuy khu Đông Hồ các anh chiếm được cái lý, tuy nhiên, là khu anh em lân cận, giúp đỡ ủng hộ nhau là chuyện nên làm. Diệp Phàm dù sao cũng là phó bí thư thành ủy Thủy Châu, anh cũng phải tôn trọng hắn. Là cấp dưới, nói chuyện chú ý câu từ một chút. Hơn nữa, phải lấy phát triển kinh tế làm mục tiêu chung. Tôi làm chủ tịch của một thành phố, các anh đều giống con của tôi. Đối với ai tôi cũng không thể phê bình quá mức, Diệp Phàm cũng làm việc vì nhân dân khu Hồng Liên. Xuất phát điểm cũng là vì việc tốt. Sau này tôi sẽ chú ý, lúc đó tôi hơi kích động quá. Có gì trong lòng đều nói ra, chứ tôi rất tôn trọng bí thư Diệp. Chỉ có điều chuyện này bọn họ cũng hơi quá đáng, làm ô nhiễm khu chúng tôi. Phó Chủ tịch thành phố Chu, trên đời này dù sao cũng phải có chỗ để nói lý chứ đúng không ạ? Đặc biệt là Trương Lăng Nguyên, ăn không nói có. Khu Hồng Liên bọn họ làm Vu Tây Dương tôi chẳng thể nào nở nụ cười chào đón được, đúng không ạ? Con người dù sao cũng phải biết túc khiê ăn, không thể người ta tát má trái tôi lại đưa cả má phải ra cho người ta tát được, cho dù Diệp Phàm có là lãnh đạo cũng không thể như thế. Phó Chủ tịch thành phố Chu xin thông cảm cho người làm cấp dưới chúng tôi. Vu Tây Dương thái độ thành khẩn nói. Anh xem, gọi anh vào chỉ nhắc nhở thái độ của anh một chút, chứ có làm gì đâu nào. Hơn nữa anh cũng được lợi rồi, còn kêu ca cái gì, sau này nhớ chú ý một chút. Chu Sâm Mộc nghiêm mặt hừ nói, rồi lại vỗ vỗ bả vai Vu Tây Dương, nói. Tây Dương, đôi khi họa từ miệng mà ra, anh phải chú ý từ ngữ khi nói chuyện. Còn nữa, tuy hôm nay bước đầu đã lấy được khoản tiền 200 triệu. Nhưng, thái độ của Diệp Phàm anh không phải không thấy. Cái mặt đó còn thối hơn tảng đá trong hầm cầu nữa. Dù sao hắn cũng là phó bí thư thành ủy Thủy Châu, sự sủng ái của Đoàn Hải Thiên đối với hắn anh không phải không biết. Cho nên, chắc hẳn chuyện này còn có sóng gió, đến khi bí thư Đoạn trở về, chuyện này, hai. Mặt của Chu Sâm Mộc nhăn nhó. Chương 1532, suy nghĩ cẩn thận của Đoạn lão đại. Chủ tịch thành phố, nếu đây là quyết định tập thể của bộ máy Thủy Châu, hơn nữa, Chủ tịch tỉnh Yến cũng không phản đối, chuyện này không phải là đã ngầm đồng ý rồi sao? Chủ tịch tỉnh Yến đã đồng ý rồi, tiền lại đang ở Cục Tài chính thành phố. Có thể cấp xuống cho khu Đông Hồ chúng tôi luôn không? Đợi vài ngày nữa bí thư Đoạn trở về, ván cũng đã đóng thuyền, hơn nữa dù sao chúng tôi cũng chiếm cái lý rồi, ông ta còn có thể nói được gì nữa? Vu Tây Dương vội vã đòi lấy 200 triệu của khu Hồng Liên về túi mình. Tiền chưa vào túi thì bất cứ lúc này cũng có thể bay đi. Vu Tây Dương không thể ngồi yên được, vừa nghĩ đến 200 triệu đó, trong lòng thằng nhãi này đã lập tức kích động. Cũng không phải là Vu Tây Dương này muốn mỏ ưu đãi gì, chủ yếu là gần đây khu Hồng Liên của Diệp Phàm cũng náo nhiệt quá, làm cho khu Đông Hồ của gã ở cạnh cũng mất mặt. Thậm chí có người đồn đại nói là ủy viên thường vụ Vu Tây Dương làm việc không bằng ủy viên thường vụ khu Hồng Liên Diệp Phàm. Mọi người ai chẳng có thể diện, hơn nữa lần trước Vu Tây Dương lên tỉnh kiếm tiền, chỉ kiếm được về không đến 20 triệu, còn Diệp Phàm lại kiếm được những 500 triệu, thằng nhãi này trong lòng tự nhiên không phục. Đọ sức trên hội nghị thường vụ lại thua thảm hại, nên Vu Tây Dương trong lòng phẫn nộ. Kỳ thực, từ khi Diệp Phàm đến Thủy Châu đồng chí Vu Tây Dương đã không chịu phục rồi.
cảm thấy thằng nhãi mới mấy tuổi đầu này nhờ dẫm phải phân chó nên leo được lên đầu mình, trong lòng tự nhiên buồn bực. Quyết định cùng Diệp Phàm sống mái một phen. Khu Đông Hồ hiện nay trong số các đơn vị cấp huyện của toàn Thủy Châu đang đứng vị trí thứ nhất. Còn khu Hồng Liên mà Diệp Phàm quản đang nằm ở mức độ trung bình. Phu Tây Dương tuyệt đối không muốn thấy khu Hồng Liên quật khởi. Tuy nhiên, gần đây khu Hồng Liên lại đàm phán được mấy vụ đầu tư, khu sinh thái nhân văn Hồng Liên cũng được ủng hộ nhiệt liệt, làm cho đồng chí Phu Tây Dương phải đỏ mắt. Cho nên, bóp chết khu Hồng Liên từ khi còn trong trứng nước, chính là dự tính của Phu Tây Dương. Cái này, bí thư Đoạn chưa về, cũng không dễ làm. Dù sao, đảng lãnh đạo chính phủ mà. Chu Sâm Mộc thản nhiên liếc nhìn Vu Tây Dương, châm thuốc, nhàn nhã hút. Bí thư Đoạn trở về còn có thể kiếm được một xu nào sao? Trong lòng Vu Tây Dương thầm mắng một câu, biết Chu Sâm Mộc này đang đỏ mắt, 200 triệu này muốn chuyển hết về khu Đông Hồ là không thể được rồi. Ít nhất phải hiếu kính với Chu Sâm Mộc mấy phần. Theo như quy cũ trước đây, có tiền bên trên cấp xuống, đến cục tài chính thành phố đều bị xén bớt khoảng 3 phần. 200 triệu này chỉ phải để lại 60-70 triệu. Phu Tây Dương chỉ còn lại 120 triệu thôi, không còn cách nào khác. Thằng nhãi này hạ quyết tâm, cắn răng nói. Chủ tịch thành phố, gần đây nghe nói Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chuẩn bị xây dựng trụ sở làm việc. Thủy Châu tuy nói là tỉnh thành, kinh phí cũng chẳng dư giả gì. Khu Đông Hồ chúng tôi là cấp dưới của Thủy Châu, cũng phải chia sẻ ít phiền toái với Ủy ban Nhân dân thành phố chứ. Khu Đông Hồ chúng tôi xin quyên tặng 50 triệu để xây dựng trụ sở làm việc Ủy ban Nhân dân thành phố, cứ lấy từ 200 triệu kia là được rồi. 50 triệu cũng được, tuy nhiên, gần đây thành phố bận nhiều việc lắm. Anh xem, khu Tây lại đang khai thác, phát triển, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cần một khoản tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Lên tỉnh xin tiền thì họ nói đã cấp cho khu Hồng Liên 500 triệu, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng không phải máy in tiền. Lần này, một xu cũng không cấp. Hai, Chu Sâm Mộc cau mày thở dài. Phu Tây Dương vừa nghe, thiếu chút nữa đưa giơ chân lên. Chắc chắn đồng chí lão Chu trên 50 triệu còn ít quá, nếu không cấp nhiều chút nữa, có lẽ lão già này chẳng chịu cấp một đồng nào xuống đâu. Hơn nữa, Phu Tây Dương cũng suy nghĩ tương đối cẩn thận. 200 triệu này mặc dù không kiếm được đồng nào để lại hết cho Ủy ban Nhân dân thành phố dù sao còn đỡ hơn trả về cho Diệp Phàm. Khu Hồng Liên không có tiền thì hắn muốn khai thác. Phát triển cũng chẳng thể nào khai thác phát triển được, Diệp Phàm người xem thể đuổi theo khu Đông Hồ thế nào chứ? Chỉ cần địa vị lão đại của mình không bị lung lay, Phu Tây Dương đã thấy mình đè Diệp Phàm được một cái rồi. Cho nên, thằng nhãi này sau khi sắc mặt hơi ngạc nhiên, nói. Chủ tịch thành phố, khu Đông Hồ chúng tôi ủng hộ thêm 20 triệu để các ông khai thác khu phía Tây. Được rồi, nói dài dòng cũng chẳng được gì. Tôi đại diện khu Tây cảm ơn anh. Các anh ủng hộ 100 triệu luôn đi. Ngày mai anh làm báo cáo, bắt tay vào hoàn tất các thủ tục, tiền sẽ trực tiếp cấp xuống. Dã tâm của Chu Sâm Mộc thật lớn, lấy không của người ta mất 100 triệu. Phu Tây Dương đau lòng muốn treo cổ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành nói. Tôi đồng ý với quyết định của Chủ tịch thành phố, 100 triệu cũng được. Tuy nhiên, khoản 100 triệu của chúng tôi trong ngày mai hy vọng được cấp xuống. Không nói nhiều nữa. Anh cứ đem đến đây tôi phê duyệt, tôi biết việc chị Ô rất gấp, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ đặc biệt cấp xuống cho các anh. Thu vào được 100 triệu, Phó Chủ tịch thành phố Chu cũng cảm thấy tương đối thoải mái. Gã cũng muốn nhanh chóng làm cho xong trước khi Đoàn Hải Thiên quay về. Đến lúc đó dù lão Đoạn có về, thì tiền cũng đã bồi thường cho các hộ giải phóng bên khu Tây rồi, chẳng lẽ lại kêu người ta nhổ ra lại. Chu Sâm Mộc quyết định, 100 triệu đó đền bù hết cho các hộ giải tỏa. Còn tiền tiết kiệm được thì dùng để xây dựng văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Đến lúc đó Diệp Phàm chỉ có thể như người câm ngậm Hoàng Liên, không làm gì được. Tuy nhiên, sau khi bước ra cửa Vu Tây Dương thầm mắng một câu Chu Lột Da, dĩ nhiên là chỉ Chu Sâm Mộc rồi. Diệp Phàm lập tức gọi điện báo cáo tỉ mỉ việc này cho Đoàn Hải Thiên. Người ta sớm đã nhìn chòng chọc vào 200 triệu của cậu rồi. Đoàn Hải Thiên nghe xong thản nhiên nói. Bí thư Đoàn. Dù sao anh cũng phải đứng ra đòi lại công bằng chứ. Đó là 200 triệu, không phải 20 triệu đâu. Diệp Phàm nói. Tôi nói thật với cậu, chắc hẳn Vu Tây Dương cũng chẳng lấy được bao nhiêu tiền đâu. Đoàn Hải Thiên nói. Chẳng lẽ Chu Sâm Mộc lại ăn bớt tiền của khu Hồng Liên chúng em?
Diệp Phàm trong lòng lập tức hiểu ra, thì ra là thế. Không thể nói như vậy, Diệp Phàm, cậu cũng là một thành viên của bộ máy thành ủy, ủy phải san sẻ cho thành phố một chút. Gần đây Chu Sâm Mộc có tìm tôi vài lần, hình như tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố sắp phá đi xây dựng lại, không phải tòa nhà ủy ban khu Hồng Liên các cậu cũng đang xây dựng lại sao? Tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố xây dựng từ những năm 80. Hiện tại cũng cũ lắm rồi. Phó Chủ tịch thành phố Chu làm chủ tịch của một thành phố, đến lúc tòa lầu làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố không bằng trụ sở của khu Hồng Liên các cậu, dĩ nhiên trong lòng sẽ thấy không vui rồi. Cậu ngẫm lại xem, tòa lầu Ủy ban của khu Hồng Liên các cậu xây lại bao nhiêu người dòm vào. Cái này gọi là gì, cậu đã vô tình cướp đi hào quang của lãnh đạo rồi cậu biết không? Đoàn Hải Thiên thản nhiên nói. Diệp Phàm vừa nghe, trong lòng có chút giận dữ, nghe giọng điệu của Đoàn Hải Thiên. Dường như có ý đi đào góc tường nhà mình. Bí thư Đoàn, thực lực tài chính thành phố Thủy Châu hùng hậu, chẳng lẽ không có tiền để xây dựng tòa nhà ủy ban sao, làm gì đến mức phải đi cướp bát cơm nhỏ của chúng em? Diệp Phàm nói, cái này không giống nhau, cậu không thấy sao? Thành Bắc thành Tây đều phải giải phóng mặt bằng, tiền bồi phường phải mấy trăm triệu, Chu Sâm Mộc lên tỉnh xin tiền, nhưng một đồng cũng chẳng có. Hôm đó lại nhảy với tôi rất lâu, rất tức giận. Đoàn Hải Thiên nói, không mò được tiền của tỉnh cũng không thể nào bớt xén tiền của khu Hồng Liên chúng em chứ. Diệp Phàm hừ nói, ha ha, cậu không biết, ở tỉnh nói thế nào à? Họ nói khu Hồng Liên không phải cấp dưới của Thủy Châu sao, cái này, Chu Sâm Mộc dĩ nhiên phải nói đúng. Ở tỉnh người ta nói, đã cấp cho thành phố Thủy Châu các anh 500 triệu, tiền này chẳng phải tỉnh cấp sao? Các huyện thành phố các còn muốn tạo phản đây này. Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ nói tình hình thực tế thôi. Đoàn Hải Thiên mỉm cười. Nhưng đó là tiền khu Hồng Liên chúng em kiếm về mà. Diệp Phàm cảm giác nhức đầu, Đoàn lão đại không ngờ không thèm ủng hộ mình, mà cả ngày cứ bênh Chu Sâm Mộc. Đoàn lão đại cũng có chủ ý với 500 triệu của mình. Đồng chí Diệp Phàm, câu này tôi không thích nghe đâu. Cái gì mà tiền của khu Hồng Liên các cậu, chẳng lẽ khu Hồng Liên không nằm trong một khu của Thủy Châu sao? Cậu là một thành viên của bộ máy thành ủy, nếu Đoàn Hải Thiên tôi sắp xếp cho cậu nhiệm vụ đi kiếm 200 triệu về, không phải cậu cũng phải đi mà kiếm sao? Cái này, coi như là cậu quyên tiền cho Ủy ban Nhân dân thành phố đi. Đoàn Hải Thiên giọng điệu trở nên nghiêm khắc, trầm ngâm trong chốc lát nói. Diệp Phàm, cậu phải nhìn vào đại cục, tôi thấy tư tưởng chủ nghĩa địa phương của cậu ngày càng nghiêm trọng rồi. Thủy Châu không phải chỉ có mình khu Hồng Liên các cậu. Lần trước không phải Chu Sâm Mộc cũng cấp cho các cậu 50 triệu rồi sao? Cậu nên biết đủ, vốn, theo quy cũ các năm trước, tiền cấp trên cấp xuống phải để lại thành phố 30%. 300 triệu lần trước các cậu đã không để lại một đống nào đúng không? 30% của 500 triệu thì cũng là 150 triệu rồi. Hơn nữa, các cậu xây dựng, đúng là có làm ô nhiễm sông Ngọc Diệp, bồi thường cho người ta một chút cũng là việc nên làm mà. Đương nhiên, thủ đoạn của Vu Tây Dương cũng quá đáng. Đoàn Hải Thiên tôi không thích loại thủ đoạn này. Khi về tôi sẽ phê bình anh ta. Chuyện cấp bách là cậu phải nắm cho chắc việc kiến thiết sông Hồng Liên. Đừng có náo loạn thêm nữa, cậu nắm cho chắc thời gian, hoàn thành công trình sớm một chút, Vu Tây Dương cũng bớt lời để nói đúng không nào. Đoàn lão đại, không phải ác quá sao? 200 triệu kia không có thì làm sao mà công trình xây dựng khu sinh thái nhân văn sông Hồng Liên không đình công được chứ? Khu Hồng Liên là do cấp trên các anh muốn làm, lần trước đã bị Cố Nhất Võ làm ra thế nào. Giờ em đang phải tiếp nhận cục diện rối rắm này, anh phải toàn lực ủng hộ mới đúng chứ. Em cũng chỉ vì khu Hồng Liên có đúng không? Hơn nữa, khu Hồng Liên mà hoàn thành, một nửa công lao cũng là của anh. Giờ vừa mới có chút khởi sắc, nếu như 200 triệu này bị lấy đi làm cho công trình sinh thái nhân văn sông Hồng Liên cuối cùng thành đống bùi nhùi, Diệp Phàm em cũng bị nhạo bang. Mà bí thư Đoàn anh cũng không thể không bị người ta đánh giá. Diệp Phàm suýt chút nữa hét lên. Cậu nói cái gì, không có 200 triệu kia cậu không thể xây dựng được nữa sao? Diệp Phàm, làm việc phải chú ý nhiều phương diện, nghĩ những cách khác, nói không chừng còn có thể kiếm được vài khoản tiền. Không phải cậu lên bộ tài chính kiếm tiền sao, nghe nói quan hệ của cậu với vụ trưởng Phong Thanh Lục tốt lắm mà, lão Tề còn gọi ông ta là anh rể họ nữa chứ. Có ông ta giúp đỡ kiếm vài trăm triệu bù vào chỗ thiếu hụt. Hơn nữa, đại viện Kiều gia ở thủ đô năng lượng cũng lớn,
chỉ cần cậu lên tiếng, bọn họ giúp cậu một chút cũng là bình thường. Cậu không biết, kiều báo quốc lần này có thể đến địa khu Nam Lĩnh, trong đó cũng có một phiếu của Đoàn Hải Thiên tôi đấy. Đoàn Hải Thiên không ngờ lại đem chuyện này ra làm điều kiện. Diệp Phàm hiểu, đồng chí lão Đoàn đang dùng roi quất mình. Hy vọng mình kéo được thêm nhiều tiền, còn đòi ông ta cỏ khô, ông ta lại không cho. Rõ ràng đồng chí lão Đoàn coi mình là cây hái tiền mà. Chương 1533, cậu quá coi thường vụ trưởng Phong. Nhà họ Kiều một ở quân đội, một ở ban tổ chức cán bộ, cũng không phải bộ tài chính. Hơn nữa vụ trưởng Phong, người ta chẳng qua chỉ là một vụ trưởng mà thôi, có thể kiếm được 20-30 triệu là ghê lắm rồi, mấy trăm triệu kia là điều không tưởng. Diệp Phàm vội vàng thoái thác nói, trong lòng thầm mắng Đoạn lão đại là đồ chó Nhật, không ngờ lại đào góc tường nhà mình. Ha ha, cậu quá coi thường khả năng của vụ trưởng Phong rồi. Làm vụ trưởng vụ kiến thiết kinh tế, chỉ cần ông ta đồng ý giúp cậu, bộ tài chính một năm phải bỏ ra bao nhiêu tiền để xây dựng địa phương. Không phải hàng tỷ cũng đến mấy chục tỷ, trong tay vụ trưởng Phong ít nhiều cũng có quyền cấp mấy trăm triệu. Đoàn Hải Thiên phóng đại để giật dây Diệp lão đại. Tiền kia hiện tại chỉ là ảo tưởng thôi, không thể nào kiếm được 100-200 triệu đâu. Sông Hồng Liên chúng ta không chờ đợi được, thôi, mặc kệ thế nào, cấp cho em 200 triệu. Bằng không, sông Hồng Liên sẽ phải đình trệ lại, đến lúc đó đừng nói Diệp Phàm em là kẻ vô dụng. Diệp Phàm cũng phát cáu, giọng điệu nặng nề không ít. Muốn mặc kệ có phải hay không, tôi đã giải thích rõ trong điện thoại với cậu, 200 triệu kia phải đi, cậu đi hỏi Phó Chủ tịch thành phố Chu. Về phần đồng chí Tây Dương, tôi sẽ phê bình cậu ta. Việc này không thể kéo dài, nhưng, nếu cậu thực sự từ bỏ, tôi xem cậu như là tội nhân của Hồng Liên, không nói nhiều nữa, chính cậu phải cân nhắc, từ bỏ hay vượt qua mọi gian khó đắng khổ, là do cậu lựa chọn. Đoàn Hải Thiên gác điện thoại. Thằng nhãi này lẩm bẩm. Tiểu tử này, không tạo áp lực không được, nếu có thể kiếm được tiền, phải kiếm về cho Ủy ban Nhân dân thành phố nhiều một chút chứ. Cái này gọi là tận dụng hết những gì có thể, ha ha, đừng trách lòng dạ lão Đoạn ta độc ác, không có cách nào khác, người cậu còn giàu sao không ép cho sạch sẽ chứ. Sau khi tan tầm Diệp Phàm trước tiên đi thăm Trương Lăng Nguyên, nghe bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chỉ có điều chủ tịch quận Trương bị thiếu máu. Ảnh hưởng tâm lý cho nên có chút choáng váng, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại. Trong phòng bệnh chủ tịch quận Trương ngồi đầy người, trên cơ bản đều là cán bộ khu Hồng Liên cùng với cấp dưới Hoành Đô. Khi Diệp Phàm đi vào, tất cả mọi người trong phòng đứng lên, toàn bộ cung kính chào Bí thư Diệp. Bí thư Diệp, tôi không làm tốt nhiệm vụ anh giao phó. Vu Tây Dương cũng quá độc ác, Trương Lăng Nguyên tôi sống gần nửa đời người, không thể tưởng tượng trên đời này còn có người không biết xấu hổ như vậy. Trương Lăng Nguyên giống như đứa trẻ oan ức đột nhiên gặp được cha mẹ, miệng phấn chấn nói lên suy nghĩ. Đừng đứng lên, Lăng Nguyên, nghỉ ngơi vài ngày cho tốt, đừng hành hạ bản thân mình. Diệp Phàm bước một bước lớn đỡ ông ta, vỗ vỗ bàn tay ông ta nói. Yên tâm, chúng ta sẽ không chịu lỗ không như vậy được. Nhưng 200 triệu kia làm sao bây giờ? Không có khoản tiền này khu chúng ta làm sao triển khai công việc? Trương Lăng Nguyên bị bệnh vẫn còn nghĩ đến khoản tiền kia. Yên tâm, chúng ta chẳng phải vẫn có tiền sao? Dù cho không có khoản tiền này, chúng ta vẫn triển khai công việc như cũ. Chúng ta thắt lưng buộc bụng. Lại làm việc nhiệt tình, tạo ra thành tích khiến lãnh đạo cấp trên nhìn cán bộ khu Hồng Liên chúng ta làm việc tốt. Diệp Phàm mượn cơ hội này cổ vũ khí thế mọi người. Đúng đúng, Bí thư Diệp nói đúng, mặc kệ thế nào, chúng ta sẽ không thỏa hiệp, chúng ta sẽ làm tốt, rất tốt. Các cán bộ đều phấn khích hô lên. Xem ra, tư tưởng mọi người đều rất ổn định, đúng vậy, làm ra thành tích. Diệp Phàm động viên vài câu. Lại ngồi nói vài câu vô nghĩa rồi trở về. Vừa đến nhà thì Phí Ngọc điện thoại đến, nói. Diệp Phàm, không sao chứ. Phí Ngọc biết lão đại Diệp Phàm giờ phút này đang nén giận nên muốn khuyên hắn một chút. Không có việc gì, hôm nay còn phải cảm ơn chị Phí ủng hộ. Diệp Phàm hừ nói. Không có việc gì, nên thế. Phí Ngọc nói, trầm ngâm trong chốc lát lại nói thêm. Vu Tây Dương, người này rất thâm hiểm. Vì có người ở trên đứng sau, việc gì anh ta cũng có thể làm được. Anh phải đề phòng anh ta, hôm nay chịu thiệt thật sự rất oan ức. Thiệt này sẽ không chịu oan uổng đâu, tôi sẽ lấy lại. Con người tôi,
người khác không chọc tôi tuyệt đối không ức hiếp, còn muốn trêu chọc tôi cũng không phải mềm nhũn như trứng. Diệp Phàm nói, có thật chắc chắn sẽ lấy lại được, tuy nhiên, cứ từ từ đi. Phí Ngọc nói, ngẫm nghĩ một chút nói thêm. Hay là cậu ra ngoài đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm rau dưa. Cơm rau dưa là thế nào, hay là để tôi đưa chị đến chỗ này, thế nào? Diệp Phàm nhớ tới lần trước cùng đi suối nước nóng, có lẽ Phí Ngọc sẽ thích chỗ đó. Chỗ nào? Phí Ngọc trong lòng nóng lên, biết tên này chẳng có lòng tốt gì, có chút ngượng ngùng hỏi. Tới rồi chị sẽ biết, tôi lái xe ở cạnh cửa đông chờ chị. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Hư hỏng. Phí Ngọc hừ một câu không lên tiếng. Rốt cuộc có đi hay không? Diệp Phàm hỏi. Tôi thấy đàn ông các cậu, thỉnh thoảng ngu như lợn, im lặng có nghĩa là đồng ý, hi hi hi, có những câu cậu hỏi phụ nữ là không hay đâu. Phí Ngọc mỉm cười, cũng muốn cùng tâm sự với lão đại Diệp Phàm, cho hắn giải sầu. Hai ta đâu có quan hệ gì có phải hay không? Lão đại Diệp mặt dày mày dạn cười nói. Không nói với cậu nữa, tôi thay quần áo rồi đi ra. Phí Ngọc gác điện thoại, chỉ sợ lão đại Diệp lại nói ra cái gì đáng xấu hổ. Diệp Phàm lập tức gọi điện thoại cho đồng chí Phạm Ngưu Mãn, bảo anh ta chuẩn bị một chút. Phạm Ngưu vui mừng trong điện thoại đáp. Diệp Phàm, đêm nay vừa vặn, tôi bắt được con trồn. Chờ các cậu đến vừa lúc hấp cách thủy chín. Thêm chút thảo dược cách thủy, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của cậu. Bọn Hà Thính Trường không rảnh nên không đến, buổi tối tôi chỉ có hai người, không cần làm nhiều đồ lắm, lãng phí, lãng phí. Diệp Phàm cười nói. Không nên tiếc, chỉ cần cậu Phàm ăn ngon miệng là được, lãng phí cũng đáng. Phạm Ngưu Mãn cười nói. Về Phạm Ngưu Mãn Diệp Phàm cũng nghe Hà Nghi Viễn nói qua, trước kia người này không có việc gì làm. Sau trong nhà lại có cậu con trai cần tiền điều trị bệnh nặng. Vừa lúc gặp Hà Thính Trường phụ trách một công trình trạm điện ở mảnh đất kia đi xuống thị sát, nhất thời thấy anh ta đáng thương đem tiền trạm phát điện quyên tặng cho Phạm Ngưu Mãn mấy chục ngàn. Cứu sống con trai lão Phạm, Phạm Ngưu Mãn vì báo ân, lên núi săn rất nhiều món ăn thôn quê cho Hà Nghi Viễn. Hai người có thường xuyên qua lại, sau đó Hà Nghi Viễn lợi dụng quyền lực trong tay cho Phạm Ngưu Mãn làm phòng hộ viên bảo vệ rừng. Hơn nữa là công chức chính thức, vợ Phạm Ngưu Mãn cũng có hợp đồng lao động. Một nhà một phần núi lớn, trồng rau nuôi heo. Hơn nữa, thỉnh thoảng Hà Nghi Viễn đều cấp ít tiền cho Phạm Ngưu Mãn, cũng coi như được sống nhàn nhã vui vẻ. Đương nhiên, lão Phạm sớm coi Nghi Viễn là thần tiên rồi. Xe chạy tới cửa đông đợi nửa giờ mới thấy bóng dáng Phí Ngọc. Tuy nhiên, trên đầu Phí Ngọc đội mũ lớn, đương nhiên phải tránh hiểm nghi. Rốt cục cậu đưa tôi đi đâu? Sao lái xe lâu vậy mà chưa tới? Phí Ngọc giật giật miệng hỏi. Đảm bảo chị sẽ xe thoải mái. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Thối, miệng chó không phun ra được ngà voi. Mặt Phí Ngọc đỏ lên, thối một ngụm, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Nghe nói Vu Tây Dương đã đề xuất lên thành ủy, chắc hẳn tiền của cậu đến sáng ngày mai là chẳng còn nữa rồi. Không còn thì không còn, lãnh đạo người ta đã quyết lấy rồi. Chúng ta là tiểu binh có biện pháp gì chứ? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Phí Ngọc có vẻ có chút quái dị, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hỏi. Cậu không tức giận. Dám mới không tức giận, lão Đoàn muốn cắt sen thì ông đây còn có biện pháp gì, chẳng lẽ tuyệt giao với lão Đoàn? Trong lòng đồng chí Tiểu Diệp thầm mắng đồng chí lão Đoàn, ngoài mặt thì giả bộ tự nhiên, phóng khoáng nói. Tức cái gì, có bao nhiêu tiền tôi làm bấy nhiêu việc. Không có tiền tôi không làm, đến lúc đó khu Hồng Liên hỏng bét, ông đây sẽ nghĩ cách ôm mông chạy lấy người là hay nhất. Hi hi hi. Phí Ngọc phá lên cười, giơ tay ấn vào trán Diệp Phàm một cái, người rung lên, gần đây có Diệp ở cạnh làm dịu, Phí Ngọc giống như tìm về thanh xuân, người càng có vẻ ý nhị, làm trái tim người ta không ngừng động đậy. Nói, lúc trước cậu nhận chức có lập lời thề, nếu làm không tốt khu Hồng Liên sẽ về bán khoai lang. Cậu thật muốn làm như Từ Cửu Kinh có phải hay không? Một tiếng phanh gấp xe Diệp Phàm dừng ở sườn núi, vẻ mặt thằng nhãi cười gượng nói. Dám trêu tôi, xem tôi chỉ trị như thế nào. Nói xong, một tư thế hổ đói vồ dê lao thẳng tới. Đừng, đừng như vậy, đây là trên đường, có người. Phí Ngọc xoay mông giãy giụa. Sợ gì, rừng sâu núi thẳm, quỷ cũng khó nhìn thấy chứ đừng nói là người. Huống chi đêm hôm khuya khoát ai tới xem chúng ta biểu diễn.
khí phách lão đại Diệp tràn đầy, tay trượt vào trong người. Hai tay gắn vào chỗ nọ, trên mặt thoải mái cực độ, máu nóng của Diệp lão đại bốc ra không ngừng. Phí Ngọc từ chối một chút rồi bất động, tùy ý cho thằng nhãi đó chấm mút, hừ nói. Chẳng lẽ cậu định đưa tôi tới khu rừng trong núi này à? Ồ, tình thế cấp bách nhất thời quên mất, chúng ta tiếp tục đi, sắp đến rồi. Diệp Phàm mỉm cười một tiếng, giơ tay lại véo một cái vì lưu luyến, tiếp tục lên đường. Không lâu liền đứng ở bên ngoài ngôi nhà của Phạm Ngưu Mãn. Cậu Phàm, vừa vặn, chồn cũng vừa chín cách thủy. Đồng chí Ngưu Mãn một bên mở cửa lớn xe Diệp lão đại, một bên cười ha hả ngây ngô nói. Cậu Phàm, Phí Ngọc ở miệng nhắc lại một câu, cảm giác buồn cười. Vị này C là cô Ngọc. Diệp Phàm giới thiệu, chỉ nói tên làm họ là được. Chào cô Ngọc, gọi tôi là Tiểu Phạm hoặc Ngưu Mãn là được. Bộ dáng Phạm Ngưu Mãn cung kính, cười nói. Thằng nhãi này trên 40, không ngờ ngay cả tên Tiểu Phạm cũng nói ra. Xem ra, ở lâu với Nghi Viễn, dù đồng chí Ngưu Mãn chưa được đi học que nhưng ngôn từ đồng chí Nghi Viễn cũng có thể cuốn hút đồng chí lão Phạm. Ngưu Mãn à, lần này đến không mang theo cái gì tốt, chỉ có mấy bình rượu với thuốc lá, hơn nữa, còn mua mấy bộ quần áo cho người trong nhà anh. Diệp Phàm rất khách khí, đem những thứ này ra. Cậu Phàm, thật là ngượng, rượu và thuốc này, tôi không dùng được, cao cấp quá. Nhìn một cành trung hoa thêm mao đài, đồng chí Ngưu Mãn thiếu chút ngỡ ngây người. Trước kia Hà Nghi Viễn cũng đưa anh ta rượu với thuốc, nhưng thuốc tuyệt đối không vượt qua 20 đồng một gói, rượu phần lớn là mấy chục đồng một chai thôi. Vị Diệp Phàm này ra tay thật là hào phóng, làm lòng Ngưu tràn đầy xúc động. Nhìn đến đống quần áo đóng gói tinh tế, đồng chí Ngưu Mãn liên tục từ chối. Chương 1534, nỗi buồn phiền của Phí Ngọc. Nói, Bí thư Phàm, những thứ này nông dân như chúng tôi không mặc được. Cái gì tôi cũng không cần, hỉ mong cậu chịu giúp chuyện cháu gái nhà tôi là được. Đồng chí Ngưu Mãn nói đương nhiên là chuyện lần trước cháu gái Thúy Nhi xin Diệp Phàm bắt chủ tịch xã. Xem ra, chuyện này đối với người nhà họ Phạm rất quan trọng. Chuyện này không phải tôi đã nói vài ngày nữa sẽ làm sao, yên tâm đi. Chuyện tôi đã đồng ý rồi thì tôi quyết không bỏ mặc đâu. Thái độ của Diệp Phàm khiến Phạm Ngưu Mãn thấy được có chút hy vọng. Anh ta ghé sát vào tai Diệp Phàm nói. Bí thư Phàm, Thúy Nhi cũng vừa đến, đang ở bên trong làm cơm. Cậu cần nói một câu là được, tôi sẽ đi thu xếp. Đồng chí Ngưu Mãn chẳng hề ngu, thấy Diệp Phàm dẫn theo một cô gái xinh đẹp tới, chắc hẳn buổi tối không cùng Thúy Nhi được. Tuy nhiên, đồng chí Ngưu Mãn vẫn nói ra một chút. Để Bí thư Phàm nhìn thấy thành tâm của mình. Bảo Thúy Nhi ra mang quần áo vào, cô ấy và cả nhà các anh đều có một bộ. Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Bí thư Phàm thật sự không cần đâu ạ, lễ vật này rất quý giá. Phạm Ngưu Mãn chỉ sợ Diệp Phàm không giúp đỡ, nên không dám nhận. Không nhận có phải không, sau này mảnh đất này tôi cũng không đến, chuyện của Thúy Nhi tự anh nghĩ cách biện pháp đi. Vẻ mặt Diệp Phàm không lay chuyển. Đồng chí Ngưu Mãn có chút lo sợ, khẩn trương gọi Thúy Nghi cùng người nhà đến nhận quần áo. Về phần người nhà Ngưu Mãn, đương nhiên coi Diệp Phàm như là uy thần. Không thể tưởng tượng được còn có khoảng trời riêng này, đúng là đàn ông các cậu, vì hưởng thụ, không chuyện gì không làm được, hừ. Phí Ngọc đột nhiên hừ một tiếng. Ha ha, tôi cũng chỉ tới đây một lần, suối nước nóng này gọi là khắc nhi tuyền, giúp cơ thể được sảng khoái lắm. Hơn nữa. Hoàn toàn là tự nhiên không phải nhân tạo. Đến đây cùng hai người bạn mới biết mảnh đất này, người khác thì không có may mắn như vậy. Diệp Phàm cười nhìn Phí Ngọc từ trên xuống dưới một chút. Hôm nay toàn bộ cây ở đây đều bị Phạm Ngưu Mãn dỡ xuống, để có thể hoạt động được. Tuy rằng phiền phức một chút nhưng Hà Nghi Viễn cũng rất ít đến, một năm cũng chỉ đến 2-3 lượt, Phạm Ngưu Mãn cũng có khả năng làm lại được. Nhìn cái gì vậy, đúng là háo sắc. Phí Ngọc tức giận mặt không còn chút máu liếc mắt nhìn lão đại Diệp một cái. Chúng ta xuống nước ăn cơm thôi, ở đây có món canh chồn nữa đó. Chút nữa ăn rồi còn có thể làm việc được. Lão đại Diệp hô lớn một tiếng, ôm Phí Ngọc vào lòng. Tôi tự đi, cậu buông ra. Phí Ngọc la lên, tuy nhiên, lão đại Diệp thật sự ngông cuồng, căn bản là không để cho cô có cơ hội, soạt 2-3 cái đã cởi bỏ quần áo Phí Ngọc. Đương nhiên. Khi ăn cơm vẫn có quần lót trên người, che khuất 3 bộ phận quan trọng nhất của người phụ nữ.
thiên nhiên khứ điêu cô, cật thủy xuất phù dung. Diệp Phàm nhìn dáng điệu của Phí Ngọc, không kiềm được khen ngợi một câu, nói. Chị Phí, chị càng ngày càng thướt tha. Huyên Thuyên, già rồi, tôi sao có thể so với cô nàng Thúy Nhi 18-19 tuổi ban nãy, thật đáng chú ý, không thể tưởng tượng được ở chỗ hẻo lánh này còn có thể gặp gỡ một người con gái trong sáng diễm lệ như vậy, không mất vẻ ngây thơ. Phí Ngọc nói đến đây, liếc mắt nhìn Diệp lão đại một cái, hừ nói. Cô gái Thúy Nhi kia không phải con gái của Tiểu Phạm sao? Ai nói? Diệp lão đại kiên trì đến cùng hừ nói. Nghe nói là cháu gái lão Phạm, đến đây chơi. Ồ, tới nơi này chơi. Thật đúng là trùng hợp, Diệp lão đại cậu vừa đến, người ta lại đến chơi thật đúng lúc nhỉ. Phí Ngọc tương đối nhạy cảm, Diệp lão đại vừa nghe, trong lòng thấy xấu hổ, chắc hẳn Phí Ngọc đoán được một chút gì đó. Cô gái này, tự nhiên lại có chút mùi vị giấm chua. Lúc này, đánh chết cũng không thể nhập, bằng không, đêm nay thân mật như cá với nước có thể thiếu chút thú vị. Lão Diệp cười to nói. Sao vậy, nổi máu ghen rồi. Tôi ghen làm gì chứ, cậu muốn dẫn theo bao nhiêu phụ nữ thì liên quan gì tới tôi. Hơn nữa, tôi cũng không phải bà xã cậu. Phí Ngọc thận trọng nói. Hiện tại không phải bà xã thì là cái gì, dù sao tôi cũng chưa cưới đúng không nào. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta ăn cơm đi. Cháu gái người ta bộ dạng xinh đẹp liên quan gì đến chúng ta, hơn nữa cô ta lại là người tinh khiết, chưa từng trải, sao có thể so sánh với Ngọc Nhi nhà chúng ta. Diệp Phàm cười một tiếng dắt Phí Ngọc vào giữa hồ nước. Không lâu sau, ăn cơm xong. Chúng ta bắt đầu đi Ngọc Nhi. Lão đại Diệp cười gượng kéo Phí Ngọc qua. Vâng. Phí Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt quyết rũ nhắm lại, cô muốn dùng tay để hưởng thụ thân thể cường tráng của Diệp lão đại. Cảm giác được đôi tay kia như ngọn đuốc đã châm lửa cọ sát trên người mình. Đôi tay kia như rắn chạy giữa khe núi sâu, tìm kiếm trong bụi bỏ thơm, cửa mình nhẹ nhàng mở ra, nơi đó, đã sớm như một đại dương mênh mông. Ở trong này, Phí Ngọc cũng buông lỏng, lớn tiếng hét, giải phóng những mất mát buồn bực trong lòng. Hết sức dai dẳng, thật lâu sau mới dừng lại. Ngọc Nhi, thoải mái không? Lão đại Diệp nhẹ nhàng ôm cô trong lòng ngực hỏi, hơn nữa có vẻ hơi đắc ý. Tuy nói quả thái tuế có lúc cũng mang đến ít phiền toái, nhưng quả thái tuế giúp kéo dài mang đến cho Diệp lão đại niềm tự hào vô tận. Ngọc Nhi khẽ lên tiếng, giống như con rắn lười biếng tựa vào người Diệp lão đại. Không lâu sau mở mắt ra hừ nói. Bớt ngông cuồng đi, cậu càng ngày càng mạnh, thực không chịu nổi cái miệng của cậu. Tôi là uy mãnh tiên sinh, phụ nữ các chị không phải thích sức mạnh này sao? Diệp lão đại đắc ý nói cười phá lên dù sao ở đây cũng đâu thể nào truyền ra ngoài được. Cậu cứ tự khoe khoang đi. Phí Ngọc tức giận hừ một tiếng, mấp máy miệng giống như có chuyện muốn nói, tuy nhiên, cuối cùng lại không nói ra, đôi mắt ưng của Diệp Phàm sớm đã phát hiện ra, đưa tay vuốt tóc cô, hỏi. Có chuyện gì cứ nói, chúng ta có phải người ngoài đâu? Việc này, còn không phải là chuyện của cậu với tôi sao? Phí Ngọc thở dài. Bộ dạng tương đối phiền não. Phí Mặc không phải nghe nói đến thành phố Mặc Hương đảm nhiệm chức cục trưởng cục xây dựng sao? Chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì đó? Diệp Phàm thân thiết hỏi, trước kia khi cùng Phí Mặc ở Ngư Dương thường xuyên vật tay. Giờ vì nể mặt Phí Ngọc nên cũng thấy đúng là yêu ai yêu cả đường đi. Người anh họ này của tôi, ba anh ấy là bác tôi. Hiện tại đã 70 tuổi, bác hai bác ba tôi trước kia làm việc ở tỉnh, tuy nhiên, hiện tại đã lớn tuổi đều lui về tuyến 2. Cậu cũng biết, lui về tuyến 2 con cháu sau này còn chưa được một nửa ân huệ. Việc này rất thực tế, hiện tại nhà họ Phí còn lại có một mình tôi là cán bộ cấp sở có thực quyền, con cháu những người khác, ngay cả Phí Mặc cũng chỉ là một cán bộ cấp cục trưởng. Nhưng tôi ở thành phố Thủy Châu đã lâu, cũng không phải ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Phí Mặc muốn làm phó chủ tịch thành phố Mặc Hương, tôi chưa có năng lực giúp anh ta. Vì chuyện này, cả ngày trai đến Thủy Châu thật phiền phức, nói tôi ở tỉnh thành, hẳn là biết các đồng chí ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Biết thì có ích gì, quan trọng là người ta sẽ không làm việc giúp mình. Tôi cũng dẫn anh ta đi thăm hỏi vài vòng, tặng rượu và thuốc cũng không ít. Tuy nhiên, hiện tại một chút diễn biến đều không có. Mà mấy bác, chú, anh tôi ngược lại trách tôi không cố gắng hết sức, tôi là phụ nữ, cậu nói xem có cách gì chứ. Nhà chồng tôi có thể giúp đỡ được một chút. Tuy nhiên, tôi không muốn đi cầu xin bọn họ.
anh ta đối với tôi như vậy, hiện tại hai chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Từ lúc kết hôn đến bây giờ tôi không cho anh ta chạm vào người tôi một lần, trước kia còn thường xuyên đến quấy rầy tôi. Lâu dần anh ta cũng thấy phiền phức, đành mặc kệ, anh ta thường xuyên đi ra ngoài với đám đàn bà lung tung lộn xộn. Thôi vậy, chuyện này đã qua, tôi cũng không muốn quản anh ta cũng như cái nhà ấy nữa, tôi cũng rất ít khi về nhà. Đôi lông mày Phí Ngọc nhíu lại. Không được thì dứt khoát ly hôn đi, tìm ai đó thực lòng yêu thương làm lại từ đầu. Diệp Phàm nói. Toàn bộ mọi người trong nhà nhìn chằm chằm, việc này rất phiền toái. Thôi vậy, cứ như vậy đi. Dù sao tôi có cậu, đời này tôi không muốn tìm người khác. Phí Ngọc nói. Hai, chị Phí, tôi hại chị rồi. Diệp Phàm thở dài. Cậu còn nói chuyện ngốc đó sao, là tôi tự nguyện. Hơn nữa, cảm giác rất thỏa mãn, thật sự. Đôi mắt to của Phí Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Thôi vậy, chuyện của Phí Mặc tôi giúp chị giải quyết. Để tránh mọi người cả ngày đến làm phiền chị. Diệp Phàm nói. Cậu làm thế nào để giúp? Cậu chỉ là phó bí thư thành ủy ở Thủy Châu, cũng không phải làm ở tỉnh. Tôi đoán cậu cũng biết nước một hai người, nhưng nếu vì chuyện của tôi mà đi làm phiền bọn họ thật không đáng. Sau này cậu còn phải làm chuyện lớn, đừng lãng phí những cơ hội tốt này. Quan hệ của cậu với lãnh đạo có tốt, nhưng cũng không thể thường xuyên phiền hà người khác được. Việc này, không cần lo cho tôi, anh ta muốn ổn cứ để anh ta đi ổn ào, dù sao tôi cũng đã gắng sức. Năng lực có vậy, không giúp được, ai nói tôi cũng không hổ thẹn. Phí Ngọc nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ trên mặt Diệp Phàm, đưa miệng tới, hai hôn nhau tha thiết. Ha ha, tôi sẽ làm vì chị. Diệp Phàm cười nói, liếc mắt nhìn Phí Ngọc một cái, thái độ đặc biệt nghiêm túc, nói. Rất đáng mà. Đáng cũng không được, không thể làm phiền lãnh đạo ở tỉnh. Thái độ Phí Ngọc cũng rất kiên quyết nói. Không cần phiền hà đến bọn họ. Tôi trực tiếp tìm người giải quyết là được. Diệp lão đại vô cùng khẳng khái, thấy Phí Ngọc vẻ mặt hiện lên nét nghi hoặc, thằng nhãi này cảm giác bị người con gái mình yêu mến xem thường, nói. Tôi sẽ làm ngay cho chị xem, cho chị nhìn thấy tôi đây không phải là không có năng lực. Thằng nhãi này nói xong rồi cười, cầm điện thoại lên bờ hồ gọi cho bí thư thành ủy Tạ Quốc Trung ở thành phố Mặc Hương, cười nói. Bí thư Tạ, chúc mừng anh chính thức thăng cấp. Ha ha. Ha ha, bí thư Diệp, cảm ơn lời chúc của cậu. Trong lòng Tạ Quốc Trung tương đối thoải mái, từ lần trước Diệp Phàm thăng cấp cho thằng cháu Tạ Tốn, Tạ Quốc Trung bước đầu đã hiểu Diệp Phàm hơn. Trong đầu sớm có ý nghĩ kết giao. Nghe nói thành phố các anh gần đây thiếu một người giữ vị trí chủ tịch thành phố có phải không? Diệp Phàm trực tiếp nói ra nội dung chính. Ông em tin tức nhanh nhạy nhỉ, đúng vậy, từ mấy ngày hôm trước công văn xuống điều chủ tịch thành phố Lý Văn Vệ đi rồi. Tạ Quốc Trung nói thẳng rồi lại cười nói. Có phải có bạn bè nào nhờ cậu giúp không? Vâng, ngày trước ở Ngư Dương làm việc cùng Phí Mặc nhà họ Phí, quan hệ với tôi không tệ, hiện tại anh ta đảm nhiệm chức cục trưởng cục xây dựng thành phố các anh, chủ yếu là em gái anh ta là Phí Ngọc, anh hẳn là biết cô ấy. Diệp Phàm cười nói. Đương nhiên là biết, ngày trước còn là đồng sự chỉ có điều lúc ấy tôi ở thành phố Mặc Hương là bí thư, Phí Ngọc là trưởng ban thư ký thành ủy thôi. Cô ta khi đó tương đối trẻ tuổi, không ngờ tuổi còn trẻ đã làm cán bộ cấp sở lời nói rất có uy tín, hơn nữa không lâu sau lại điều đến Thủy Châu đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức cán bộ. Tạ Quốc Trung cười nói. Chương 1535, tên kia cực kỳ vô liêm sỉ. À, hiện tại tôi và cô ấy cũng là đồng sự. Và trên hội nghị thường vụ nhiều lần cô ấy ủng hộ phương án khu Hồng Liên của tôi. Đều là từ Ngư Dương đi ra, cho nên... Chuyện lần này làm phiền bí thư Tạ có thể cân nhắc một chút hay không? Diệp Phàm cười nói. Đối với tôi việc này không thành vấn đề, mấu chốt là ý kiến của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy là quan trọng nhất. Tạ Quốc Trung không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hứa hẹn ngay. Bởi vì anh ta đang muốn tạo quan hệ tốt với Diệp Phàm. Đây là một cơ hội tốt, ít nhất, có thể làm được việc này, Diệp Phàm sẽ nợ mình một ân tình. Vậy cảm ơn. Phía ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy để tôi chuẩn bị một chút. Bên này phiền anh một chút. Diệp Phàm cười nói. Không có gì phiền, chuyện Tạ Tốn tôi còn chưa cảm ơn cậu. Tạ Quốc Trung cười nói. Ha ha, lần sau tới Thủy Châu tôi sẽ mời khách. Chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện lâu lâu một chút nhỉ. Diệp Phàm cười nói,
sau khi buông điện thoại vẻ mặt Phí Ngọc kỳ dị nhìn Diệp Phàm. Nhìn cái gì, có phải bị năng lượng của ông xã chỉ dọa ngây người không? Diệp Phàm cười gượng một tiếng, rất tự đắc giơ tay nhéo mặt Phí Ngọc một cái. Không thể tưởng tượng được cậu lại quan hệ tốt với Tạ Quốc Trung như vậy. Giấu kỹ quá, tôi đúng là có chút không rõ. Cảm thấy sau lưng cậu dường như năng lượng rất lớn, như khu Hồng Liên mà nói. Trước kia chỉ như một khu bỏ hoang, hiện tại qua tay cậu, mới mấy tháng đã thấy khởi sắc, tin rằng khu sinh thái nhân văn sông Hồng Liên sẽ có một ngày nào đó xây dựng xong. Hồng Liên nở rộ không phải là mộng tưởng rồi. Vẻ mặt bộ dáng Phí Ngọc khâm phục. Đương nhiên, tôi là người như thế nào? Năng lực vô hạn, hay là, chúng ta mai nở lần hai nhé? Lão đại Diệp cười một tiếng lại muốn bắt đầu công kích. Không được, tôi không được. Phí Ngọc vội vàng xoay người muốn trốn. Không được cũng phải được, không thể nói không với đàn ông. Phụ nữ mà, cũng không thể nói không cần. Diệp Phàm cứng rắn, mạnh mẽ. Cao đi tìm Thúy Nhi đi, tôi thực không được. Phí Ngọc, vừa rồi bị gây sức ép quá, tuy nói là cực kỳ sảng khoái. Nhưng Diệp lão đại rất mạnh, ai cũng không thể chịu nổi. Ngay cả Thúy Nhi cũng bị cô nói ra, lúc này, ngay cả ý tưởng ghen tuông cũng không có. Xem ra, Phí Ngọc thật sự là mệt không làm được. Thôi vậy, nghỉ ngơi một chút rồi tính sau. Lão Diệp cười nói to. Diệp Phàm, cậu bây giờ khiến tôi càng ngày càng nhìn không thấu. Phí Ngọc dựa vào người Diệp Phàm nói. Tôi vẫn là tôi, vĩnh viễn không thay đổi. Diệp Phàm nói. Hai, không thể tưởng tượng được chuyện tôi cảm thấy khó như lên trời thì cậu chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xong. Phí Ngọc thở dài. Đúng lúc này điện thoại vang lên. Đại ca, bị chó Nhật Phu Tây Dương kia ám hại có phải không? Lô Vĩ gọi tới, cậu ta hôm nay đi công tác ở nông thôn, không thể tưởng được đến được một lúc đã nghe chuyện Hồ Ngọc Tuyền khu Đông Hồ, cơn giận bốc hỏa lên cao ba trượng. Ừ, tên kia cực kỳ vô liêm sỉ, lời đã nói trước mặt quần chúng không ngờ không thừa nhận. Diệp Phàm tôi thực chưa từng thấy qua một cán bộ nào vô liêm sỉ như vậy. Mẹ kiếp, có chút việc ra ngoài. Chuyện tên kia nói sau. Diệp Phàm hừ nói, rồi lại hỏi tiếp. Nghe nói lần trước Sơn Trang Ngọc Tuyền bị các cậu khám xét. Không phải khám xét, chỉ là điều tra nhỏ một chút, là có người tố cáo bọn họ có phục vụ tình dục. Chúng em đi một chuyến, bắt vài cô nàng, không phải chuyện lớn. Sau vài ngày ngừng kinh doanh chỉnh đốn lại thì cho bọn họ mở cửa tiếp thôi. Lô Vĩ nói, tôi nghe nói Sơn Trang Ngọc Tuyền Vu Tây Dương có cổ phần danh nghĩa. Diệp Phàm hừ nói, việc này nhất thời chúng em không phát hiện ra, đã có người nói, điều đó chắc chắn không phải là tin đồn vô căn cứ. Em lập tức bố trí người theo dõi thăm dò một chút. Lô Vĩ nói, cười gượng một tiếng lại nói, chỉ cần đồng chí lão Vu có ít tiền trong đó, ông đây sẽ lật ngược nó, mẹ nó, dám chống lại chúng ta, còn lâu. Chú ý ảnh hưởng, âm thầm tiến hành, nếu làm thái quá sẽ có người nói Diệp Phàm tôi dở trò. Như vậy sẽ không tốt, trong thể chế cán bộ sợ nhất chính là phá nhau. Đã nói lấy cổ phần danh nghĩa, rất nhiều cán bộ chúng ta phỏng chừng đều như vậy. Cho nên, tốt nhất là chỉ lấy bằng chứng, không nên động thủ. Nhờ người khác động thủ đi. Diệp Phàm dặn dò. Em hiểu rồi, yên tâm, điều tra bí mật là sở trường của em. Đảm bảo việc này sẽ không để cho người ta nghĩ có liên quan tới đại ca đâu. Lô Vĩ cười nói. Ừ, tôi quên mất. Cậu là cao thủ từ phòng bí mật điều tra công an xuống mà. Diệp Phàm cười nói. Đại ca, nghe nói bọn nó muốn lấy 200 triệu. Việc này bất kể thế nào cũng không nhẫn nhịn được. Khoản tiền lớn như vậy cho bọn nó mang đi. Nói thế nào cũng phải trị vài cái mới được. Lô Vĩ hỏi. Việc này tôi tính toán cả rồi. 200 triệu này sẽ bị đốt sạch. Sẽ bị bỏng tay. Vu Tây Dương muốn. Được. Xem nó có lấy được hay không. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, giơ tay vuốt ve nhẹ nhàng đồi cỏ nhỏ của Phí Ngọc. Không có việc gì đại ca, chỉ cần chào hỏi một chút, đến lúc đó em gọi đám Hoa Tiêu Diêu tới. Chúng ta cùng nhau thương lượng biện pháp, trong nhà mọi người đều có người. Ra mặt ồn ào một chút, cũng có thể làm ầm ĩ ở tỉnh ủy. Lô Vĩ nói, việc này không vội, tôi muốn suy nghĩ đã rồi tính sau. Diệp Phàm nói xong, cúp điện thoại xong suy nghĩ rồi lại mở ra. Việc này mấu chốt là Đoàn Hải Thiên cố ý giữ lại 200 triệu kia. Nếu thật muốn gây rối, thể diện bí thư Đạo Ẩn sẽ khó coi.
cho nên, tương đối khó làm. Đừng nghĩ nữa, Diệp Phàm, thả lỏng một chút, cố nghĩ sẽ làm đứt dây thần kinh đấy. Phí Ngọc nhẹ nhàng giơ tay vuốt ve bộ ngực Diệp Phàm. Thả lỏng, lại thêm lần nữa à? Diệp Phàm cười gượng một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn toàn thân Phí Ngọc với một vẻ thô tục. Tôi muốn. Đôi mắt quyến rũ của Phí Ngọc mang nét xuân, nhẹ giọng nói lại nhắm hờ hai mắt. Tuân lệnh. Diệp Phàm cười một tiếng, giống như con thuyền nổi lên giữa biển cả. Buổi chiều ngày hôm sau, Trương Lăng Nguyên từ bệnh viện trở về, nói là nhận được tin tức mới nhất, số tiền 200 triệu tỉnh cấp cho khu Hồng Liên Trị Ô đã bị Vu Tây Dương lấy đi rồi. Hơn nữa, Vu Tây Dương còn quyên tặng 100 triệu cho Ủy ban Nhân dân thành phố dùng trợ cấp bồi thường giải phóng mặt bằng Tây Thành. Thật quá đáng, Bí Thư Diệp, đây là ở tỉnh cấp cho khu Hồng Liên, là vốn cho hạng mục Trị Ô. Không có khoản tiền này, khu sinh thái nhân văn sông Hồng Liên làm sao làm được. Một đồng chống lũ còn không có mà làm. Vu Tây Dương thật đúng là ăn ở tình nghĩa, hào phóng quá, lấy mất của chúng ta mấy trăm triệu. Trương Lăng Nguyên tương đối tức giận. Diệp Phàm biết rằng, ông ta một là đau lòng vì tiền. Hai là cảm thấy Vu Tây Dương vừa độc địa phản bác mặt mũi của ông ta. Không phải Vu Tây Dương hào phóng, là phó chủ tịch thành phố Chu nhúng tay vào. Vu Tây Dương giống người hào phóng sao? Đó là 100 triệu lận đấy. Đồng chí lão Vu bất đắc dĩ phải bỏ ra thôi. Cánh tay đâu thể nào xoay qua đùi được, cái này ai mà chẳng hiểu. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, liếc mắt nhìn Trương Lăng Nguyên một cái. Bí thư Diệp, việc này tôi thật sự nuốt không trôi, tôi đi tìm bí thư Đoạn khiếu nại đây. Quá đáng thật, đây là tiền của khu Hồng Liên chúng ta. Trương Lăng Nguyên đứng lên. Bí thư Đoạn chẳng hẳn phải một tuần nữa mới trở về. Diệp Phàm hừ nói, liếc mắt nhìn Trương Lăng Nguyên một cái. Nói, lão Trương, ông thật sự quyết tâm đấu với Vu Tây Dương một trận sao? Đấu, Trương Lăng Nguyên không chút do dự, trên mặt hiện vẻ tàn nhẫn. Xem ra, Vu Tây Dương làm mất mặt ông ta, Trương Lăng Nguyên đã bị ép đến đường cùng. Cũng không riêng gì Vu Tây Dương. Ngày hôm qua về đề án này Phó Chủ tịch thành phố Chu cầm đầu bộ máy thành ủy thông qua. Diệp Phàm đột nhiên nói ra một câu. Phó Chủ tịch Chu. Trương Lăng Nguyên lặp lại. Có chút do dự. Tôi thấy hay thôi vậy. Nếu phải đấu là đấu cùng bộ máy thành ủy. Ông đã nghĩ đến quan hệ lợi hại của chuyện này chưa? Đương nhiên, tiền này phê chuẩn chắc chắn là Phó Chủ tịch thành phố Chu phê. Bởi vì, Bí thư Đoạn còn chưa có trở về. Ông không cảm thấy được chuyện ngày hôm qua sao? Diệp Phàm nhắc nhở Trương Lăng Nguyên, việc này là do Chu Sâm Mộc làm. Cấp trên không phải còn có Đoạn Hải Thiên. Hơn nữa, Diệp Phàm dùng phương pháp kích tướng. Đấu, Phó Chủ tịch thành phố Chu thì sao? Cũng không thể vô lý như vậy. Trương Lăng Nguyên quả nhiên đau đớn, cắn răng. Vậy đi, tôi toàn lực ủng hộ quyết định của ông. Diệp Phàm đập bàn thình thịch một tiếng, liếc mắt nhìn Trương Lăng Nguyên một cái nói. Lão Trương, chúng ta lập tức triệu tập hội nghị thường vụ khu kinh tế mới. Lấy bộ máy tập thể quyết định đề xuất thẩm tố lên tỉnh ủy. Anh thấy thế nào? Tôi nghe Bí thư Diệp. Trương Lăng Nguyên chưa nói hai câu đã gật đầu. Ông ta cũng không còn cách nào khác, nếu đấu không lại Vu Tây Dương. Chắc hẳn đồng chí Lão Trương cũng không ngồi nổi ở khu Hồng Liên nữa. Ngày hôm qua quả thực quá mất thể diện, Vu Tây Dương cũng quá độc ác. Không lâu sau. 13 ủy viên thường vụ quận ủy khu Hồng Liên tới phòng họp rồi. Sắc mặt mọi người đều khá nghiêm trọng, bởi vì Diệp Lão Đại cùng Trương Lão Nhị hai người đều vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở ghế trên cùng, trên tay cầm điếu thuốc. Không lâu sau, gạt tàn thuốc đã đầy. Diệp Phàm dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói. Họp đi, nói ngắn gọn, sông Hồng Liên đã khởi động toàn bộ. Vài ngày nữa sẽ tiến hành nghi thức cắt bắt làm cầu cửu vân. Trưởng ban thư ký Phạm, hoạt động bên kia được bố trí thế nào? Bí thư Diệp, đã chuẩn bị ổn thỏa. Chúng ta mời tới đoàn ca múa tỉnh đến biểu diễn vũ đạo dân tộc. Nghe nói bọn họ có mấy tiết mục đoạt giải thưởng lớn toàn quốc. Phía dưới cầu Cửu Vân hiện tại có một ít nước, có thể làm đại hội thi đấu thuyền rồng đơn giản chúc mừng một chút. Náo nhiệt một phen. Ừ, ý kiến đấy cũng không tồi. Diệp Phàm gật gật đầu, tán thành sự sắp xếp của Phạm Đông Bằng. Uống một ngụm trà rồi nói thêm. Đương nhiên, chúng ta phải kế thừa tính dân tộc gì đó. Cầu Cửu Vân lễ hoa đăng chính là đại biểu cho lễ hoa đăng dân gian Thủy Châu. Phải chú ý tuyên truyền tính nhân văn và lịch sử.
lúc này mới là đòn sát thủ của chúng ta. Tuy nhiên, yếu tố hiện đại cũng không thể bỏ qua. Dân tộc gì đó thì tốt, tuy nhiên, người hiện đại không thích nghe những thứ này. Mà đại biểu chủ yếu xem tiết mục ca múa hiện đại. Kỳ thật bằng không, nếu chúng nó có thể thay bằng yếu tố hiện đại, tin rằng quần chúng nhân dân đều tán thành. Cho nên, tiết mục của chúng ta phải kết hợp giữa dân tộc và hiện đại mới được. Ý bí thư Diệp có phải mời vài ngôi sao ca nhạc danh tiếng có phải không? Phạm Đông Bằng trong nháy mắt đã hiểu. Ừ, Đông Bằng rất hiểu ý tôi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Phạm Đông Bằng vừa nghe, trong lòng như uống mật ngọt. Đây chính là lãnh đạo trực tiếp tỏ thái độ ở hội nghị thường vụ, đó là tán thành mình. Chương 1536, dám đùa Tề Chấn Đào tôi à? Tôi tán thành đề nghị của bí thư Diệp, thanh niên hiện nay thích mấy ca sĩ đáng yêu. Giống như con gái tôi, cả ngày chỉ thích Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, còn Tứ Đại Thiên Vương gì gì đó. Nếu muốn làm thì làm vài tiết mục thượng cấp đi. Liên hoan Tết âm lịch đài truyền hình Trung ương cũng không phải là kết hợp giữa hiện đại và ca múa dân tộc sao? Nếu chỉ biểu diễn ca múa dân tộc, vậy rất đơn điệu. Đến lúc đó chắc hẳn sẽ không có người xem. Trương Lăng Nguyên kiên quyết biểu lộ thái độ, theo sát bước chân của lão đại Diệp. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết, Trương Lăng Nguyên hy vọng mình làm cho ông ta chút giận. Tốt thì đúng là tốt, tuy nhiên, nghe nói cát xê ngôi sao ca nhạc nổi tiếng đắt kinh người. Phải đến mấy trăm ngàn, mời một hai người còn được, nếu mời ba người hoặc nhiều hơn, chỉ sợ tiền chúng ta không chịu nổi. Đồng chí phó bí thư quản lý đảng và quần chúng quận ủy Tào Thắng nói. Ừ, đây đích thật là vấn đề. Chào giá rất cao, chúng ta không mời nổi. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trịnh Kiện vừa nói. Nhà thuốc, thở dài, cũng không phải là phản đối đề nghị của Diệp lão đại. Bí thư Diệp, nếu thật muốn như vậy phải tăng dự toán hoạt động. Phạm Đông Bằng nhìn Diệp Phàm, hỏi. Ha ha, các anh à, sao không động não ngẫm nghĩ xem? Các đồng chí thử nghĩ đi, ngay dưới mắt chúng ta có thể lợi dụng cái gì? Diệp Phàm cười thần bí liếc mắt nhìn mọi người một cái. Tuy nhiên, các ủy viên thường vụ ngồi ở đây đều không hiểu ra sao, liếc mắt nhìn nhau vài lần rồi khẽ lắc đầu. Bí thư Diệp, anh nói đi, bằng không nghẹn chết chúng tôi mất. Trương Lăng Nguyên cười nói. Song Tử Tinh chúng ta bị ai lấy đi? Diệp Phàm hỏi. Cao Minh quá, bí thư Diệp, sao anh có thể nghĩ đến công ty truyền thông Giang Nam chứ? Trương Lăng Nguyên nháy mắt liền hiểu được, cười to nói. Kỳ thật cũng không trách được mọi người nhất thời không nghĩ ra, bởi vì tôi khi ở Ma Xuyên từng làm việc cùng Tổng Giám Đốc Mai của công ty truyền thông Giang Nam. Hiện tại thị trấn Ma Xuyên Đức Bình muốn làm du lịch cổ cư, nhưng tương đối có danh tiếng. Tin rằng Tổng Giám Đốc Mai sẽ vẫn nể mặt mũi tôi và Lão Trương. Chỉ cần cô ấy đồng ý cắt khánh thành cái cầu, cắt xê ngôi sao ca nhạc cũng không phải là vấn đề gì lớn. Bởi vì công ty truyền thông Giang Nam không phải chỉ hợp tác cùng tập đoàn đĩa Kim Bảo Hồng Kông, mà còn hợp tác với tập đoàn giải trí đường thị gì đó của Hàn Quốc. Cho nên, ta lần này chúng chẳng những phải mời đến ngôi sao ca nhạc Hồng Kông, hơn nữa, ngay cả ngôi sao ca nhạc nổi danh Hàn Quốc chúng ta cũng không bỏ qua. Muốn làm phải làm lớn một chút, về phần kinh phí, tin rằng có công ty truyền thông Giang Nam có thể làm trung gian, bọn họ hẳn có thể chiết khấu. Dự toán kinh phí cũng có thể tăng một ít, Chủ tịch quận Trương, anh thấy thế nào? Diệp Phàm hỏi. Được, 200 triệu đều bị người khác đoán mất rồi, chúng ta còn sợ gì nữa phải không? Trương Lăng Nguyên cũng rất thông minh, lập tức nhắc tới chuyện 200 triệu ra. Ừ, nói đến 200 triệu này. Mọi người chắc hẳn đều có nghe qua. Ở tỉnh cấp cho khu Hồng Liên chúng ta 200 triệu để phòng chống lũ, nghe nói đã bị đồng chí Vu Tây Dương lĩnh đi rồi. Các đồng chí nói xem, 200 triệu này còn muốn lấy về hay không? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc hừ nói. Thình thịch một tiếng, cái bàn không ngờ bị Trương Lăng Nguyên đập một cái, thằng nhãi này vẻ mặt oán giận đứng lên nói. Nhất định phải đòi lại, khu Hồng Liên chúng ta không là gì sao? Bí thư Diệp. Tôi có đề nghị, chúng ta lấy hình thức tập thể bộ máy khu Hồng Liên khiếu nại lên tỉnh ủy. Đó là tiền của chúng ta, nếu đã không có 200 triệu, tin rằng trong túi các đồng chí ngồi ở đây đều không còn gì. Trương Lăng Nguyên quả thật lợi hại, những câu hữu tình, không ngờ trực tiếp đâm mạnh vào lòng mọi người. Ông ta nói lên sự thật, đã không có 200 triệu, kinh phí phân phối cho mọi người hoạt động chắc chắn bị rút lại rất lớn,
đây là ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích cá nhân của các vị lãnh đạo. Tôi tán thành đề nghị của Chủ tịch quận Trương, lấy hình thức bộ máy tập thể khiếu nại lên tỉnh ủy. Vệ Sơ Tĩnh biết đây là Diệp Lão Đại cùng Trương Lão Nhị đang phối hợp đóng kịch, cho nên, dứt khoát ủng hộ. Đúng vậy, chúng ta có cái lý của mình, đó là tỉnh cấp cho khu Hồng Liên chúng ta. Mặc dù là phải bồi thường khu Đông Hồ một ít kinh phí trị ô, nhiều nhất là 100 triệu, tại lại lấy cả 200 triệu của chúng ta, thật quá đáng. Phó Chủ tịch Thường trực quận Vương Đại Trung cũng kiên quyết nói. Bởi vì, việc này có quan hệ trực tiếp tới ông ta. Ông ta là Phó Chủ tịch Thường trực quận, là người giúp đỡ Trương Lăng Nguyên làm tốt việc kiến thiết toàn bộ khu. Muốn làm kiến thiết chắc chắn phải có tiền, không có tiền còn muốn kiến thiết cái rắm gì. Việc này bị khu Đông Hồ giật tiền, chẳng khác nào vét sạch hầu bao phân công quản lý nhà Vương Đại Trung. Tôi tán thành đề nghị Chủ tịch quận Trương. Trưởng ban thư ký quận ủy đồng chí Phạm Đông Bằng nói tiếp. Lập tức có 4 ủy viên thường vụ lập trường kiên định biểu lộ thái độ, ánh mắt nghiêm khắc của Diệp Phàm quét xuống mọi người một lượt, cuối cùng, vài ủy viên thường vụ khác không có cách nào, đành phải gật đầu đồng ý. Nếu không đồng ý, về sau đòi tiền Chủ tịch quận Trương, người ta liền nói một câu lúc trước cậu không tán thành đi lấy tiền về giờ còn muốn tiền gì chứ, có thể chết mình. Đã không có tiền làm quan còn có hương vị gì. Huống chi, đây là bộ máy tập thể quyết định, Phó Chủ tịch thành phố Chu muốn gõ cũng phải gõ Diệp Lão Đại và Trương Lão Nhị chứ. Cũng không tới phiên mình đâu mà sợ. Tốt lắm, chứng tỏ khu Hồng Liên chúng ta vạn người một lòng, là một bộ máy đoàn kết, tiến tới bộ máy, một lòng vì khu Hồng Liên, kiến thiết phát triển bộ máy. Việc này cứ định như vậy, lập tức đem tài liệu khiếu nại tới đây, các vị ủy viên thường vụ ký tên mình vào. Diệp Phàm vỗ gậy. Trương Lăng Nguyên đương nhiên sớm có chuẩn bị, không lâu, thư ký liền đem tài liệu đặt ra mặt bàn. Các vị ủy viên thường vụ có chút lo lắng sợ hãi, nhưng thấy mắt hổ lão đại Diệp Phàm cùng mắt Trương Lão Nhị chăm chú nhìn xuống cũng đành phải ký, coi như là đồng ý. Tin tức này đương nhiên là bí mật, không lâu sau cũng rơi vào tai đám người Vu Tây Dương và Chu Sâm Mộc. Vu Tây Dương vội vàng vào phòng phó chủ tịch thành phố Chu. Thằng nhãi vẻ mặt mỉa mai nói. Khu Hồng Liên cũng quá mức, bọn họ làm vậy là miệt thị quyết định lãnh đạo cấp trên. Không ngờ lấy bộ máy tập thể khiếu nại lên tỉnh ủy. Phó chủ tịch thành phố Chu, tuyệt không thể để cho bọn họ mang tài liệu khiếu nại lên trên. Bằng không, người khác thấy sẽ nghĩ bộ máy thành phố Thủy Châu chúng ta thế nào. Rối loạn, thật sự là rối loạn, không ngờ có cán bộ cấp dưới như vậy. Muốn đưa cứ để cho bọn họ đưa đi, tôi muốn xem những người đó có thể làm cái gì. Nơi này là Thủy Châu, không phải khu Hồng Liên. Chu Sâm Mộc hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Vu Tây Dương một cái nói. Chính anh cũng phải chú ý chút, đôi khi, nói là không thể nói lung tung. Vu Tây Dương vừa nghe mặt lập tức đỏ lên, đây là phó chủ tịch thành phố Chu thẳng thắn phê bình chính mình nói dối. Nói không thể nói lung tung chính là nói mình đã nói với Trương Lăng Nguyên cái gì, nói xong lại không nhận. Phó chủ tịch thành phố Chu mắt lửa và người ta là đã sớm nhận ra rồi. Đương nhiên, Vu Tây Dương tuyệt đối sẽ không thừa nhận sai phạm này. Thằng nhãi này nói, phó chủ tịch thành phố Chu, ngài là lãnh đạo cấp trên của hắn. Hắn làm như vậy đối với ngài thật là bất kính, ngang nhiên khiêu chiến với ngài, lại còn rất cao ngạo. Việc này tuyệt không thể để hắn đứng lên lâu, nếu mỗi người đều như thế, về sau có thể điều hành quản lý như thế nào. Lâu. Tôi ngược lại muốn xem hắn có thể đứng lâu cỡ nào. Chu Sâm Mộc thản nhiên liếc mắt hừ một tiếng với Vu Tây Dương. Kỳ thật, đồng chí lão Chu trong lòng hiện đang hơi hối hận, vốn đã hiểu được Diệp Phàm người này không thể không để ý. Không thể tưởng được vì chuyện huyên náo của Vu Tây Dương mà ầm ĩ cả lên. Thực gây náo tới tỉnh ủy thì lời nói của Chu Sâm Mộc chắc chắn sẽ không còn hiệu lực nữa. Cho dù có thắng cũng không có gì sáng rọi, cấp dưới của anh kiện cáo anh. Làm lãnh đạo còn có gì sáng rọi? Hơn nữa, cũng sẽ để lại mụn nhọt trong lòng lãnh đạo tỉnh ủy. Chu Sâm Mộc anh có phải thực khiến dân chúng phân nộ gì đó? Tuy nhiên, hiện tại Chu Sâm Mộc cũng đâm lao phải theo lao. Diệp Phàm có động tác như thế, cũng khiến trong lòng Chu Sâm Mộc phẫn nộ cực độ rồi. Quyết định giáo huấn con chó không biết nghe lời này một chút. Chu Sâm Mộc quyết định, phải chiến đấu với Diệp Phàm ở tỉnh ủy, cho hắn một cái tát vang dội, cho hắn biết. Đây là Thủy Châu, ngoại trừ Đoàn Hải Thiên, Diệp Phàm ngươi không có khả năng khiêu chiến quyền uy đồng chí Chu Sâm Mộc tôi. Buổi tối,
Diệp Phàm mang theo hai bình rượu tới thăm hỏi Tề Chấn Đào. Không có việc không trèo lên Tam Bảo Điện, tiểu tử cậu lần này đến có phải có việc gì hay không? Tề Chấn Đào liếc mắt ngắm vẹo Diệp Phàm một cái. Hừ, tôi biết cậu mà đến là chẳng có chuyện tốt gì rơi xuống đầu tôi đâu. Chú Tề, sao có thể nói như vậy, không có việc gì cháu không thể tới thỉnh giáo lãnh đạo một chút sao? Chú là lãnh đạo, cháu làm cấp dưới, cháu nên đến báo cáo công tác với chú, báo cáo chuyển biến tư tưởng. Lúc nào cũng nghe lãnh đạo dạy bảo mới không phạm sai lầm. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, nói, nhẹ nhàng lấy cốc rượu ra đặt trên bàn. Rượu tôi ở đây có cả đống, mang về đi. Tề Chấn Đào khoát tay, tức giận nói. Mang về thì mang về. Diệp Phàm mặt dày mày dạn cười nói, liếc mắt nhìn Tề Chấn Đào một cái, cười thần bí nói. Tuy nhiên, cháu cầm về rồi chú Tề cũng đừng hối hận nhé. Lần sau chú hỏi xin cháu tuyệt đối cháu không cho đâu. Cho đến lúc đó chú đừng nói cháu là người keo kiệt, không tôn trọng lãnh đạo gì đó. Ý gì, uy hiếp ông đây à? Vẻ mặt Tề Chấn Đào nghiêm lại nói. Không phải là uy hiếp mà là nhắc nhở ạ. Diệp Phàm bình tĩnh, nói, hắn một chút cũng không sợ Tề Chấn Đào. Biết tính tình ông ta cũng không có ý gì. Rượu này, chẳng lẽ có bí mật gì? Giọng Tề Chấn Đào dịu đi một chút, nhìn hai bình rượu kia, thật ra đã có hứng thú. Đương nhiên, chú Tề, chú nghĩ xem, trước kia các chú không phải thích cái viên thuốc kia sao? Sau đó không có dược liệu điều chế viên thuốc kia cũng hết. Tuy nhiên, gần đây rất may mắn, cháu phát hiện một loại có thể thay thế. Cho nên, liền ngâm thành rượu, tuyệt đối không hại sức khỏe, mỗi ngày một chén nhỏ, bảo đảm chú cả đêm sinh khí dồi dào. Đương nhiên, cũng phải có hạn chế số lần không tổn hại sức khỏe có đúng không ạ? Loại dược liệu này cũng tương đối hiếm thấy, ngâm chế thành rượu thuốc nhưng không nhiều lắm. Vẻ mặt lão đại Diệp đáng khinh nói, thực ra là hắn dùng dược liệu kiếm được trong kho nhà họ Phí chế thành. Tiểu tử cậu, có vẻ là đem Tề Chấn Đào ta làm chuột bạch thí nghiệm đúng không? Tề Chấn Đào giật mình, hừ nói. Cháu đã thử từ trước rồi, Tề Thiên nói là sau khi uống vào nhiệt tình tăng 10 phần. Hơn nữa, sinh khí dồi dào, một chút di chứng cũng không có. Thuốc đông y Trung Quốc chúng ta đúng là tốt, không có tác dụng phụ, tinh khiết thiên nhiên. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, đồng chí lão Tề thiếu chút nữa phải vẫy tay, chỉ vào Diệp Phàm nói. Cậu độc lắm, thử nghiệm trên người con tôi chưa đủ, giờ lại còn tìm tới tôi. Cả hai cha con tôi đều trở thành vật thí nghiệm của cậu. Chương 1537, thuyết phục ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Không thử thì thôi, cháu sẽ tự dùng. Dù sao thì cũng chỉ có vài chai, đợi tí nữa còn có hai chai nữa dành cho bí thư Thiết đấy. Ở thủ đô anh Thiết sớm đã đặt sẵn 4 chai, anh ấy nói 6 chai, cháu không có nhiều như thế. Nếu chú Tề đã không cần cháu đem về cho anh Thiết cũng được, cháu đi đây. Diệp Phàm nói. Tôi đã từng nói là không cần ư, cậu cũng keo kiệt quá nhỉ, cũng chỉ là hai chai rượu, đã đem đến rồi mà còn muốn cầm về. Đối với lãnh đạo như thế là không kính trọng đó, nếu tặng thì phải tặng nhiều hơn nữa chứ, cậu thấy đúng không? Như vậy, mới thể hiện được thành ý của cậu, tặng như vậy thì được cái rắm gì chứ? Tề Chấn Đào hừ một tiếng rồi thốt ra câu nói đó. Loại rượu gì mà ngon tới vậy, khiến Tiểu Diệp phải đem về thế chứ? Lúc đó, giọng nói của Phong Nhã Mai vọng tới. Không, không có rượu gì đâu, chỉ có hai chai rượu thôi mà. Diệp Phàm nhanh chóng đáp lại. Quái, có hai chai rượu, ông và Tiểu Diệp đang nói linh tinh gì thế? Rót một chén để tôi thử xem nào, có phải là nó có thể làm đẹp không? Phong Nhã Mai luôn tỏ vẻ thích thú với những thứ mà đồng chí Tiểu Diệp làm ra, không ngờ còn nghĩ nó có tác dụng làm đẹp. Dì Phong à, cái này, ha ha ha. Diệp Phàm cười gượng một tiếng vì thật khó để giải thích cho bà ta. Nhã Mai à, rượu này không làm đẹp được đâu, chỉ là hơi mạnh chút xíu thôi. Hai bọn tôi đều rất thích những loại rượu có phong cách như này. Nếu không thì loại thiêu đao tử của Liêu Đông sao lại được gọi là rượu của các đấng mày râu cơ chứ? Tề Chấn Đào vội giải thích, ông ta chỉ sợ vợ mình thật sự muốn nếm thử mùi rượu này thì phiền phức to rồi. Hừ, mạnh có tí mà ông và cậu Diệp lại nói như thế à? Muốn lừa tôi hả? Rốt cuộc là loại rượu gì vậy? Tiểu Diệp, nói thật đi. Phong Nhã Mai mặt nghiêm lại, hừ nói. Bà thật muốn nghe ư? Tề Chấn Đào nhìn bà vợ rồi cười một cách bí ẩn.
Muốn nghe chứ, có cái gì mà không dám nghe cơ chứ, chẳng qua cũng chỉ là mấy chuyện vớ vẩn của đàn ông các ông. Phong Nhã Mai hừ nói, xem ra, thì bà ta cũng không hề ngốc. Tiểu Diệp nói đi. Tề Chấn Đào nói. Dì Phong à, rượu này thật ra thì dì cũng có thể uống, dư âm tráng dương, uống vào thì cực kỳ hăng hái. Diệp Phàm Thành thật nói. Cậu thật là, để dì pha cho cậu cốc trà. Phong Nhã Mai trong chốc lát đã hiểu ra, mặt bà ta hơi đỏ lên, liền vội nói vài cậu rồi đi mất. Ha ha chú Tề à, có lẽ chú đã nghe qua việc chủ tịch tỉnh Yến đi tuần ở khu Đông Hồ rồi chứ. Diệp Phàm chuyển sang ngay chuyện khác. Biết ngay là cậu chả có lòng tốt gì thật, cho tôi rượu ư, bây giờ mới lộ mục đích thực sự rồi nhé. Tề Chấn Đào nói. Cũng không còn cách nào khác, bị người khác ức hiếp cho thành ra thế này, cháu cũng phải phản kháng lại chứ. Nếu không thì, Diệp Phàm cháu sẽ trở thành đồ đớn hèn phải không chú? Và lại, cháu mà bị bắt nạt tới mức này thì chú Tề cũng chả có mặt mũi nào nữa, chú thấy đúng không? Diệp Phàm nói, khéo léo đem Tề Chấn Đào cột vào ngồi chung cùng một chiếc thuyền. Nói thử xem nào, chi tiết một chút, còn cả dự tính của cậu nữa, nói hết xem nào. Tề Chấn Đào bỗng trở nên nghiêm túc hơn, lắng nghe Diệp Phàm đem mọi chuyện kể lại. Việc này có chút không thỏa đáng. Cậu sẽ phải đối mặt với Chu Sâm Mộc. Hơn nữa, ở trong số các thành ủy viên thường vụ cũng có người có thành kiến với cậu. Vì người mà cậu đi kiện lại là toàn bộ ủy viên thường vụ Thủy Châu, chứ không chỉ là một mình Chu Sâm Mộc. Cậu nghĩ thử xem, về sau làm việc mà không có sự ủng hộ của Chu Sâm Mộc thì cậu sẽ rất cô lập đấy. Cậu làm sao có thể làm tốt vụ kiến thiết khu Hồng Liên được, mà nếu không làm tốt thì làm sao có được thành tích tốt. Việc này khiến chuyện đề bạt làm chức lãnh đạo cao hơn của cậu cũng bị ảnh hưởng khá nhiều đó. Hơn nữa, cấp dưới báo cấp trên, cũng sẽ tạo cho lãnh đạo một ấn tượng xấu về người như cậu, một người kiêu ngạo không phục. Một khi ấn tượng được in sâu vào rồi, thì muốn thay đổi cách nhìn của mọi người về cậu thì quả thật là rất khó. Hậu quả nghiêm trọng sẽ là sau này các vị lãnh đạo khác sẽ không dám dùng cậu nữa. Cậu thử nghĩ xem. Có vị lãnh đạo nào lại tình nguyện cần một người chưa biết chừng sẽ kiện cả mình? Người làm lãnh đạo sợ nhất là bị như vậy, sợ bị gọi là kẻ làm người khác nhức tai. Tề Chấn Đào vẻ mặt nghiêm túc hẳn, nhìn Diệp Phàm rồi hỏi. Thái độ của Hải Thiên thì thế nào? Anh ta ư, cái này thì khó mà nói được. Diệp Phàm không muốn nói ra thái độ của Đoạn Hải Thiên. Ha ha, có phải lão Đoạn cũng đỏ mắt bởi 200 triệu kia? Vì thế không màng gì tới chiêu ngầm của Chu Sâm Mộc, bảo cậu ngậm bồ hòn gì đó đúng không? Cậu nghĩ xem, chỉ cần lão Đoàn không gật đầu đồng ý để xem Chu Sâm Mộc còn dám mang 200 triệu kia đi mất. Tề Chấn Đào nhìn bộ mặt nhăn nhó của Diệp Phàm, bất giác thản nhiên cười. Hơn nữa, nếu tới cả lão Đoàn cũng không ủng hộ cậu, thì cậu nghĩ thử xem, con đường đi kiện lên tỉnh ủy còn có dễ dàng nữa không? Chú Tề à, vụ Tây Dương thâm quá, không nhổ cái gai này. Cháu không nuốt nổi cục tức này. Và lại, Chu Sâm Mộc không hề coi cháu như cấp dưới. Thật quá trọng bên này khinh bên kia rồi, tiền cháu vất vả kiếm được chả nhẽ phải đút vào túi ông ta. Chuyện này, ông ta hoàn toàn có thể thương lượng với cháu. Ủy ban nhân dân thành phố không có tiền xây trụ sở, chúng cháu hoàn toàn có thể quyên góp cho họ. Ông ta dùng chiêu này, chỉnh đốn cháu trước mặt mấy vị lãnh đạo khu, còn có cả chủ tịch tỉnh Yến. Chuyện này, người làm lãnh đạo cũng có vẻ như không đạo đức cho lắm thì phải. Nếu cục tức này nuốt trôi, cả đời cháu Diệp Phàm này có lẽ sẽ không còn tiền đồ gì nữa. Diệp Phàm hừ nói. Kiện bọn họ đi. Tề Chấn Đào đột nhiên đập bàn, vẻ mặt nghiêm túc tới đáng sợ. Sau đó, Diệp Phàm lại tới thăm Thiết Thác và Lô Minh Châu, thuyết bọn họ ủng hộ hắn. Chỉ là phía Đoạn Hải Thiên không dễ thuyết phục cho lắm. Nhưng Diệp Phàm vẫn kiên trì gọi cho Đoạn Hải Thiên, nói cho ông ta về quyết định của bộ máy ủy ban khu Hồng Liên. Đoạn Hải Thiên nghe xong liền trầm ngâm một lúc, rồi nói. Nếu cậu đã quyết định thì hãy đi làm đi, việc này, phó chủ tịch thành phố Chu vốn là làm không được ổn cho lắm. Mà Vu Tây Dương cũng không đúng. Mấy ngày này, tôi vừa đi khảo sát bên ngoài, bên phía tỉnh ủy tôi không có cách nào ủng hộ cậu rồi. Cậu và lão Tề tìm hiểu một chút xem. Cố giành lấy sự ủng hộ của vài vị ủy viên thường vụ ấy. Đây đều là những lời từ đáy lòng tôi mà muốn nói với cậu, không được nói cho người khác nhé. Cảm ơn bí thư Đoạn đã ủng hộ. Diệp Phàm nói. Tôi đâu có ủng hộ cậu đâu.
Đoạn Hải Thiên nói. Anh không quay về chính là đã ủng hộ em rồi, ha ha. Diệp Phàm cười nói, biết là Đoạn Hải Thiên cũng đang lảng tránh, anh ta mà quay về thì chuyện này lại dễ dàng rồi. Nếu ở tỉnh ủy ủng hộ Diệp Phàm, thì chả khác gì một bí thư như ông ấy tỏ vẻ không hài lòng với chủ tịch tỉnh của chính mình. Nếu không ủng hộ Diệp Phàm, trong lòng Diệp Phàm sẽ cảm thấy khó chịu. Lão Đoạn kéo tôi tới khu Hồng Liên, cuối cùng có chuyện rắm gì ông cũng chẳng thèm để ý, hơn nữa, lại còn muốn tôi phải làm kinh tế gì chứ? Muốn dồn tôi vào chân tường ư? Vì thế mà lão Đoạn rất khó xử, cách tốt nhất là mượn cơ hội đi khảo sát để không quay về. Đợi cho tỉnh ủy ra quyết định thì mới về phủ, lão Đoạn chỉ còn cách là kéo dài mà thôi. Nhưng nếu cứ như thế, trong hội nghị thường vụ, Diệp Phàm sẽ lại mất đi một phiếu của Đoạn Hải Thiên. Hiện giờ chỉ mới thuyết phục được ba ủy viên thường vụ, chỗ chủ tịch tỉnh Yến Xuân Lai thì không nói làm gì, chắc chả có hy vọng. Bởi vì ngày hôm đó, y có mặt ở đó, nhưng cũng luôn giữ im lặng coi như là đã đồng ý việc đó rồi. Thực ra thì, Diệp Phàm cũng biết là bản thân làm như vậy nguy hiểm như việc đi xiếc trên dây vậy. Không những đắc tội Chu Sâm Mộc và vài người nữa, lại còn làm cho chủ tịch tỉnh Yến Xuân cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng, Diệp Phàm có lập trường làm người của riêng mình. Nếu không đi tranh giành, thì về sau khu Hồng Liên khó có thể ngẩng đầu lên đi được. Làm người tranh giành một chút, cũng là để Phật được thắp nén hương. Trong đầu Diệp Phàm đang tìm đủ mọi tên của ủy viên thường vụ tỉnh ủy, để có thể tiếp tục thuyết phục thêm một hay hai vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy nữa. Hắn lại nghĩ ra một người nữa. Người đó trình là trưởng ban thư ký tỉnh ủy đồng chí Kiều Chí Hòa. Mấy hôm trước Kiều Chí Hòa âm thầm nhắc tới chuyện muốn tạo mối quan hệ tốt với Lô Minh Châu, đây lại chính là cơ hội để cọ sát hợp tác rồi. Diệp lão đại lại lấy ra từ sau xe hai chai rượu để đem tới nhà Kiều Chí Hòa. Tên này may thật đấy, Túc Nhất Tiêu không ngờ cũng quay lại Thủy Châu. Sau khi nghe Diệp Phàm kể câu chuyện này xong, nói gì thì không nói lại cho ngay một câu rằng Diệp lão đại đã tới nhà cậu một chuyến rồi. Có Túc Nhất Tiêu đi cùng, Diệp lão đại càng chắc chắn hơn việc bắt thóp được Kiều Chí Hòa. Ngồi đi. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm bước vào cửa, Kiều Chí Hòa đột nhiên bước tới, chào đón nồng nhiệt và bảo Diệp Phàm ngồi xuống. Thưa trưởng ban thư ký, nửa đêm canh ba lại tới đây làm phiền anh, thật là ngại quá. Diệp Phàm tỏ vẻ xin lỗi, nói. Ha ha ha, mới 9 giờ thôi mà, không hề muộn. Chúng tôi đều ngủ muộn lắm, thức đêm đã thành thói quen rồi. Chả cách nào sửa được. Làm quan thì ai mà không như thế. Làm quan ấy, cũng không dễ tí nào đâu. Kiều Chí Hòa vẻ mặt thân thiết, cười nói. Y nhìn Túc Nhất Tiêu, rồi nói. Cháu vừa về à? Vâng, cháu vừa về nhà tắm một cái, nhận được điện thoại của bí thư Diệp liền qua đây luôn. Túc Nhất Túc nói, nhìn cậu rồi lại nói tiếp. Hôm qua chắc cậu cũng nghe qua cái chuyện chủ tịch tỉnh Yến đi khu Đông Hồ khảo sát rồi chứ ạ? Ừ. Cũng nghe nói là lấy đi mất 200 triệu vốn là cho khu Hồng Liên để đem cho khu Đông Hồ rồi à. Kiều Chí Hòa nhìn Diệp Phàm, hỏi, trong chốc lát y đã hiểu ra mục đích tới đây của Diệp Phàm. Kiều Chí Hòa trong lòng vui như mở cờ, bởi vì chuyện thằng cháu ngoại Thúc Nhất Tiêu được điều về sở giám sát tỉnh Nam Phúc để đảm nhận chức phó giám đốc sở thường vụ, khiến y cảm nhận được là lúc thế đơn lực bạc, cần yểm trợ từ bên ngoài. Nếu Diệp Phàm thỉnh cầu y ra tay, thì cái ân tình ấy sẽ vẫn còn do nể thằng cháu ngoại. Đúng vậy, mới hôm qua. Diệp Phàm kể lại một lần nữa chuyện ở khu Đông Hồ. Vậy cậu có dự tính gì không? Kiều Chí Hòa trao mày hỏi Diệp Phàm, y cũng cảm thấy việc này tương đối khó nhằn. Nếu mà chủ tịch tỉnh Yến có mặt, thì đồng nghĩa rằng đó là việc mà chủ tịch tỉnh Yến đã mặc nhận. Với tình hình hiện nay thì rõ ràng là Diệp Phàm lật ngược thế cờ. Kiều Chí Hòa thấy việc này có khó hơn cả lên trời. Căn bản không hề có chút hy vọng nào để lật ngược thế cờ. Nếu có thể làm được, thế há chẳng phải đã đánh vào mặt đồng chí Yến Xuân Lai rồi không, mà bên Chu Sâm Mộc thì chỉ có thể nói là mặt nhỏ. Bộ máy tập thể khu Hồng Liên chúng tôi. Diệp Phàm quyết định nói. Kiều Chí Hòa suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Bí thư Diệp, việc này, tôi nghĩ là cơ hội thắng không hề lớn. Cho dù tôi ủng hộ thì cũng vẫn chỉ là một người. Mà có được mấy vị ủy viên thường vụ tỉnh lại dám đứng ra đối mặt với chủ tịch tỉnh Yến, việc này quả thật phiền toái. Thực sự là không thể được đâu, bỏ nó đi. Sau này hãy nghĩ cách khác vậy. Bên này đã có ba ủy viên thường vụ ủng hộ tôi rồi. Diệp Phàm lộ chút bí mật cho Kiều Chí Hòa, nếu không thì,
hắn tin là Kiều Chí Hòa sẽ rất khó để ra quyết định. Ba người thêm tôi mới là bốn, vẫn chưa đủ sức. Kiều Chí Hòa mặc dù khá kinh ngạc về khả năng của Diệp Phàm, nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Chương 1538, cuộc tranh luận giữa Yến và Phí. Y nhìn Diệp Phàm một cái, rồi nói. Biết rõ là thua mà còn đi làm, như vậy sẽ ảnh hưởng không hay ho gì cho danh dự của cậu đâu. Tiền mất đi thì còn có cách để kiếm lại, nhưng danh tiếng còn quan trọng hơn cả tiền đấy. Và lại, cậu đối mặt với chủ tịch tỉnh Yến, việc này thật không sáng suốt chút nào. Tôi biết là sẽ có ảnh hưởng bất lợi. Diệp Phàm gật đầu, cảm thấy vô cùng thân thiết khi hắn nghe được những lời nói thẳng thắn của Kiều Chí Hòa. Nếu xã giao bình thường thì sẽ không bao giờ nói với cậu những lời thật lòng đó đâu. Diệp Phàm nhìn Kiều Chí Hòa rồi nói. Nhưng, nếu cấp trên đồng ý cấp 500 triệu, hơn nữa, khi cấp trên cấp khoản tiền có kèm ghi chú rõ ràng, 500 triệu ấy chính là tiền để khu Hồng Liên chống ô nhiễm và xây dựng đường sông. Đương nhiên là có cả việc trị thủy nữa. Xây dựng đường sông có liên quan mật thiết tới việc trị thủy. Thành phố lấy đi mất tiền của chúng tôi, vì vậy vấn đề trị thủy có vài sơ hở, trách nhiệm đó không ai có thể gánh vác nổi. Vì thế mà một khi cấp trên đã cấp rồi, ha ha, chả nhẽ cấp trên đã nhìn lầm, cấp nhầm tiền cho khu Hồng Liên ư. Vậy tại sao bọn họ không cho khu Đông Hồ hoặc cho khu Tây Cảng 500 triệu đó? Kiều Chí Hòa nghe xong liền nghĩ thoáng hẳn ra, lát sau đã không còn cái cảm giác mịt mờ nữa rồi. Diệp Phàm đang nhắc nhở y, nếu cấp trên đã đồng ý cấp 500 triệu thì, điều đó chứng tỏ mối quan hệ của hắn với cấp trên không tồi. Nếu không thì, làm sao có thể quan tâm tới khu Hồng Liên như vậy được? Ha ha, chuyện này cậu đã quyết tâm như vậy, thì tôi cũng không ngăn cản cậu nữa, hai anh em cậu cứ nói chuyện với nhau đi. Kiều Chí Hòa cười nói, quay lại nhìn Túc Nhất Tiêu, nói. Nhất Tiêu, nếu đã quay về rồi, thì ngồi tụ tập lâu lâu một tí với bí thư Diệp nhé. Tất nhiên là phải tụ tập lâu lâu rồi, vừa nãy cháu và bí thư Diệp có nhắc tới chuyện quay trở lại sở giám sát. Cậu ấy nói có thể tối mai, gọi cả đồng chí Lô Vĩ đi tụ tập một phen. À cậu, nếu cậu rỗi thì cũng tới chung vui nhé. Túc Nhất Tiêu khéo léo truyền đạt ý tứ. Ha ha, nhất định phải tới rồi. Kiều Chí Hòa liền hiểu ra, phát hiện ra rằng Diệp Phàm sớm đã chuẩn bị xong hết rồi. Sau khi bước ra khỏi nhà họ Kiều, nhìn giờ thì đã qua 12 giờ rồi. Muộn như vậy thì cũng ngại tới làm phiền bí thư đảng ủy công an tỉnh Lý Sương Hải. Hắn quyết định sáng mai trước khi đi trình tài liệu thì phải qua được cái cửa ải Lý Sương Hải này đã. Còn Phí ra thì sẽ không đi nữa, Diệp Phàm tin là Phí Mãn Thiên khi đã chịu cấp tiền cho mình, thì chắc sẽ không có chuyện để kẻ khác phá đám đâu. Mặc dù là lần trước vì chuyện của Hồ Tư lệnh quân khu tỉnh mà cãi nhau, nhưng Diệp Phàm tin vào Phí Mãn Thiên. Đại quan biên giới là gì chứ? Và lại, Yến Xuân Lai làm như vậy, cũng đáng nghi ngờ là muốn ngáng chân Phí Mãn Thiên. Phí Mãn Thiên tôi đồng ý cấp tiền cho Diệp Phàm, Yến Xuân Lai ông lại ngấm ngầm cho người đi lấy khoản tiền ấy đi. Ông coi Phí Mãn Thiên này là không khí hả? Nếu thách thức quyền uy đối với Phí Mãn Thiên, thì chắc chắn lão ta sẽ quyết không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nếu không thì lời của bí thư tỉnh ủy nói còn có tác dụng gì nữa. Ngày hôm sau, thông qua Mai Thiên Kiệt, Diệp Phàm đã trình tài liệu lên văn phòng thường vụ ủy viên tỉnh ủy. Hắn tin là ít lâu sau sẽ vào tay của Kiều Chí Hòa, sau khi tới tay ông ta rồi thì ông ta sẽ tìm cách để đệ trình lên bí thư Phí Mãn Thiên. Mà Diệp Phàm chuyển hướng đi tới văn phòng của Lý Sương Hải, may mà Lý Sương Hải có ở đó. Bí thư Diệp, cậu là người bận bịu, rất khó để gặp được đấy, ha ha ha. Lý Sương Hải cười lớn. Thằng nhãi này trong lòng khẳng khái vô cùng, Diệp Phàm là người anh ta theo dõi quá trình trưởng thành. Mấy năm gần đây, anh ta đã leo lên cái vị trí khiến Lý Sương Hải cũng tương đối khiếp sợ. Có lẽ Diệp Phàm vượt qua anh ta cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đối với chuyện đề bạt của Diệp Phàm, Lý Sương Hải không để ý lắm, chuyện lập mối quan hệ tối với Diệp Phàm mới là dự tính của Lý Sương Hải. Bí thư Lý quản công tác chính trị pháp luật của toàn tỉnh, bận lắm nhỉ, nếu không có việc em nào dám tới làm phiền đâu. Diệp Phàm cười rồi ngồi xuống cạnh Lý Sương Hải. Bận lắm. Lý Sương Hải gật gật đầu, quay người nói với bí thư Sung. Tiểu Vũ à, đem pha trà bích loa xuân mà lần trước phủ ra tặng tôi nhé, bí thư Diệp chắc là chưa uống bao giờ, ha ha. Bích loa xuân, có nghe qua rồi, nổi tiếng đấy, thật sự là em chưa được uống thử.
Diệp Phàm cười nói. Nhắc tới Bích Loa Xuân thì có chút lai lịch, giá của nó có nhiều loại, như Bích Loa Xuân của An Huy, Tích Giang, Giang Tây và vài vùng nữa, mặc dù là bên ngoài nhiều lông, nhưng nhìn kỹ giá thì một cân không quá vài trăm đâu, mấy loại căn bản ấy à, chất lượng kém hơn chút chỉ mấy chục một cân. Loại trà này uống chẳng thú vị gì cả, đại đa số là chế biến trà bằng máy. Nhưng loại Bích Loa Xuân chính cống là loại trà được làm thủ công từ ngọn trà được hái ở Thái Hồ trước thời Minh ở Tô Châu. Loại trà Bích Loa Xuân đó trên thị trường có lẽ rất đắt, giá cả cũng chát. Nghe nói loại đắt nhất một cân phải tầm 10.000, tôi có được trà này là do đợt trước đi họp ở thủ đô, nhà họ Phù tặng cho. Lý Sương Hải cười nói, quay người như đang nghĩ tới cái gì đó, quay sang nói với thư ký. Thế này đi, anh gọi Tiểu Lý tới đi, tay nghề cô ấy được lắm. Không cần phiền phức vậy đâu, pha tạm trà gì cũng được, em uống rồi đi ngay ấy mà. Ha ha! Diệp Phàm cười nói. Bí thư Diệp, anh chắc không biết trưởng phòng Lý Ngọc của văn phòng chúng tôi. Tay nghề pha trà của cô ấy tuyệt đỉnh lắm. Thư ký Tiểu Lưu đứng một bên cười. Ồ, không ngờ ủy ban chính trị pháp luật lại ngọa hổ tàng long à, không những biết cầm súng, mà còn biết cả nghệ thuật pha trà à. Diệp Phàm cười lớn. Cô ấy là phó phòng phòng tiếp đón của văn phòng ủy ban chính trị pháp luật. Năm ngoái mới tốt nghiệp trường Đại học Công an. Tháng 1 năm nay thay mặt cho Ủy ban Chính trị Pháp luật chúng tôi, tới Bắc Kinh cùng các cảnh sát khác cọ sát về trà đạo. Lý Ngọc giành được cúp bạc đó. Không tồi không tồi. Trong lời nói của Lý Sương Hải chứa đầy vẻ đắc ý. Xem ra thì, quả là cao thủ rồi. Em rất muốn xem tài cô ấy biểu diễn trà đạo. Diệp Phàm cười nói, nhìn Lý Sương Hải, rồi hỏi. Vừa nãy cái nhà họ Phù mà bí thư Lý nói tới có phải đang xây dựng nhà khách dân tộc ở cầu Cửu Vân thuộc khu Hồng Liên chúng em không? Đại công tử nhà bọn họ Phù Chính Hưng cũng đang ở Thủy Châu phụ trách hạng mục này. Đúng rồi đấy, chính là tập đoàn Thiên Mậu. Tôi và ông cụ nhà bọn họ đánh qua vài ván cờ, thua quá bi đát. Lý Sương Hải khéo léo nhắc tới nhà họ Phù, Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu ngay. Có lẽ anh ta đang ám chỉ hắn trong phạm vi cho phép về mảng chính trị thì hãy quan tâm tới nhà khách dân tộc nhà họ Phù một chút. Ừ, bọn họ rất giữ chữ tín. Tiền đầu tư mấy chục triệu đã xong hết rồi, nhà khách dân tộc đã bước vào giai đoạn xây dựng toàn diện rồi. Móng cũng đã xong rồi, đang quy hoạch một vài hạng mục giải trí trên sông. Diệp Phàm cười nói, thực tế là đã đồng ý lời đề nghị của Lý Sương Hải. Đang nói thì tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi Lý Sương Hải thốt lên một tiếng thì phát hiện ra một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước vào với trên người là bộ cảnh phục, dưới là váy cảnh sát, đôi giày da màu hồng, khuôn mặt hình quả táo lộ vẻ hào hứng, không những thế cô gái xinh đẹp ấy còn có chút ý vị nữa. Bí thư Lý, anh gọi tôi. Cô gái đó hành lễ theo đúng tiêu chuẩn của cảnh sát, rồi hỏi. Nhưng Diệp Phàm phát hiện ra cô gái đó đang âm thầm liếc nhìn hắn. Trong lòng nghĩ, tôi chẳng hề bệnh gì, cô nhìn cái gì cơ chứ? Anh này là bí thư Diệp của thành phố Thủy Châu, cô làm tốt nhé, đừng để anh ấy khinh cô gái đã giành được chiếc cúp bạc của chúng ta. Lý Sương Hải cười nói. Xin chào bí thư Diệp. Lý Ngọc chào hỏi, đó quả là sự kinh ngạc khó có thể che giấu được, bởi vì, Diệp lão đại trẻ hơn cô ấy tưởng tượng một chút. Màn biểu diễn trà đạo của Lý Ngọc đúng thật là hay, tới nỗi mà Diệp Phàm tỏ ra rất phấn khích. Sau khi pha xong trà, Lý Ngọc liền biết điều lui ra ngoài. Nhưng, trước khi đi Diệp Phàm lại cười nói. Vừa lúc quá, lần trước đi Hồng Kông còn đem về một hộp sản phẩm dưỡng da. Cô Lý Ngọc, cô đã giúp tôi thưởng thức được sự tinh túy của trà đạo, vậy cái này tôi tặng cô. Nói xong, Diệp Phàm rút từ trong túi ra một hộp sản phẩm dưỡng da. Không, không cần. Lý Ngọc môi run run nói, cô nhanh tay đưa hai tay ra từ chối. Ha ha, bí thư Diệp quả thật là thần tài. Rất ít khi tới chơi chỗ chúng ta. Nếu lấy được thì cô cứ lấy đi vậy. Lý Sương Hải cười đầy ẩn ý. Cảm ơn bí thư Diệp. Lý Ngọc cầm hộp dưỡng da mà lòng đầy cảm kích. Ôi, đừng nói là thần tài, bây giờ em đang nghèo rất đây. Diệp Phàm tìm được cơ hội, liền chuyển ngay vào đề tài chính. Không thể nào, nghe nói cậu nhận được 500, 600 triệu, tới tôi đỏ mắt cũng trả được. Làm sao có chuyện nghèo cơ chứ? Lý Sương Hải thực sự không hiểu, nhìn Diệp Phàm. Ông anh chắc không biết chứ, hôm qua chủ tịch tỉnh Yên tới khu Đông Hồ đi tuần đã chỉ đạo công việc. Diệp Phàm kể lại câu chuyện cho Lý Sương Hải biết.
thế báo cáo đã trình lên chưa? Lý Sương Hải suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi. Đã trình lên văn phòng thường vụ tỉnh ủy ôi, có lẽ không lâu sau sẽ tới tay thư ký Kiều. Tới khi đó nếu có thể vì lần này mở cuộc họp thường vụ, thì mong ông anh ủng hộ chút xíu. Nếu không thì, cục tức này em thực sự không nuốt nổi. Diệp Phàm nói. Mỗi mình tôi thì có lẽ chả được gì cả đâu. Lý Sương Hải thản nhiên nói, đương nhiên là anh ta sẽ không đồng ý ngay được. Hơn nữa, việc này rõ là muốn ngấm ngầm đối đầu với chủ tịch tỉnh Yến rồi, mặc dù Lý Sương Hải cũng có chút kiêng kỵ về người đứng sau Diệp Phàm, nhưng sức mạnh của chủ tịch tỉnh Yến cũng rất mạnh. Đã có 4 vị đồng ý rồi, hơn nữa, 500 triệu đó là ai cấp vậy? Đấy là kinh phí chuyên để cải tạo sông, ha ha. Diệp Phàm tất nhiên lại nói tới việc phí mãn thiên để Dương Cờ làm ra hổ dọa mọi người. Lý Sương Hải vừa nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi, không chút do dự nói. Được, nếu đúng vì việc này mà mở cuộc họp thường vụ thì tôi sẽ nói. Cảm ơn nhé, hôm khác em sẽ mời. Diệp Phàm cười đáp. Ha ha, được vậy thì tốt. Lý Sương Hải cười cười, nhìn Diệp Phàm, rồi đột nhiên hỏi. Diệp lão đệ có nghe nói về vọng sừng công quán ở thủ đô bao giờ chưa? Vọng sừng công quán, để em nghĩ xem. Diệp Phàm nghĩ một lúc, rất lâu sau mới nói. Có phải đó là vọng sừng công quán có liên quan tới hậu nhân của tướng quân Trương không? Đúng vậy đó, nếu có thể vào đó ngồi uống trà thì sẽ có cơ hội quen biết vài người bạn. Lý Sương Hải cười nhạt nói. Bí thư Lý cũng đi rồi chứ? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Tôi chưa. Lý Sương Hải lắc đầu một cách chua xót, nhưng cũng không giấu nổi Diệp Phàm. Chẳng qua là một công quán thuộc kiểu hội sở mà họ hàng xa của tướng quân Trương mở mà thôi, chả nhẽ lại còn phân cấp bậc tôn ti. Diệp Phàm có chút không hiểu. Không giống nhau đâu, nghe nói phải có thẻ hội viên của hội sở này, bắt buộc phải là quan chức cấp bộ, tỉnh trở lên mới có cơ hội này. Tất nhiên là những gia đình như nhà họ Phù ở trong giới giàu có của thủ đô cũng rất có danh tiếng. Cũng làm được thẻ hội viên. Ví dụ là do một quan chức nào đó tặng. Lý Sương Hải nói. Chương 1539, thẻ hội viên siêu cấp. Hóa ra là thế. Diệp Phàm gật đầu, hắn suy nghĩ một lúc, rồi lại tìm trong tập danh thiếp trong túi. Quả đúng là tìm được một thẻ hội viên màu vàng, phát hiện trên đó có viết là vọng sừng công quán. Lúc đó hắn mới nhớ ra là khi đó tới thủ đô. Đêm hôm đó Phí Nhất Độ có nói là đang ở vọng sừng công quán mời khách, Diệp Phàm nói là ở cùng mấy người bạn. Phí Nhất Độ lo Diệp Phàm đến sớm nhưng không vào được nên dứt khoát đưa chiếc thẻ hội viên đó. Sau đó gấp tới giờ lại có việc nên phải đổi nơi khác, chiếc thẻ đó cũng vứt vào trong túi ra mà không hề dùng tới. Có phải cái này không, em cũng không rõ cho lắm, khi đó đi Bắc Kinh một người bạn mời, nên tiện tay đưa em cái này. Có điều là, vọng sừng công quán tôi chưa vào lần nào. Diệp Phàm đưa thẻ hội viên vàng cho Lý Sương Hải. Lý Sương Hải lúc đầu vẻ mặt thản nhiên, cho rằng là không thể nào có chuyện trùng hợp tới vậy. Hơn nữa, Diệp Phàm không thể thoải mái rút ra một cái thẻ nhưng bản thân lại không hề biết việc này. Nhưng, sau khi Lý Sương Hải xem xét tỉ mỉ thì ngay lập tức khóe miệng giật vài cái, đưa trả lại cho Diệp Phàm, nói. Chính là cái này, bí thư Diệp giữ cho kỹ, và đừng làm mất nhé. Tặng cho anh đấy. Dù sao thì cũng là đồ của người khác tiện tay tặng cho. Tôi rất ít khi tới thủ đô, cầm cái này cũng chả có tác dụng gì. Diệp Phàm vẫy tay không nhận. Cảm ơn. Lý Sương Hải trong lòng cảm thấy hơi ghen tức, cái thứ bản thân mình ao ước mấy năm liền mà người ta lại tặng nó dễ dàng như tặng tờ giấy vậy. Có điều là, Lý Sương Hải lại không dám lấy cái thẻ vàng này. Bởi vì thẻ hội viên cũng chia thành các đẳng cấp khác nhau, quan chức to cấp bộ. Phó tỉnh thường là thẻ hội viên màu bạc. Nhưng thẻ màu vàng lại phải là chức quan cao hơn một bậc thì mới có thể có nó. Cũng có nghĩa là người tặng Diệp Phàm cái thẻ hội viên màu vàng này thì ít nhất cũng phải làm quan to cấp tỉnh, bộ. Chức quan to như vậy cả nước có được mấy người cơ chứ? Tôi không thể nhận cái thẻ này được, ha ha. Lý Sương Hải có chút tiếc nuối khi trả lại cho Diệp Phàm. Mặc dù tiếc, nhưng Lý Sương Hải vẫn trả lại cho Diệp Phàm. Không sao đâu, lần sau tới thủ đô em sẽ xin cậu ta thêm cái nữa là được mà. Diệp Phàm không nhận thẻ hội viên vàng, rồi nói. Lão đệ à, ông anh nói thật với cậu vậy, cái thẻ vàng này không dễ cầm đâu, ít nhất phải là quan to cấp tỉnh, bộ thì mới được cầm. Người bạn đó của cậu cũng không thể có được vài cái chứ.
cái thẻ này cậu cứ giữ đi, đừng làm mất, tiếc lắm đấy. Và lại, cái thẻ này khi chuyển sang cho ai đều có dữ liệu cả. Lý Sương Hải nén nhịn sự mê hoặc lại, để nói ra sự thực. Có sao đâu, bạn em tặng em lại tặng bạn mình, thế thì làm sao cơ chứ? Cứ nhận lấy đi. Diệp Phàm vẻ mặt chân thành, Lý Sương Hải lần này vẫn nhất quyết từ chối, rồi nhìn Diệp Phàm nói. Lão đệ à, thế này, nếu lần sau mà gặp người bạn đó của cậu, thì có thể làm được cái thẻ màu bạc cho tôi là được rồi. Cái thẻ vàng này thì thôi vậy, cậu cứ giữ mà dùng. Khi bước ra ngoài, Diệp Phàm nhẹ hết cả người, ít nhất cũng đã có 5 phiếu tín nhiệm, Phí Mãn Thiên có lẽ sẽ nghiêng về phía hắn. Diệp Phàm cáo từ ra về. Lúc này, cô nàng Lý Ngọc vẻ mặt sung sướng như đang được hạnh phúc trùm lấy. Bởi vì sau khi quay trở lại văn phòng làm việc, mặc dù là đã cố tình che cái hộp đó đi nhưng rốt cuộc thì vẫn bị đồng nghiệp phát hiện ra. Mang ra đây xem nào, đừng giấu nữa, có phải là bạn trai tặng cho không? Vẫn còn giấu mình cơ à, hôm qua lúc PK bảo cậu mang bạn trai tới, mà không ngờ lại chơi trốn tìm với tụi này, lại còn nói là không tìm thấy nữa chứ. Nói thế ai tin đây, đường đường là Lý đại tiểu thư của văn phòng chúng ta lại không có bạn trai, trừ phi là đàn ông trong thiên hạ này chết hết rồi. Bạn của Lý Ngọc Trương Thu Lệ đưa tay ra trước mặt Lý Ngọc. Ôi, chúng tôi đây còn muốn theo đuổi tiểu thư Lý Ngọc ấy chứ, tiếc là người ta không thích, thật buồn quá. Đồng nghiệp cùng phòng Ngô Giang Bình tỏ vẻ đau khổ than thở, bộ dáng của anh ta vô cùng buồn cười. Người ta ngắm chúng anh ư, cái bộ dạng như gấu trúc này á. Trương Thu Lệ chẳng hề nể mặt đồng chí Ngô Giang Bình gì cả, trông cứ như kiểu con cóc muốn ăn thịt thiên nga vậy, trêu anh ta tới nỗi mà ai cũng phải cười ngặt nghẽo. Mặc dù Lý Ngọc là phó phòng, nhưng ở phòng này ngoại trừ trưởng phòng ra thì tất cả các thành viên khác đều là phó. Tới nhân viên cũng không có, tất cả đều có chức vụ cả. Nhưng Lý Ngọc vì giành được chiếc cúp bạc về cho đảng ủy công an trong cuộc biểu diễn trà đạo nên được thăng thêm một cấp nữa. Lý Ngọc, bị mọi người cười cho tới nỗi đỏ cả mặt lên, muốn cãi lại nhưng không dám nhắc tới việc Diệp Phàm tặng cô ấy bộ sản phẩm dưỡng da. Nếu lãnh đạo mà nghe được thì xong, vì thế mà, mới không nói thật. Lý Ngọc, cậu có bạn trai rồi, mà sao chẳng nói gì cả. Hại cho anh trai mình cả Trương La nữa cứ nói là phải giới thiệu cậu cho họ. Lúc này chị dâu tương lai Trần Nguyệt ở phòng khác vừa đi ngang qua, nên bước vào. Chị dâu đừng nghe bọn họ nói bừa, em làm gì có đâu. Lý Ngọc vội vàng chối, lần hiểu lầm này có vẻ lớn. Nếu mà những lời này truyền tới tai bí thư Diệp, vừa nghĩ tới việc này, mặt Lý Ngọc càng đỏ ửng lên. Có thì có thôi, tặng nhẫn rồi mà vẫn nói là không có, ha ha ha. Cô bạn thân Trương Thu Lệ vẫn không hề muốn bỏ qua cho Lý Ngọc, cô ấy cứ nói đùa một cách dã man. Những người khác thì đương nhiên cũng mang vẻ mặt mờ ám. Thật sự là không có, Thu Lệ, cậu đừng nói bừa, chuyện này mà truyền tới tai anh ấy thật thì không xong rồi. Lý Ngọc vội vàng thốt lên lời. Ôi dào, cái này, anh ta là ai hả? Trương Thu Lệ cười rõ lâu rồi nói, cái đó, chứ anh ta nói rõ nhấn mạnh, tự nhiên có ý cường điệu nó lên. Còn phải nói, chắc chắn là cái anh đó của Lý Ngọc rồi, tình ca ca đấy. Khi đó, một nữ đồng nghiệp khác cùng phòng Thôi Hạnh Cúc cười nói. Để mình xem là quà gì nào, có phải là nhẫn kim cương không? Trương Thu Lệ nhân lúc Lý Ngọc xấu hổ không chú ý liền giành lấy chiếc hộp trong tay cô ấy. Ngay lập tức, mọi người bao quanh lại. Đừng mở ra. Lý Ngọc nóng nảy, nhưng, món quà bí ẩn đã đó thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Có vẻ như là hàng hiệu nước ngoài, ôi, là ELLADY. Trương Thu Lệ hô lên. ELLADY, nghe nói sản phẩm dưỡng da của hãng này còn phân các cấp sao đấy, cao nhất là 5 sao, chính là loại mà hộp bọc ngoài đính 5 viên kim cương đấy. Hộp xịn cũng phải 5,6 nghìn, loại 1 sao cũng phải hơn nghìn một hộp. Năm ngoái, họ hàng của mình ở Pháp cũng tặng cho một hộp. Lệ Thu, xem đấy là mấy sao. Thôi Hạnh Cúc biết nhìn phết đấy. 5,6 nghìn một hộp, hàng cao cấp đấy. Những người khác hô lên, trầm trồ khen ngợi. Những người này đều là tầng lớp làm công ăn lương, một tháng cũng chỉ 1 nghìn. Hộp sản phẩm dưỡng da này bằng với lương tháng nửa năm của họ rồi. 5 sao, đúng là 5 sao, thấy chưa, hộp ngoài có 5 viên kim cương. Ngô Bình Giang đứng bên cạnh, nhanh mắt, hô lên. Lý Ngọc, mau nói thật đi.
bạn trai cậu chắc chắn là đại gia rồi. Trương Thu Lệ giơ hộp sản phẩm dưỡng da lên nói. Đừng làm hỏng, đó là của bí thư Diệp tặng đó. Lý Ngọc trong lúc quính lên liền nói ra. Bí thư Diệp, biết rồi, thế là bạn trai cậu có chức quyền rồi. Nói thật đi, là bí thư ở đâu, là bí thư đảng ủy xã, hay là bí thư đảng ủy cục, hay là bí thư đảng ủy huyện hả? Trương Thu Lệ càng đắc ý. Mình bảo nè Thu Lệ, là bí thư huyện ủy thì sao? Người ta Lý Ngọc hẳn còn trẻ trung, sao có thể tìm một lão trung tuổi được? Thôi Hạnh Cúc trêu ghẹo nói. Đúng là bí thư huyện ủy, cũng phải 35, 36 rồi, cũng phải lớn hơn Lý Ngọc gần nửa thế hệ. Chồng già vợ trẻ, không xứng chút nào, cô gái xuất thân từ phòng chúng ta sao lại có thể mất giá như vậy? Đồng chí Ngô Giang Bình cười gượng liên tục. Anh ấy là bí thư Diệp của khu Hồng Liên, vừa nãy bí thư Lý bảo mình qua đó pha trà mời khách quý. Bí thư Diệp khen mình pha trà ngon, nên tiện tay tặng tôi cái hộp này, mọi người đừng nói bừa, chuyện này không thể truyền tới tai bí thư Diệp được. Lý Ngọc cuối cùng cũng nói thật hết ra, nếu không nói ra thì sợ đám người này không biết sẽ nói lung tung thành kiểu gì nữa. Bí thư Diệp, chả nhẽ lại chính là bí thư Diệp anh minh thần vũ, đại khí bất phàm đó, phong lưu phóng khoáng đó. Nghe nói anh ta rất trẻ. Ngô Bình Giang vẻ mặt kinh ngạc nói. Cảm ơn lời khen của cậu, anh minh thần vũ thì không dám, tôi rất bình thường. Còn nói phong lưu thì càng không với tới nổi, chúng ta đều là cán bộ nhà nước, không được nói là phong lưu. Lúc đó, từ phía ngoài văn phòng vọng vào một tiếng nói nhỏ. Mọi người quay đầu lại nhìn, thì phát hiện là một người trẻ tuổi. Nhưng, Lý Ngọc lại xấu hổ bước tới, mỉm cười, cúi đầu xuống nói. Bí thư Diệp, thật xin lỗi, chúng tôi nói lung tung rồi, anh đừng giận nhé, chúng tôi thường ngày hay nói đùa quen rồi nên không biết giữ mồm giữ miệng. Đúng là bí thư Diệp sao? Trương Thu Lệ miệng há hốc ra. Bỗng chốc, mọi người như tỉnh lại, lần lượt bước tới chào Diệp Phàm. Ha ha, cô biểu diễn trà đạo rất đẹp, lần sau tới khu Hồng Liên, nếu có cơ hội thì tôi sẽ lại thưởng thức trà nghệ của cô. Khu Hồng Liên chúng tôi đang làm về sinh thái nhân văn. Trà nghệ cũng là một văn minh kế thừa của Trung Quốc chúng ta mà. Diệp Phàm thản nhiên cười, bắt tay mọi người rồi đi. Lý Ngọc, cậu là người nổi tiếng rồi. Tới cả bí thư Diệp còn mời cậu làm khách, lợi hại thế. Trương Thu Lệ có chút ghen tị nói. Ghen gì, tới lúc đó sẽ đem cậu theo. Nhưng, chuyện này, chỉ là bí thư Diệp tiện mồm nói, làm sao coi là thật được. Lý Ngọc mỉm cười vẻ thất vọng. Mọi người trong phòng thì đều thấy câu nói này của Lý Ngọc có lý, họ đều cho rằng Diệp Phàm chỉ nói thế mà thôi. Nghe nói vị bí thư Diệp này hoành tráng lắm, lúc ở tỉnh thành nổi bật lắm. Anh ta là một người mới nổi trong giới quan chức đấy. Một đồng chí bắt đầu đưa tin lá cải một cách đầy hứng thú. Diệp Phàm vừa ngồi vào trong xe, Mai Phán Nhi liền gọi điện thoại tới, hỏi. Các anh có phải sắp mời minh tinh tới tham dự lễ khởi công ở sông Hồng Liên? Ừ, chuyện này trưởng ban thư ký Phạm đã nói với cô rồi chứ? Diệp Phàm cười nói. Ừ, anh ta vừa mới nói. Mai Phán Nhi nói, trầm ngâm một lúc rồi nói. Hay các anh để cho tập đoàn truyền thông Giang Nam chúng tôi tới đưa tin về buổi tiệc tôi đi, đảm bảo chúng tôi sẽ làm tốt hơn các cậu. Bên chúng tôi người gì cũng có, còn có thể quay thành kiểu sân khấu kịch như trên TV đấy. Tôi nghĩ cũng nên để bên cô làm, nhưng... Chúng tôi sợ là tiền của chúng tôi bị bên cô vét sạch. Một kẻ nghèo đói, thì làm được gì nữa? Diệp Phàm cười nói. Ha ha ha. Mai Phán Nhi cười phá lên, một hồi sau mới nói. Chuyện này cũng bình thường, nếu muốn lên đẳng cấp cao thì phải có trả giá chứ. Nếu không thì, tôi sẽ mời cho anh vài ba ca sĩ hạng ba tới, làm trả ra sao thì có ý nghĩa gì? Chương 1540, lời mách lẻo của trưởng ban thư ký Kiều. Cô nói cũng đúng, thế này đi, có thể để bên cô làm, nhưng mà có một yếu tố không thể mất được. Như tính dân tộc, lễ hội đèn hoa đăng cửu vân ở Thủy Châu V, phải kết hợp giữa ca múa dân tộc và hiện đại mới được. Còn về kinh phí, bên cô giảm giá 40% được chứ? Diệp lão đại mặt không phải là loại giày bình thường. Hừ, anh tính được đấy. Vừa muốn chất lượng, vừa muốn rẻ, những thứ trên đời này đều bị anh chiếm hết rồi. Anh chả có nhẽ lại không hiểu đạo lý tiền nào của nấy này sao? Mai Phán Nhi hừ một tiếng, cô ta tỏ vẻ bất mãn với sự keo kiệt của hắn. Ha ha,
chúng ta có quan hệ gì chứ, chỉ dựa vào mối quan hệ cũng phải chiếu cố chút chứ đúng không nào? Cô cũng không phải không biết, tôi giờ đang rất đen, bị bọn khu Đông Hồ cướp mất 200 triệu, hai, những ngày này, quả khó sống. Đồng chí Diệp Phàm lại bắt đầu đeo bộ mặt phú bà kể khổ. Đáng đời, bị người khác cướp mất 200 triệu thì anh phải đòi về mới được chứ. Nói thế nào đi nữa thì cũng không thể ép giá với một người đàn bà bé nhỏ như tôi, anh có còn là đàn ông không hả? Lý lẽ của Mai Phán Nhi không hề ít. Diệp lão đại bị chặn họng, một hồi lâu mới nói. Thôi được rồi, cô muốn bao nhiêu? Một xu cũng không cần, Mai Phán Nhi nói câu này, khiến Diệp Phàm lặng cả người. Trong lòng nghĩ người phụ nữ của mình đúng là hiểu chuyện, hiểu được cả nỗi khó khăn của mình. Nhưng Diệp lão đại vẫn luôn có cảm giác băn khoăn, mồn nói. Làm sao được cơ chứ? Mối quan hệ của chúng ta có tốt tới mấy cũng không thể như vậy được chứ? Làm sao có thể bên cô dùng tiền công để giải quyết chuyện trong nhà được? Hãy nhận lấy tí chút, như chi phí cho sân khấu bối cảnh chúng tôi cũng phải tự mình bỏ tiền ra, còn tiền cho các diễn viên V, chỉ cần phần giá cả cô gờ giảm cho chút đỉnh là tốt lắm rồi. Thật sự không cần, nhưng bên tôi có một yêu cầu nhỏ. Mai Phán Nhi giờ lộ rõ cái đuôi hồ ly của mình ra, Diệp lão đại vừa nghe liền vô cùng thất vọng, hắn vốn cứ nghĩ Mai Phán Nhi bị làm cho cảm động bởi cái vẻ anh minh thần vũ ấy của hắn, vừa có lợi cho cái thân hắn, vừa lại có thể toàn lực nâng đỡ cho sự nghiệp của hắn. Không ngờ cô bà ta đến là đều có mục đích cả. Yêu cầu gì, tôi đoán chừng chữ này phải được cho vào trong ngoặc kép chứ nhỉ? Diệp lão đại hừ nói. Đối với bên anh mà nói thì chả đáng là gì. Bên tôi chỉ nhờ cái sân khấu của anh để quảng bá chút ít cho truyền thông Giang Nam mà thôi. Như sơn trang phim ảnh của Ma Xuyên, hay bộ quảng cáo song tử tinh lầu của chúng tôi, tới lúc đó, sau khi đã sản xuất xong các tiết mục ca múa nhạc của đài này, bộ phim này chỉ cần các anh công chiếu vài lần ở đài thành phố hoặc đài tỉnh là được rồi. Mai Phán Nhi thản nhiên nói. Diệp lão đại hoàn toàn hết chỗ nói, hắn nói. Cô tính toán như kiểu muốn nuốt chửng người ta vậy. Làm như thế trả hóa để chúng tôi quảng cáo miễn phí cho cô. Và lại, những nhân chứng này đều là lãnh đạo tỉnh ủy, là do chính phủ ra mặt giúp khu Hồng Liên tổ chức các tiết mục, độ tin cậy rất cao. Bên chúng tôi cũng sẽ bỏ ra chi phí cho quảng cáo, việc mời diễn viên mà chả cần tới tiền hay sao. Bố trí sân khấu, dàn đèn, máy quay V, có cái nào là không cần tới tiền đâu. Mấy ông tai to mặt lớn từ Hồng Kông tới. Phí xuất trường cho dù là công ty bên tôi ra mặt giảm giá đi nữa thì ít nhất cũng 200-300 nghìn đúng không? Tới lúc đó món tiền này tính ra thì nếu không có 5-3 triệu thì còn lâu mới làm được. Nếu chuyên làm quảng cáo thì bên tôi một năm làm được cả đống, hơn nữa là ngày nào cũng đều có quảng cáo trên TV đấy nhé, làm như kia là bên tôi có thể nói là lỗ nặng rồi đấy. Mai Phán Nhi cứ hễ nói tới buôn bán là lại khiến Diệp lão đại tự than thở rằng bản thân hắn không thể bằng nổi cô ta. Vậy bên cô có hoàn toàn có thể chỉ đi làm quảng cáo thôi là được rồi, hà tất phải vào đây làm gì? Diệp lão đại hừ nói. Hừ, bí thư Diệp, nhưng trưởng ban thư ký Phạm Đông Bằng của khu Hồng Liên các anh tìm tới chúng tôi trước đấy chứ, hơn nữa anh ta nói có vẻ rất đáng thương. Chúng tôi thấy thông cảm, và lại công ty lại đặt ở Hồng Liên, vốn mục đích là muốn phục vụ cho dân ở khu Hồng Liên, bỏ tiền thì cũng bỏ rồi, anh còn không vừa ý, nếu thấy không kinh tế thì đạp đổ. Anh cũng đừng tới tìm tôi nghe ngóng việc mời minh tinh gì nữa. Mai Phán Nhi đã nắm được 7-8 phần chuôi của Diệp lão đại nên mới khoe khoang như vậy. Cô mạnh nhất, được chưa, cái này gọi là ăn mày cùng phú bà thì có gì đáng để cãi nhau cơ chứ. Thỏa thuận xong nhé, nhưng, bên cô cũng phải chú ý tới một vài yêu cầu nhỏ nữa, quảng cáo của công ty cô phải khéo léo dung hòa mới được. Không cần phải đợi bí thư phí cắt giấy khánh thành, ngay sau đó sẽ xuất hiện song tử tinh lầu. Sau đó bên cô nói gì thì bí thư phí nói nấy, tới phần quảng cáo xong tử tinh lầu thì lại dùng kế quảng cáo rẻ. Về sau lại xuất hiện hình ảnh chủ tịch tỉnh Yến vào sơn trang phim ảnh của Ma Xuyên uống trà nói chuyện. Làm như thế thì cái mũ quan của Diệp Phàm tôi coi như là mất rồi còn đâu. Diệp Phàm nói, anh yên tâm, tôi đâu có tục tằn như vậy, anh biến Mai Phán Nhi thành thứ lừa đảo rồi đúng không? Mai Phán Nhi hừ nói, quay người đi còn nói thêm. Hơn nữa, cuộn phim này ban tuyên giáo của các anh còn phải xét duyệt không xong thì phải chỉnh sửa có đúng không? Nhưng, nếu sắp xếp của bên tôi mà đáp ứng được yêu cầu, thì bên đài thành phố có lẽ cũng không cần phải bỏ nhiều công sức để phát nó.
Bên đài tỉnh còn muốn anh phải phụ trách đó. Ôi trên đời này làm gì có bữa ăn trưa nào miễn phí, tôi cũng coi như là bị cô nắm thóp rồi. Mai đại tiểu thư à, tới lúc đó cô nhất định phải giơ cao đánh khẽ đấy nhé, con người này cứ nghèo là ý chí cũng chả còn đâu. Diệp lão đại lắc đầu nhận thua. Ha ha ha. Đồng chí Mai Phán nhìn cười ngặt nghẽo một hồi lâu như con yêu tinh, rồi dần dần kết thúc câu chuyện. Ừ, Phán Nhi vẫn không hề tồi. Tôi biết là cô đang lấy lòng tôi, người đàn bà được đó. Diệp Phàm thở dài, nổ máy rồi lái xe đi. Kiều Chí Hòa bước vào văn phòng của Phí Mãn Thiên. Lão Kiều à, dạo này ở phía Tây Bắc có vài khu, nếu rảnh thì đi tuần tra thử xem. Phí Mãn Thiên nhìn thấy Kiều Chí Hòa bước vào, chỉ vào ghế bảo ông ta ngồi xuống. Bên đó có chuyện gì à? Kiều Chí Hòa trong lòng có chút động, Phí Mãn Thiên sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ mà bảo mình đi dò xét đâu. Đi xem thử, rồi nghe ngóng chút dân ý, tìm hiểu dân tình thôi ấy mà. Nếu có việc gì thì cậu có thể ghi chép lại, cần phải chi tiết một chút. Dạo này bên đó nghe nói có vài cán bộ làm quá rồi. Có những chuyện làm cúa thì lại không được rồi. Mấy ngày trước, tôi quay về thủ đô, Phó Thủ tướng Diệp có chuyển cho tôi một bức thư. Nói là xung quanh khu Nam Lĩnh mấy huyện ở đó dân họ rất tức giận, tới mức còn cãi nhau tới cả Trung ương rồi. Cậu xem, người ta đều đã lên nói chuyện tới cả Trung ương rồi, mà chúng ta vẫn không chịu xuất đầu lộ diện sao? Sẽ ảnh hưởng không hề tốt chút nào đâu, bức thư này cậu cầm về xem cho kỹ đi, suy nghĩ xem nên làm thế nào nhé. Phí Mãn Thiên đưa bức thư cho Kiều Chí Hòa. Sau khi Kiều Chí Hòa nhận lấy bức thư, thì xem sơ qua một lần, cái vẻ mặt ấy càng ngày càng đáng nghi. Sau khi xem xong Kiều Chí Hòa nói, tôi sẽ xuống đó, nhưng, ở đây có tài liệu khiếu nại, đó là tài liệu của bộ máy khu Hồng Liên, hơn nữa, còn có thư gửi có ký trên của hơn chục nghìn dân chúng khu Hồng Liên. Bí thư Phí cần xem không? Hàng chục nghìn dân gửi thư lên, còn có cả bộ máy quận ủy, việc gì lại khiến dân họ giận dữ như vậy? Phí Mãn Thiên bỗng hơi lặng người đi, ông ta đón lấy tài liệu khiếu nại đấy. Lật qua xem rồi hỏi Kiều Chí Hòa. Lão Kiều, cậu xem chưa? Bí thư, hôm qua Diệp Phàm có tới chỗ tôi. Nói cho cùng thì anh ta cũng không hề dễ dàng gì, 200 triệu này bị người khác hẫng mất, chuyện này vào phải ai mà chả không phục. Hơn nữa, sông Hồng Liên đang xây dựng, họ đều đã phát hết thiếp mời cho lễ khởi công rồi. Không ngờ lại bị hẫng mất 200 triệu. Có vẻ như công trình sẽ bị tê liệt ngay lập tức. Nói gì thì nói, khu Hồng Liên cũng được Đoàn Hải Thiên nâng đỡ, trước đây đồng chí Cố Nhất Vũ làm không ra sao cả, nhưng vừa tới khi Diệp Phàm tiếp quản, giờ thì dần dần đã có khởi sắc, trong tỉnh chúng ta cũng không thể nhìn họ bỏ dở giữa chừng như vậy được. Quốc vụ viện có ra thông điệp cuối cùng là, trong vòng 2 năm không thể thay đổi khu Hồng Liên đi vào lịch sử được. Nếu đúng là bị rút lui, thì chả hóa đánh vào mặt chúng ta. Kiều Chí Hòa nói, quay người nghĩ ngợi rồi lại nói. Chẳng qua là chuyện này có chút phức tạp, lúc đó thành ủy thành phố Thủy Châu khi thông qua quyết nghị này, chủ tịch tỉnh Yến cũng có mặt ở đó. Ha ha, vậy đó là chuyện của bộ máy thành ủy Thủy Châu mà, hơn nữa, cậu gặp Đoàn Hải Thiên chưa? Phí Mãn Thiên có chút suy nghĩ nói. Chưa, chuyện này đúng là có chút kỳ lạ, theo lý mà nói thì đồng chí Hải Thiên chưa gật đầu, Chu Sâm Mộc làm sao có thể lấy khoản tiền này đi trước được. Thực tế thì đáng lẽ nên nói là chia đều. Vu Tây Dương của khu Đông Hồ có được 100 triệu mà chủ tịch thành phố Chu cũng phải được 100 triệu chứ, nói là dùng để cải tạo thành cũ ở phía Tây. Kiều Chí Hòa có chút không hiểu nổi. Bên đó cải tạo đích xác là rất cần tiền, lần trước Chu Sâm Mộc tới tỉnh để đòi tiền. Nhưng, tỉnh cũng đang khó khăn, đã cho khu Hồng Liên 500 triệu âm làm gì còn tiền để cho thành phố Thủy Châu nữa. Cả tỉnh lớn như vậy, nhiều chỗ phải dùng tới tiền. Đồng chí Yến Xuân Lai cũng giải thích qua cho Sâm Mộc. Vì thế, chuyện lần này có vẻ cùng vì chuyện này mà ra cả. Đồng chí Lão Đoạn cũng nghe nói rồi chứ, ha ha. Phí Mãn Thiên thản nhiên cười nói. Chả có nhẽ đồng chí Lão Đoạn cũng muốn khoản tiền đó. Đúng đúng, lấy đi cũng đúng rồi. Ha ha ha, Diệp Phàm bị rơi vào kế sách của hai ông tai to mặt lớn nhất tỉnh. Số tiền này, xem ra thì, ai cũng muốn đây. Khu Hồng Liên là do Lão Đoạn gây dựng nên, nhưng lúc này đây Lão Đoạn lại muốn dồn cấp dưới tới chân đường cùng, có chút thú vị đây. Kiều Chí Hòa chợt bừng tỉnh ngộ ra, rồi cười phá lên. Nguyên nhân thì rất nhiều, khoản tiền này là tôi điểm danh cấp cho khu Hồng Liên.
Cậu nghĩ xem, nếu theo như quy định trước đây thì tiền này chả phải sẽ tới cục tài chính thành phố trước hay sao? Chu Mộc Sâm cứ khăng khăng muốn cắt một phần, nhưng vừa nhìn thấy chữ ký của tôi, nên cuối cùng anh ta cũng không dám động tay vào nữa. Hiện giờ cũng chỉ là nghĩ cách khác để có được khoản tiền đó. Kế này dùng làm gì thế, chẳng qua chỉ là để chặn miệng tôi thôi, nhưng đồng chí Xuân Lai hiển nhiên là biết cái này, vì thế, ở hiện trường đã mặc nhận chuyện này. Cậu nghĩ thử xem, Chu Sâm Mộc đã làm được những gì rồi, hừ, to gan phết. Phí Mãn Thiên hừ một tiếng, Kiều Chí Hòa trong lòng bỗng chợt lóe lên, thầm nói Chu Mộc Sâm lần này xem ra bắt gà không xong mà lại mất cả đấu gạo rồi. Đối với những thứ mà lão Phí đã điểm tên mà cậu cũng dám làm, đúng thật là tự vác đá đè lên chân mình rồi. Mối quan hệ giữa Kiều Chí Hòa và Phí Mãn Thiên khá tốt, vì thế, có những lời sẽ nói được. Chu Sâm Mộc thật là quá đáng. Hơn nữa, chuyện sai khiến Vu Tây Dương làm cũng quá rõ ràng rồi. Diệp Phàm vốn là người không bao giờ muốn chịu thiệt, vì thế mà, hắn mới giận dữ như vậy, tới nỗi như kiểu dứt khoát muốn diệt Chu Thệ vậy. Khu Hồng Liên này là khu cấm địa của Diệp Phàm, chàng thanh niên này rất nhiệt tình, từ anh ta tôi có thể thấy được một trang sử chói sáng mới sắp mở ra cho khu Hồng Liên. Chúng ta liệu có nên đả kích cái khí thế của các bạn trẻ không, nó quả thật là đáng quý, ha ha ha. Kiều Chí Hòa khen đồng chí Tiểu Diệp nức nở. Chương 1541, hai đồng chí Vu Diệp đánh nhau rồi. Diệt Chu ư, ha ha ha, lão Kiều à, Diệp Phàm đáng sợ tới thế sao? Muốn nói tới Diệt Chu thì nói hơi quá rồi, khí thế Diệt Chu vẫn phải có. Chàng trai này, có ý muốn tấn công đây. Nhưng, về chuyện lần này, cậu ta nên sớm có chuẩn bị, nếu đã tới tìm ông, vậy thử nói xem cậu ta đã phải dùng bao nhiêu năng lượng. Phí Mãn Thiên thản nhiên cười nói, nhưng trong lòng lại thầm hừ giọng nói, Yến Xuân Lai, muốn đấu với tôi ư, được đấy. Cậu ta nói đã có con số này rồi. Kiều Chí Hòa giơ năm ngón tay ra, Phí Mãn Nhiên thầm ngạc nhiên, không ngờ chàng trai này quả đúng cho chút năng lực, không ngờ lại có thể thuyết phục được 5 vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy, một phó bí thư thành ủy của tỉnh thành xếp bét lại có thể làm được chuyện này hay sao? Không cần nói tới cái chức cán bộ cấp bậc đó. Ngay cả Kiều Chí Hòa đi cũng khó có thể làm được. Tới tôi cũng bái phục, thật không dễ dàng gì cả, chàng thanh niên này, có một sức hút nhân cách rất đặc biệt. Trước đây cháu ngoại tôi cũng sống ở Việt Đông với cậu ta. Lần này muốn quay về Thủy Châu, vì thế, hai bọn chúng tới tìm tôi. Kiều Chí Hòa rất giảo hoạt, nhưng cũng rất tự nhiên, cũng có thể được đà nói luôn tới chuyện của Túc Nhất Tiêu. Cháu ngoại cậu ư, ngày trước ở Việt Đông làm gì vậy? Phí Mãn Thiên đương nhiên cũng đã đoán trúng được suy nghĩ của Kiều Chí Hòa, muốn bán cho người ta một ân tình nên tiện miệng hỏi luôn. Phó Giám đốc Sở Giám sát. Kiều Chí Hòa nói. Sở Giám sát ư, Sở Giám sát tỉnh chúng ta thiếu người ư. Phí Mãn Thiên cố ý hỏi, Kiều Chí Hòa sớm đã nghe ngóng trước rồi, chắc chắn là còn vị trí trống, mà Phí Mãn Thiên thân làm bí thư tỉnh ủy thì đương nhiên sẽ không biết là Sở Giám sát đang thiếu người. Ha ha. Phó Giám đốc Sở Thường vụ của Sở Giám sát đồng chí Lôi Sĩ Đạt chả phải là tháng trước đã về hưu rồi đây thây. Vì thế, khi đó sau khi biết chuyện này, cháu ngoại tôi Túc Nhất Tiêu liền nhắm ngay vị trí này. Tôi nghĩ, Việt Đông suy cho cùng thì cũng khá xa nơi này, không ở cùng một tỉnh, lại là họ hàng, bảo nó về đây thì còn thể thường xuyên để mắt tới nó, đừng để nó phạm phải lỗi lầm gì, ông thấy có đúng không? Kiều Chí Hòa tìm được một cái cớ để nói cho chót lọt. Thế này đi. Lão Kiều cậu bảo với trưởng ban Lô một tiếng là được. Phí Mãn Thiên nói lời này, khiến trong lòng Kiều Chí Hòa vô cùng sung sướng. Ông ta có chút kích động tới nỗi đứng bật cả dậy, nói. Cảm ơn bí thư đã nhắc nhở, tôi sẽ nói chuyện này với trưởng ban Lô. Tuy nhiên Lão Kiều à, phó giám đốc thường vụ sở giám sát cũng là một chức vụ vô cùng quan trọng đó, quyền lực rất lớn, nhiệm vụ cũng rất nặng nề. Không chỉ một mình cậu nhắm tới, thực ra thì... Cậu có thể mượn chút năng lực của Tiểu Diệp đấy, nếu cậu ta đã thật thuyết phục được tới con số này, nên có lúc mượn thêm hai ngón tay nữa thì là chuyện có thể làm được đấy. Phí Mãn Thiên thản nhiên nói. Tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với bí thư Diệp. Kiều Chí Hòa gật đầu, ông ta biết rằng muốn để cháu ngoại mình lên chức thuận lợi, thì sẽ còn vài phiền phức nữa. Cho dù là Phí Mãn Thiên không có ý kiến gì, nhưng giữa các ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng có lúc không hòa hợp với nhau. Dân chủ và tập trung xưa nay là một cặp tương trợ tương hỗ. Phí Mãn Thiên gật đầu đồng ý.
Vì thế mà bản thân cũng phải hoạt bát hơn, khi kéo nhiều người vào phe mình thì sẽ gặp những trở ngại không nhỏ. Thông báo là, sáng ngày mai sẽ mở cuộc họp thường ủy thảo luận về việc xây dựng khu Hồng Liên. Còn nữa, gọi cả hai bên khiếu nại tới. Phí Mãn Thiên đột nhiên hằn giọng nói, Kiều Chí Hòa gật đầu báo tin vui với Diệp Phàm, đương nhiên là cũng tiện lúc mời Diệp Phàm khi nào rảnh sẽ cùng ngồi nói chuyện. Quái, 5 người ủng hộ cậu ta, ngoài Kiều Chí Hòa ra, thì chắc hẳn còn có Tề Chấn Đào, Thiết Thác. Đoạn Hải Thiên vẫn chưa quay về nên chắc chắn không có trong số đó, vậy hai người còn lại là những ai vậy? Cậu ta đúng là cũng được đấy. Phí Mãn Thiên lẩm bẩm nói. Sau khi nhận được thông báo của văn phòng tỉnh ủy, Diệp Phàm hừ một tiếng, rồi bảo Phạm Đông Bằng sắp xếp lại các tài liệu, chuẩn bị cho ngày mai tới tỉnh ủy quyết đấu một phen với Chu Sâm Mộc và Vu Tây Dương. Sau khi Chu Sâm Mộc buông điện thoại xuống thì không nói gì, sắc mặt y tối sầm lại như kiểu trời sắp mưa vậy. Ngồi trên chiếc ghế quay, quay vài vòng, y cảm thấy khó nén cơn bực bội trong lòng. Không lâu sau, Vu Tây Dương nổi giận đùng đùng xông vào phòng của Chu Sâm Mộc, từ xa đã hô rất to. Thật quá quát, hắn thật đem chuyện này tới tận tỉnh rồi, đây rõ ràng là muốn đối đầu với thành ủy, với chủ tịch thành phố Chu rồi. Quyết không thể để tình hình này kéo dài được. Nói ít thôi, hiện giờ điều phải lo sẽ nói gì vào sáng mai. Nếu tỉnh ủy đồng ý thụ lý việc này, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, vậy chứng tỏ rằng trong đám ủy viên thường vụ tỉnh ủy có kẻ ra mặt cho hắn. Rốt cuộc là ai lại có thể ra mặt nói hộ hắn được cơ chứ? Chu Sâm Mộc hừ giọng nói. Chắc chắn là Tề Chấn Đào rồi, tôi nghe nói quan hệ của hắn với ông ta rất tốt. Chủ yếu là do mối quan hệ giữa con trai nhà họ Tề Tề Thiên với hắn rất tốt. Vu Tây Dương hừ nói. Nếu chỉ là một mình Tề Chấn Đào thì không đáng lo. Trước đây, ở trong ban ủy biên thường vụ tỉnh ủy, Tề Chấn Đào có mối quan hệ khá tốt với Đoạn Hải Thiên, và Thiết Thác. Nhưng, bí thư Đoạn vẫn đang đi khảo sát chưa về, chứng tỏ ông ta sẽ không ủng hộ Diệp Phàm. Thêm Thiết Thác vào thì cũng chỉ là hai người, chuyện này chỉ cần chủ tịch tỉnh Yến gật đầu, hắn, hừ, sẽ chả làm nổi gì đâu. Hơn nữa, ở chuyện này Thiết Thác chưa chắc đã ủng hộ hắn. Người này lúc nào cũng công chính, được người ta gọi là Thiết Bao Thiên mà. Anh ta chỉ để ý các việc của ủy ban kỷ luật, rất ít khi tham gia vào các việc khác. Chu Sâm Mộc có vẻ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Vu Tây Dương rồi nói. Cậu quay về chuẩn bị kỹ đi nhé. Nói chung thì tình thế nếu đã giống như con tôm nhỏ không biết tự lượng sức mà muốn vượt cả sóng gió, vậy thì chúng ta hãy để cho hắn biết ai mới là bá chủ của biển khơi, cái đất Thủy Châu này là địa bàn của ai. Chủ tịch thành phố Chu, chắc chắn sẽ phải như vậy. Vu Tây Dương cười một tiếng lạnh tanh, dựa vào tai Chu Sâm Mộc mà thì thầm to nhỏ. Buổi tối, Diệp Phàm không làm gì cả, lúc này là thời kỳ đặc biệt, đi lại với bất kỳ vị lãnh đạo này cũng bị chê là có tình ngay lý gian. Vì thế mà, đợt này lại khó mà có thể an nhàn được. Nhưng, cậu muốn an nhàn thì sẽ có người không cho cậu an nhàn đâu. Diệp Phàm. Đối phương thốt lên hai chữ rồi không hé răng nói thêm lời nào nữa. Em, là Trinh Giao. Diệp Phàm hỏi. Anh vẫn còn nhớ em ư? Tống Trinh Giao hừ nói. Anh nào dám quên em chứ? Diệp Phàm vội trả lời. Tối nay 10 giờ gặp ở cái chỗ trước kia nhé. Tống Trinh Giao nói một tiếng rồi cúp ngay điện thoại. 2. Diệp Phàm thở dài, tâm trạng của hắn lúc này vô cùng phức tạp. Con trai của Hà Nghi Viễn Hà Bân gọi điện tới, anh ta có vẻ rất kích động, nói rằng. Bí thư, đánh nhau rồi, anh mau đi mời các đồng chí công an tới đây đi. Đánh nhau ư, ai đánh ai vậy? Diệp Phàm giọng lạnh lùng nói, hắn như dự cảm một điều gì đó. Có vẻ như đồng chí Lão Vu đã gây sóng gió gì rồi. Có thể cũng chỉ là tạo uy cho buổi tranh cãi ngày ở tỉnh ủy thôi. Buổi tối có tới 30% các công ty xây dựng đang gấp rút xử lý đống rác thải sau khi xây xong ở phía cầu Cửu Vân. Vì mấy ngày nữa ở đây sẽ tiến hành lễ cắt băng khánh thành long trọng. Bên Vu Tây Dương không ngờ lại không hề phái công nhân đi bơm nước thải ra. Nói là sau này nhỡ rác của sông Hồng Liên chúng ta thải ra sông Ngọc Diệp thì sao? Hơn nữa, bọn họ quá đáng lắm. Không ngờ lại gọi cả người đi đào cả những vật làm tắc phía sông Hồng Liên và sông Ngọc Diệp. Sông Hồng Liên thấp hơn sông Ngọc Diệp một chút, nếu cứ như vậy, nước vốn đã được bơm đi sẽ chảy ngược lại. Hơn nữa, nó sẽ kéo theo cả nước của sông Ngọc Diệp đều đổ vào trong sông Hồng Liên. Các công trình sẽ bị buộc phải ngừng lại.
Và lại, bọn họ chả thèm thông báo gì cả, rất nhiều máy xúc đều bị chết đứng ở đáy sông do sông không hề có nước. Lần này tất cả nước bị đổ vào sẽ ngập, những máy móc đó đều là hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, một cái máy xúc loại lớn cũng phải hơn triệu, tổn thất thật nhiều quá. Cho dù có sửa được, thì có lẽ tạm thời cũng không dùng được. Nhân viên bên phía chúng ta đã vội đi chặn cửa sông rồi, chúng ta phái vài người đi chặn, không cho đổ vào nữa. Bí thư vệ trong lúc cấp bách gọi người xông tới chặn lại, kết quả là đánh nhau rồi, bí thư vệ còn bị đập gạch vào đầu, giờ được đưa tới bệnh viện rồi. Hà Bân hổn hển nói. Dừng lại ngay, đừng đánh với bọn họ nữa, tôi sẽ bảo người qua đó giải quyết. Diệp Phàm hừ giọng nói, cúp cú điện thoại gọi cho Lô Vĩ, lát sau, mấy đồng chí cảnh sát của thành phố Hùng Hổ xông vào cửa Long Sương nơi giao giữa khu Đông Hồ và khu Hồng Liên. Khi Diệp Phàm vội tới hiện trường thì Vu Tây Dương đương nhiên là cũng có mặt ở đó, mọi thứ cứ nháo nhào lên. Thấy mấy trăm người ở đó, cả nam lẫn nữ đang đôi co lẫn nhau, nào thì kêu đánh rồi tiếng chửi bới xen lẫn nhau. Xe cảnh sát thành phố cũng vừa tới, đó là đội do đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hướng Minh Huy dẫn đầu. Đội trưởng Hướng, hãy còng tất cả các đồng chí khu Hồng Liên lại, làm bừa bãi quá. Vừa nhìn thấy Minh Huy, Vu Tây Dương cũng vừa từ xe bước ra. Y liếc nhìn xe của Diệp lão đại, rồi hô lớn. Nhưng Hướng Minh Huy không hề để ý tới y, chạy tới chỗ Diệp Phàm chào theo kiểu cảnh sát rồi nói. Tôi Hướng Minh Huy của đội cảnh sát hình sự thành phố, chờ ra chỉ thị. Hãy khống chế hiện trường trước đã, thông báo cho các cảnh sát khác giúp đỡ phong tỏa cửa sông. Diệp Phàm lạnh giọng nói, vừa chỉ tay vào Hướng Minh Huy, thì mấy chục cảnh sát khác liền vội xông lên. Ồn ào một hồi rồi cũng dẹp được đám người loạn ấy. Các đồng chí khu Hồng Liên, hãy xuống chặn cửa sông đã. Diệp lão đại vẫy tay, hô lớn. Không được chặn, các phụ lão hương thân của khu Đông Hồ, quyết không chịu để Hồng Liên thải nước thải ra sông Ngọc Diệp, tiến lên. Bên đó cũng vài người chen vào đám đông hô to. Bí thư Diệp, anh như vậy thật quá đáng, tôi Vu Tây Dương quyết không để các anh xả nước. Thưa các hương thân phụ lão khu Đông Hồ, tôi là Vu Tây Dương, hãy tiến lên, không được chặn cửa sông lại. Chúng ta cần phải trả lại rác của sông Hồng Liên cho bọn họ, đây là chuyện hoàn toàn chính đáng. Vu Tây Dương chưa bao giờ cứng rắn như vậy, y rõ ràng là muốn làm rối thêm. Chính là muốn phá hỏng cuộc tranh cãi tỉnh ủy vào sáng sớm mai. Đội trưởng Hướng, tôi ở đây để ra lệnh, ai dám tiến lên trước ngăn cản việc chặn cửa sông, bắt ngay lập tức. Diệp lão đạo chỉ thẳng vào chỗ chặn cửa sông, khí phách vô cùng lớn. Hãy bắt ngay. Hướng Minh Huy hừ nói, các cảnh sát mắt như hổ rình nhìn lên, một vài cán bộ của khu Đông Hồ vừa nhìn thấy vẻ hung dữ của mấy cảnh sát đó, thì có chút sợ hãi, từng kẻ một rụt cổ lại không dám liều mạng nữa. Đấu với tôi ư, tôi xem ai dám bắt người. Vu Tây Dương mắt long sòng sọc, y giống như con chó điên vuốt tay áo xuống, cầm lấy một thanh sắt đích thân xông lên. Dưới sự cổ động của y, một đám cán bộ khu Đông Hồ đành phải tiếp tục theo sau xông lên. Bên này, các cánh bộ công nhân viên khu Hồng Liên vừa mới khiêng được vài bao cát để chặn dòng nước, bên kia lập tức có người của khu Đông Hồ do Vu Tây Dương cầm đầu tới đào đi. Các đồng chí cảnh sát không dám bắt Vu Tây Dương, từng người một đứng ngẩn người ra ở chỗ cửa sông. Hừ, cút hết cho ông. Diệp lão đại nổi trận lôi đình, cất bước tới, đồng chí khu Đông Hồ vừa nhìn thấy vẻ hùng thần của Diệp lão đại, liền sợ tới nỗi đứng yên nhìn chằm chằm vào Vu Tây Dương. Chương 1542, hoa đào vẫn phơi phới đón gió xuân. Thế nào hả, lời nói của Vu Tây Dương tôi anh không nghe có phải không? Vu Tây Dương vẻ mặt thối tha liếc xéo Diệp lão đại một cái, người thì tiến lên phía trước giơ sẻng lên dồn hết sức bổ xuống mấy bao cát để xây tháp nước. Vài tên cấp dưới ngu ngốc cũng bắt đầu giơ cuốc bổ xuống. Cút đi! Diệp lão đại đá một cái, chiếc sẻng của Vu Tây Dương đã bay xuống nước. Diệp lão đại lại giơ tay kéo một cái, Vu Tây Dương có thể cảm nhận được người hắn sao có thể chịu được trận lôi đình của Diệp lão đại, người lập tức đứng không vững được nữa, ngã xuống đống bao cát bên cạnh. Hắn ngã vào đống đất cát bịch một cái, lập tức khiến cả mặt lẫn toàn thân đều lấm lem bùn cát. Toàn bộ những người có mặt đều như hóa đá, ngơ ngác nhìn Diệp lão đại. Ở khu Đông Hồ không ngờ không có ai dám bước lên đỡ Vu Tây Dương đứng lên, chỉ sợ chọc vào Diệp lão đại thì cực kỳ đen đủi. Thấy không ai đến đỡ mình dậy, Vu Tây Dương tím ruột lại, hôm nay thật mất mặt quá. Thằng nhãi này nóng mắt,
Sở Quốc định bổ xuống đầu Diệp Phàm. Còn dám hành hung à, được lắm. Chân Diệp Phàm nâng lên đá thẳng vào Vô Tây Dương một cú rất hiểm khiến cho thằng nhãi này lập tức ngã chồng vó. Chiếc cuốc kia cầm không chắc, lập tức bật lại đập vào chân, đau đến mức đồng chí lão Vu hét lên a một tiếng còn to hơn tiếng lợn bị chọc tiết. Còn không đỡ lão Vu đi, muốn đến đồn công an thật phải không? Diệp lão đại hét một tiếng, nháy mắt với Minh Huy một cái, vài cảnh sát bước đến cưỡng chế xốc Vu Tây Dương nhét vào xe cảnh sát. Tuy nhiên, đồng chí lão Vu đã quải chân, luôn miệng mắng to. Chiếc xe cảnh sát hú còi lướt đi rồi, Vu Tây Dương vừa đi, đám viên chức còn lại của khu Đông Hồ nào còn dám chọc vào Diệp lão đại nữa, đều như rắn bị mất đầu lũ lượt đi hết. Đương nhiên, Diệp lão đại ra tay cũng có chừng mực. Đồng chí lão Vu sẽ cảm thấy khá đau nhưng tuyệt đối sẽ không bị thương tổn vào xương cốt. Sau khi làm xong mấy việc này, Diệp lão đại đến bệnh viện thăm hỏi vệ sơ tịnh, phát hiện không có vấn đề gì lớn, chỉ là trán hơi bị rách ra một chút. Bí thư Diệp, anh cần gì phải vì chúng tôi mà đối xử với Vu Tây Dương như vậy, chuyện này mà truyền ra ngoài thì thật bất lợi cho anh. Vệ sơ tịnh nằm nghiêng trên giường, nói với vẻ mặt rất cảm kích. Ha ha, chỉ cần trong tâm tồn tại hai chữ chính nghĩa, chuyện khác tôi không để tâm đâu. Chuyện này là do Vu Tây Dương khơi mào trước, tôi ý mà, cũng chỉ là phòng vệ chính đáng thôi phải không nào? Diệp lão đại vẻ mặt bình tĩnh nói. Mâu thuẫn bùng phát, sau này nếu còn muốn mượn kênh dẫn của sông Ngọc Diệp e rằng khó khăn rồi. Vệ sơ tịnh vô cùng lo lắng nhìn Diệp Phàm một cái. Sông Ngọc Diệp là của toàn thể nhân dân Thủy Châu, không phải là của riêng mỗi khu Đông Hồ. Cứ yên tâm, việc cải tạo sông Hồng Liên của chúng ta sẽ không bởi vì vậy mà phải dừng lại đâu. Diệp Phàm cười, nói an ủi vệ sơ tịnh. Tiếp đó, hắn dặn dò mấy nhân viên hộ lý phải chăm sóc tốt cho vệ sơ tịnh rồi cùng chồng của cô nói vài câu về đại viện chính phủ của Ủy ban Nhân dân quận. Chủ tịch quận Trương đã lập tức triệu tập các thành viên thương lượng biện pháp đối phó. Sau khi thống kê, may mắn đóng chặn cửa sông kịp thời, lượng nước đổ về sông Hồng Liên không đáng kể. Vì thế tổn thất gây ra không phải là quá lớn. Những máy móc cỡ lớn chỉ bị ngập đến lốp dưới, những máy cơ giới như máy xúc thực ra cũng không bị tổn hại gì, ngày mai có thể tiếp tục làm việc. Diệp Phàm bàn giao một số công việc xong, vừa nhìn đồng hồ thì đã sắp đến 11 giờ đêm. Lúc này mới chợt nhớ đến cuộc hẹn với Tống Trinh Giao, vội vã lái xe hướng đến khu cánh đồng. Cũng không biết Trinh Giao đã đi chưa nhưng Diệp Phàm vẫn quyết định đi đến đó xem thế nào rồi tính tiếp. Cánh đồng bên ngoài sông Tứ Trúc của thành Đông Vịnh Lưu Tinh đã ngả màu vàng, lúa đến tháng 7 thì thu hoạch, bây giờ đã gần tháng 6 nên coi như là đã chín một nửa. Mà xen kẽ trong cánh đồng lúa cũng có rất nhiều ruộng rau quả. Khi trời tối, có luống bị người ta xới lên lộ ra bên trong trồng dưa quả, rau củ. Tuy nói là có ánh sáng từ ngọn đèn của tòa nhà ủy viên thường vụ tỉnh ủy chiếu hắt ra, nhưng trong cánh đồng vẫn là một khoảng đen thẫm. Diệp Phàm đi trong cánh đồng, dựa vào trí nhớ tìm kiếm nơi gặp gỡ trước đây, tính ra hẳn đã vài năm, cũng không biết chỗ đó có còn hay không. Dựa vào trí nhớ mơ hồ, cuối cùng Diệp Phàm đã tìm được nơi đó, mấy năm trước chỗ hai người gặp vẫn là một mảnh cỏ xanh. Bây giờ Diệp Phàm phóng đôi mắt chim ưng để nhìn, phát hiện không có người trên bãi cỏ, thay vào đó là một số loại cây cỏ như rau thơm trên mặt đất đang run rẩy theo làn gió nhẹ nhẹ. Còn Trinh Giao này thì tuyệt nhiên không thấy, đến bóng ma còn chẳng thấy chứ đừng nói đến bóng người. Diệp lão đại vừa ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời, thấy trăng rất tròn vì mới qua rằm không lâu. Diệp lão đại tràn đầy phiền muộn, buồn bực trong lòng, miệng không khỏi ngâm thơ với trăng. Trước cửa ngày này khi năm ngoái, khuôn mặt, hoa đào cùng hồng thắm, bóng người không biết về chốn nào, cỏ xanh vẫn cười đón gió xuân. Trinh Giao, rất xin lỗi em, anh đã đến muộn. Mấy năm gần đây, em thực sự đã quá khổ rồi, hai, phải chăng người nhà của em muốn gả em cho con cháu nhà quyền quý nào đó, gia đình quyền thế cao sang, bản thân không tự làm chủ được. Anh biết trong lòng em nhất định là rất khổ sở, đến hôm nay. Cảnh vật vẫn còn đây mà người đâu mất rồi. Hừ, coi như là còn có chút lương tâm, thiệt thòi cho em ở đây đợi một người mãi đến bây giờ. Họ Diệp kia, anh không sợ em ở đây xảy ra chuyện gì sao? Đột nhiên từ trong đám lúa xa xa vọng ra tiếng hừ lạnh quen thuộc của Trinh Giao. Trinh Giao! Tâm trí Diệp Phàm bị kích động, sải mấy bước dài tìm theo hướng âm thanh kia. Không ngờ lúc này đây,
thằng nhãi này lại thi triển thuật di thân nhẹ nhàng như con chim lớn lao thẳng tới. Phát hiện một bóng dáng cô độc đang cuộn mình lại như một chú ốc sên lớn trốn ở trong ruộng lúa, hình như đang sợ hãi đến mức run lên bần bật. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, khuôn mặt của Trinh Giao Vương đầy nước mắt. Trinh Giao. Diệp Phàm trong lòng yêu thương đến cực độ, lập tức đưa tay ôm Tống Trinh Giao vào trong lòng, bế ra ngoài. Anh không đến, em sợ có người xấu thì biết làm thế nào. Chỉ một con chim bay qua em cũng sợ, chỗ này chỉ toàn một màu đen. Rắn, em còn không sợ, em chỉ sợ có kẻ xấu đến làm hại em. Em đã nghĩ đến sẽ liều mình với hắn, anh. Toàn thân Tống Trinh Giao run rẩy, giọng sợ run, dáng vẻ khổ sở khiến người ta tan nát lòng. Trinh Giao, anh lỡ có việc bận, anh rất xin lỗi em. Em muốn phạt anh thế nào, hay em đánh anh vài cái cho hả giận đi. Diệp Phàm cũng khá kích động. Em đánh anh, đánh chết anh hại em lo lắng lâu như vậy. Tống Trinh Giao như phát điên lên, hai tay đấm thật mạnh vào ngực Diệp Phàm. Sau này đừng như vậy nữa, nơi này rất nguy hiểm. Tuy nói tòa nhà ủy viên thường vụ tỉnh ủy ở bên kia nhưng cách quá xa. Nếu em thực sự có bề gì thì anh dù có chết ngàn lần cũng không bù đắp được. Diệp Phàm nhẹ nhàng vuốt tóc Trinh Giao, ngửi thấy mùi hương dầu gội đầu thơm thoang thoảng. Sẽ chờ ở đây, để xem anh có lo lắng hay không. Gạch nối. Tống Trinh Giao cắn răng nói. Dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh tú của cô trắng nõn như mặt trăng trên trời, đôi mắt của cô sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. Đôi mi cong vút của cô bây giờ chan chứa làm người ta đau lòng khôn nguôi. Diệp Phàm không chút do dự, đặt môi lên. Giống như thời gian dừng lại ngay tại giây phút này, như thế giới này cũng chỉ dừng lại ở việc hô hấp. Toàn bộ địa cầu chỉ còn lại hai người cuốn lưỡi vào nhau, nước miếng chan hòa, hai bên đều bạt mạng mút vào, cuốn lấy, đòi hỏi. Diệp lão đại như con đứa con trai hư hỏng của một bác nông dân, phá hoại các cây trồng. Tiện tay giật đứt một ít lúa lót xuống dưới, hai người ôm nhau ngồi lên trên. Bốn phía là lúa và đất trồng rau, ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt trống trải và đầy ý vị. Anh thử sờ trái tim Trinh Giao xem có thay đổi không. Tống Trinh Giao giống một đứa trẻ, đưa tay kéo bàn tay Diệp Phàm đặt vào nơi cao ngất trên ngực mình. Ngực Trinh Giao không phải là đặc biệt lớn nhưng cũng khá nở nang. Diệp Phàm chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trên chứ tuyệt nhiên không có thao tác gì khác. Nhìn Tống Trinh Giao, nói. Trinh Giao, trái tim của em so với trước càng thuần khiết, giống như vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời kia. Hai, chỉ là tâm hồn anh đã bị ô uế bởi bụi trần, đã không còn là trái tim nguyên vẹn như trước đây. Trinh Giao, anh rất xin lỗi em. Diệp lão đại vô cùng áy náy, nghĩ đến chuyện mình hẹn hò với Kiều Viên Viên, qua lại với Phượng Khuynh Thành, nếu đem so sánh với Trinh Giao thì trong lòng thật hổ thẹn. Em biết. Tống Trinh Giao gật gật đầu, thở dài. Lúc trước nếu mẹ không cực lực phản đối, có lẽ, chúng ta. Tống Trinh Giao vừa nói vừa có chút nghẹn ngào. Mọi người trong nhà đều khỏe chứ? Diệp Phàm hỏi. Ông nội già rồi, chắc là sắp không qua khỏi. Chính lại hôm rằm vừa rồi, ông nội rất thương em. Ngày hôm qua còn cầm tay em nói, Trinh Giao, ông nội rất xin lỗi con, biết một số chuyện con không thích, vẫn ép con đi làm. Thằng nhóc của Cố gia trước kia, biết rõ là con rất tủi thân, nhưng ông nội vì sự thịnh vượng của gia tộc vẫn mê muội lương tâm bắt con phải đi. Từ hôm nay trở đi, ông nội sẽ không bắt ép con nữa. Con muốn sống như thế nào thì sống như thế ấy đi. Ông nội phải ra đi rồi, ông biết con vẫn chưa quên thằng nhóc kia. Nó bây giờ đã dần trở thành cây đại thụ rồi. Nó có thể bảo bọc được cho con, nhưng thời cơ đã bỏ lỡ mất rồi. Đã mấy năm trôi qua, nó hẳn đã có người khác. Là ông nội làm mất đi cơ hội tìm được bạn đời tốt nhất cả con, mất đi người con thương yêu nhất. Hai. Tống Trinh Giao chảy nước mắt khi nói những lời này. Trinh Giao, anh. Diệp Phàm bây giờ thì thào nói không ra lời, chẳng lẽ đem chuyện Kiều Viên Viên nói cho cô, như vậy thì đối với cô sẽ là sự đả kích quá lớn. Anh không cần phải nói nữa, em biết anh cũng sắp đính hôn với cô công chúa Kiều Viên Viên của Đại viện Kiều gia. Tống Trinh Giao giơ tay che kín miệng Diệp Phàm lại, đôi mắt sáng đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phàm khi nói những lời này. Em biết rồi. Mặt Diệp Phàm lập tức hơi đỏ lên như con sói đội lốt cừu đột nhiên bị thợ săn lột lớp da cừu, cảm thấy rất trơ trẽn. Bà chị họ Phi Nhi nói cho em biết. Tống Trinh Giao nói. Buổi tối,
Buổi tối, có phải em muốn từ biệt anh lần cuối cùng phải không? Diệp lão đại trong lòng rất buồn bực, chỉ cảm thấy một đống buồn phiền đập thẳng vào đầu. Thằng nhãi này chưa từng phát ra những âm thanh lắp bắp run rẩy như thế. Anh nói xem. Tống Trinh Giao bĩu môi khẽ hỏi, thấy Diệp Phàm nghệt mặt ra, nói. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm bảo em làm bổ nhí của anh? Trinh Giao. Diệp lão đại khẽ gọi một tiếng, nhất thời kích thích không nổi, một tay luồn vào trong quần áo Trinh Giao. Hai tay luồn đến chỗ nhạy cảm của người ta. Tống Trinh Giao không hề cử động, đến chút động tác né tránh cũng không có, chỉ bình tĩnh nhìn Diệp lão đại. Anh, nếu anh muốn, em sẽ cho anh. T. Ông Trinh Giao nhắm hở đôi mắt trong veo, chậm chậm ngả người nằm xuống đống rơm rạ. Mái tóc rối tung phủ lấy một khuôn tuyệt đẹp. Chương 1543, Diệp lão đại thực sự rơi vào lưới tình. Tống Trinh Giao được quảng đại quần chúng nhân dân gọi là ngọc nữ truyền thông bởi dáng người và khuôn mặt của cô thực sự giống như viên ngọc vô cùng tinh khiết được chạm khắc tỉ mỉ. Khuôn mặt không phải là dạng vô cùng tuyệt mỹ. Nếu nói về khuôn mặt thì nét đẹp của Tống Trinh Giao không bằng được Kiều Viên Viên và Phượng Khuynh Thành. Nhưng điểm ưu việt của Tống Trinh Giao chính là vẻ thanh tú, thuần khiết, thoát tục. Cô giống như một loài cây sinh trưởng trong rừng sâu núi thẳm, mãi mãi không chịu sự ô nhiễm bẩn thỉu nào như hoa sen vậy. Diệp lão đại nhẹ nhàng rụt tay về. Hắn cảm giác bản thân mình quả là đê tiện đến cực điểm, nếu so sánh với sự thuần khiết của Trinh Giao thì hắn chỉ là kẻ háo sắc rác rưởi. Anh bế em về, hy vọng em có được cuộc sống hạnh phúc. Diệp Phàm nhẹ nhàng ôm lấy Tống Trinh Giao chậm rãi đi về phía tòa nhà ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Anh, em muốn anh cõng em như lần trước đã cõng em ấy. Tống Trinh Giao từ từ nói. Anh cõng em à, sau này ai dám bắt nạt em, cứ nói với anh một tiếng, anh sẽ đập vỡ sọ hắn ra. Diệp Phàm nói rồi ngẫm nghĩ một chút và lại nói. Hai, em à, anh không thể yêu cầu em như thế, em, thôi không nói nữa. Diệp Phàm cõng Tống Trinh Giao trên lưng, chậm rãi đi trên bờ ruộng. Anh à, anh nói con người có kiếp sau không? Miệng Tống Trinh Giao kề sát ở cổ Diệp lão đại, khẽ nói. Chuyện này cũng không chắc chắn, có thể có, cũng có thể không. Diệp Phàm nói. Đột nhiên, Diệp lão đại cảm thấy đau ở cổ, biết là Tống Trinh Giao đang cắn. Diệp Phàm cũng không lên tiếng, cứ để mặc cho cô cắn. Thế này tốt rồi. Kiếp sau em sẽ nhớ rõ anh. Người ta nói uống canh bà mạnh vào sẽ quên đi mọi chuyện của kiếp trước. Em lưu lại dấu răng này thì sẽ không quên được. Kiếp sau sẽ chỉ tìm người có dấu răng trên cổ. Tống Trinh Giao đau khổ nói. Đưa đến cửa chính, Diệp Phàm dừng bước chân, lục đi lục lại cái túi ra rồi dừng tay lại. Vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Tống Trinh Giao đang chăm chú nhìn mình, thằng nhãi này hơi ngượng ngùng nói. Vốn định tặng em một món quà. Nhưng nghĩ lại có chút không thỏa đáng, thôi vậy. Lấy ra cho em xem có hợp hay không hợp nào. Tống Trinh Giao chìa bàn tay không ra. Cái này. Diệp lão đại có chút xấu hổ. Keo kiệt. Tống Trinh Giao nói, tay vẫn không rút về. Tặng em, chúc hai em hạnh phúc. Diệp lão đại quyết tâm lấy chiếc hộp gỗ nhỏ đưa ra. Nhẫn kim cương. Tống Trinh Giao mở ra, trên kim cương có nạm vàng, chế tác theo công nghệ của Italy. Vừa trang nhã vừa giữ được phong cách cổ điển. Đây là do Diệp Phàm thuê người làm riêng, không có bán ở trên thị trường. Một đôi nhẫn khắc hình đôi chim loan phượng, biểu tượng cho Diệp lão đại là chim loan lớn đang tung cánh, còn biểu tượng chim phượng tất nhiên là của nhà gái rồi. Diệp lão đại cắn răng một cái, cả đôi nhẫn đều đem tặng. Là tặng cho em và hắn sao? Tống Trinh Giao liếc mắt nhìn Diệp lão đại một cái, lạnh lùng nói. Ừ. Diệp lão đại cảm thấy yết hầu có chút nghẹn tắc lại như bị hóc xương cá. Được, em nhận. Tống Trinh Giao gật đầu một cách dứt khoát, nhìn Diệp lão đại một cái, giơ chiếc nhẫn phượng hoàng lên, nói. Anh đeo vào giúp em đi. Chuyện này không thích hợp đâu nhỉ. Diệp lão đại lắc đầu. Em cảm thấy thích hợp, em chỉ yêu cầu anh một chuyện nhỏ như vậy mà anh không làm cho em được sao? Tống Trinh Giao lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp lão đại. Anh giúp. Diệp lão đại nén lòng đang khó chịu lại, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay út của Tống Trinh Giao. Không phải ngón này. Tống Trinh Giao nói, vươn ngón áp út ra, Diệp lão đại lập tức có chút ngạc nhiên. Bởi vì, đeo nhẫn là được nghiên cứu kỹ lưỡng.
theo truyền thống phương Tây thì đeo nhẫn bên tay trái chính là thể hiện thượng đế ban vận may cho bạn nên bình thường đều đeo nhẫn ở tay trái. Trên thế giới khá lưu hành cách đeo nhẫn là, đeo ở ngón tay trỏ thể hiện là muốn kết hôn, tức là chưa kết hôn, đeo ở ngón tay giữa là đang trong thời gian hẹn hò, đeo ở ngón áp út là biểu hiện đã đính hôn hoặc đã kết hôn, còn đeo ở ngón út là thể hiện vẫn còn độc thân. Tống Trinh Giao yêu cầu đeo ở ngón áp út, không phải thể hiện là cô sắp đính hôn hay kết hôn. Trong tim Diệp Phàm đang rỉ máu, bàn tay kia của bát đẳng cao thủ chẳng qua chỉ đang cầm chiếc nhẫn hơn 100 carat mà cảm thấy như nặng ngàn cân đè vậy. Hắn thực sự đeo không nổi. Hừ, một chút chuyện nhỏ còn không giúp được sao? Không phải vừa mới nói là đánh vỡ sọ ai cơ mà, em rất nghi ngờ độ chân thực trong lời nói của anh đấy. Tống Trinh Giao nghiêng đầu nhìn chằm chằm Diệp lão đại. Anh không nói dối, đeo thì đeo, chó thật. Diệp lão đại vừa nhẫn tâm, như đang nghiến răng đeo nhẫn vào ngón áp út của Tống Trinh Giao. Thằng nhãi này nói đi là đi, không nói thêm câu nào giống như khi dân chúng chạy nạn vào thời kỳ đại chiến thế giới hay vậy. Đau lòng chết anh luôn. Tống Trinh Giao nhìn theo bóng dáng đang đi xa dần của Diệp lão đại, bĩu môi hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi về nhà. Con mẹ nó mình đã làm chuyện gì chứ? Diệp lão đại đi vào trong cánh đồng như con sói đang chu lên, âm thanh thê thảm, chua xót vang lên rất lâu ở cánh đồng trống trải, làm lũ chuột đang ăn vụng xung quanh hoảng sợ chạy toán loạn khắp nơi. Con mẹ mày còn muốn trốn cái rắm. Diệp lão đại nổi đoá lên, phóng đôi mắt chim ưng nhìn ra như tên bắn ra xa, hơn nữa còn như muốn lấy mạng lũ chuột đồng nữa. Chỉ trong chốc lát, lũ chuột đồng trong phạm vi mấy trăm mét đều bị sự thống trị của Diệp lão đại tiêu diệt hết. Điều này với người nông dân mà nói thì không biết là họa hay là phúc. Dù sao Diệp Phàm tạm thời cũng không thể để ý được nhiều đến vậy. Bữa tiệc chuột đồng lớn, ông đây muốn ăn bọn mày. Diệp lão đại nhớ đến mấy chục con chuột đồng ở cửa hàng Vương Thú Ký Thang ở Thủy Châu. Cửa hàng này chuyên tự nuôi một số loại con vật như chồn, gà rừng, chuột núi. Trước kia cửa hàng này vốn có tên là Vương Thú Ký Thang. Tuy nhiên, gần đây đều chịu ảnh hưởng của quan niệm bảo vệ động vật. Mọi người đều hô hào bảo vệ động vật. Anh bạn treo biển này sẽ dễ bị cục lâm nghiệp lập biên bản kiểm kê tài sản. Vì vậy mà ông chủ lão Vương của Vương Thú Ký Thang đành phải nén đau đớn để tháo tấm biển hiệu do tổ tông truyền lại để đổi tên cửa hàng. Do vậy mà ông chủ Vương còn từng lâm bệnh nặng, vẫn than thở là thiệt thòi cho tổ tông. Nhưng bây giờ đã đến 2 giờ sáng rồi, người ta đã sớm đóng cửa từ lâu. Tuy nhiên Diệp lão đại có số điện thoại của ông chủ. Dứt khoát khua khoắng ầm ĩ một hồi làm cho mình một bữa thịt chuột đồng lớn. Tề Thiên, Lô Vĩ, Lão Hạ, đều lăn ra đây cho ông, đến cửa hàng Vương Thú Ký Thang mau. Diệp lão đại chọn gọi cho vài số máy, hô hào bạn bè. Mấy ông em trong lòng thất kinh, nhưng cảm thấy giọng nói lớn tiếng của Diệp Phàm rất hung hăng. Đây nào có phải là mời khách, căn bản chính là ra mệnh lệnh. Cả đám đều không dám lôi thôi. Tất cả đều đứng dậy mặc quần áo lái xe đến cửa hàng Vương Thú Ký Thang. Tề Thiên lái xe nhanh nhất, là người đầu tiên đến được cửa hàng Vương Thú Ký Thang, vừa vọt vào phòng số 1 lập tức trợn tròn mắt. Trên chiếc bàn lớn trống không có 2 vỏ chai rượu, một đĩa lạc cũng đã hết, lại nhìn thấy Diệp lão đại đã ngà ngà say đang dụi dụi mắt, nhìn Tề Thiên một cái, nói. Nhìn cái gì, chẳng qua cũng chỉ là 2-3 chai rượu nhỏ thôi, phải 2 lần 7-8 chai, có là gì? Đại ca, bụng giống như thế này uống rượu sẽ hại đến sức khỏe. Trước tiên xin đừng nói, đợi uống canh giải rượu xong rồi mấy anh em ta sẽ cùng uống vài chén. Tề Thiên vừa nhặt mấy vỏ chai giống vừa khuyên nhủ. Thử dục đi, đến canh còn chưa nấu xong. Mẹ kiếp, cái tốc độ này, chậm chạp quá. Diệp Phàm mắng một câu. Tề Thiên vội vàng đi dục mang canh lên. Ông chủ Vương vẻ mặt khổ não buộc phải nói. Thưa quan khách. Cái này không thể làm nhanh được, cửa hàng Vương Thú Ký Thang chúng tôi đã có đến mấy trăm năm lịch sử. Có thể được coi là thương hiệu vàng ở Thủy Châu, đến như bí thư Tề cũng thích đến cửa hàng chúng tôi nhất, mỗi lần đến đều gọi một đĩa thịt lợn rừng, sơn dương lớn uống với bình liêu đông thiêu đao tử, hương vị là ngon nhất. Không có chuyện gì, ông lôi tên cha tôi ra nói làm gì. Tề Thiên tức giận, nói. Anh là Tề công tử sao? Khóe miệng ông chủ Vương lập tức co giật vài cái, không thể ngờ được nói khoác một chút lại nói đến đúng người này. Rất xin lỗi Tề công tử, tôi. Bớt nói chuyện không đâu đi, canh đã nấu xong cả chưa? Khẩn trương đưa lên cho tôi và đại ca tôi 2 bình rượu,
nếu làm tôi sai tôi sẽ đập vỡ mặt tiền cửa hàng các ông. Tề thiếu gia nói đùa, nếu không biết đó là Tề thiếu gia thì ông chủ Vương chắc hẳn sẽ lên mặt quặc lại. Nhưng giờ phút này ông chủ Vương cũng không dám hé răng, cười mếu nói. Tề thiếu gia, muốn nấu chuột đồng, còn cần phối hợp cùng các loại dược liệu để chế thành canh. Nếu nấu nhanh quá thì đồ ăn không những không ngon mà còn bị cháy, sẽ làm tổn hại đến uy tín của cửa hàng chúng tôi. Hơn nữa không biết chuột đồng xuất xứ từ nơi nào, đầu bếp của chúng tôi cũng muốn kiểm tra một chút xem có bị bệnh gì hay không. Bằng không quý khách khi ăn vào có bệnh gì thì cửa hàng chúng tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Lần này chủ yếu là do bí thư Diệp đến nên chúng tôi mới nửa đêm rồi mà còn tăng ca. Lằng nhằng rắc rối thật phiền phức quá đi, lúc nào mới làm xong được. Tề Thiên tức giận phất phất tay. Sắp rồi ạ, chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Ông chủ Vương vội vàng nói, còn sợ Tề thiếu gia này đêm hôm khuya khoát đập vỡ mặt tiền cửa hàng thật. Thái tử gia của tỉnh thành quả thực là không dây vào được. Nếu đập vỡ mặt trước cửa hàng của ông thì có khác gì tự đánh gãy chiếc răng của mình rồi phải nuốt vào chứ. Tề Thiên vừa mới trở lại phòng, bọn người Lô Vĩ, Trương Cường, Hạ Hải Vĩ đều đã tới. Lúc này, ông chủ vội vàng gọi người đi pha trà long tỉnh mang lên. Lão già này đau lòng đến mức nhíu mày lại, thầm nhủ canh chuột đồng cộng thêm tiền công nấu nào dám lấy của bọn họ giá mấy nghìn tệ nửa cân trà này, tối nay xem như lỗ nặng rồi. Đại ca, cái thằng khốn nạn Vu Tây Dương này thật quá đáng, nghe nói nó lại dám cầm quốc bổ vào anh. Dứt khoát sáng mai em sẽ tìm tới tận nhà, bắt cái thằng cha này. Người có thân phận như Lô Vĩ đương nhiên sẽ biết chuyện cán bộ viên chức khu Hồng Liên và khu Đông Hồ đánh nhau, còn tưởng rằng chuyện này khiến Diệp lão đại buồn bực nên đi uống rượu giải sầu. Đồng chí Lô Vĩ bây giờ nói chuyện không khác mấy so với một đại sơn vương. Đúng vậy, chuyện này em vừa mới nghe Lô Vĩ nói qua. Gắn cho nó cái tội cố ý hành hung gây thương tích cho người khác là hoàn toàn hợp lý. Tạm giam vài ngày cho thằng cha này mất hết thể diện cũng đáng. Tề Thiên gào lên. Thôi được rồi, chuyện này và việc uống rượu tối nay của anh không có liên quan gì với nhau. Ngày mai khu Hồng Liên chúng ta còn phải kiện tỉnh ủy Đông Hồ lên tòa án. Vu Tây Dương chắc chắn sẽ không nhận tội trước lãnh đạo tỉnh ủy. Đến lúc đó, khu Hồng Liên chúng ta còn không và khu Đông Hồ chắc hẳn sẽ không được lợi lộc gì phải không? Nhưng đồng chí lão Vu bị anh đá cho vài cú, chắc bây giờ đang nằm trên giường chửi rủa rồi. Loại chuyện bao đồng này, tin chắc rằng nó cũng không dám báo lên tỉnh ủy đâu. Đến lúc đó, phải chịu phê bình thì cả hai bên sẽ đều phải chịu, hẳn là thằng cha đó sẽ không đến nỗi ngu ngốc như thế. Diệp Phàm xua xua tay, giải thích một chút để mấy anh em khỏi nghi ngờ lung tung. Thế này, đã quá xem thường sự độ lượng của mình rồi. Ông em đây cũng là khổ lụy vì tình thôi. Lúc này Hạ Hải Vĩ vẫn không hé răng, bất ngờ gãi gãi cằm, lấy tư cách của một vị chuyên gia tình yêu phun ra những lời này. Những người quanh bàn lập tức đều ngây người ra, thầm nhủ Diệp lão đại lẽ nào thực sự rơi vào lưới tình. Không phải vậy chứ. Chương 1544, giấu kín nỗi lòng. Tôi nói lão Hạ này, anh không thể nói bừa những lời như vậy được. Đại ca sao có thể yếu đuối, lại còn khổ lụy vì tình được, căn bản là ăn nói hàm hồ. Trương Cường tức giận nguyết Hạ Hải Vĩ một cái. Em cũng cho rằng không thể nào, anh hùng chí ở bốn phương, chúng ta đều là đàn ông, hơn nữa còn là hào kiệt trong số đàn ông. Sao có thể vì một người đàn bà mà khiến chúng ta bị trói buộc được, buồn cười, buồn cười. Lô Vĩ ngồi thẳng người nói. Ha ha, cậu hãy nhìn Diệp lão đại của các cậu xem có phải là không hề hé răng không. Thế này rõ ràng là bị người ta đâm trúng tim đen rồi. Hãy nghe tiếp xem. Vừa rồi rõ ràng Tề Thiên đã nói Diệp lão đại đã bắt được mấy chục con chuột đồng. Cậu nghĩ mà xem, Diệp lão đại có thể nào khi không có việc gì làm lại chạy ra cánh đồng để chơi trò bắt chuột không? Nói về phần thành phố Thủy Châu của chúng ta, còn chỗ nào có thể làm ruộng không? Tốc độ hiện đại hóa, kiến thiết thành phố không ngừng tăng nhanh, đất vườn, đất ruộng đều đã biến thành nhà ở xi măng cốt thép rồi. Hạ Hải Vĩ không hổ là cao thủ phá án. Sau khi quan sát kỹ càng đã bất ngờ suy đoán ra nỗi phiền muộn của Diệp Phàm. Không phải chứ, chẳng lẽ lại là sự thật? Tề Thiên vẻ mặt hoài nghi liếc nhìn Diệp lão đại một cái. Xem ra là có khả năng rồi, đại ca có thật là như thế không? Lô Vĩ hỏi. Khẳng định là thật, Diệp lão đại cùng một cô gái nào đó làm chuyện vui vẻ trong cánh đồng xong thì bị người ta đạp cho một cái đứt đuôi luôn.
Diệp lão đại thật sự buồn bực thế nên dòng giống chuột đồng gặp nguy nan, đối diện với nguy cơ diệt chủng, không lâu sau thành cao lương mỹ vị trong bụng của chúng ta rồi. Tề Thiên đắc ý bắt bài Diệp lão đại. Thằng Ôn Như cậu mới khổ lụy vì tình, thối quá, lại còn vui vẻ trong cánh đồng, đó mà gọi là vui vẻ sao, bị bệnh gì vậy? Diệp lão đại một cước đá được Tề Thiên suýt chút nữa ngã vào chân tường. Ha ha ha, tất cả mọi người cười ầm lên. Làm mọi người náo động, tâm trạng Diệp Phàm cũng khá hơn nhiều. Không lâu sau, canh chuột đồng được bưng lên. Khỏi phải nói, đồ ăn mà Lão Vương Ký nấu thì chính là ngon hết ý, đó chính là canh chính tông, có mùi vị đặc sắc. Gần đây nghe nói ở thủ đô truyền đến tin tức gì mới không? Lúc này, Trương Cường chậm chậm gắp một cái chân chuột đồng vừa gặm từ từ vừa nói. Phải chăng là chuyện đại sư Akiyama Lifu của gia tộc Akiyama đến Trung Quốc khiêu chiến? Tề Thiên bĩu môi nói. Ông em họ Tề đây đúng là tin tức nhanh nhạy, không sai, chính là đang nói đến ông ta. Trương Cường cười ha hả nói. Nghe nói Akiyama Lifu vài năm trước đã từng đến Trung Quốc, từng giao đấu so tài với Trần Vô Ba của phái Thái Cực, kết quả là bị Trần Sư Phụ dùng một cú đẩy thủ Thái Cực thiếu chút nữa quăng ngã chổng vó khỏi võ đài. Lúc đó đã trở thành trò cười cho Trung Quốc, sau đó hắn tuyên bố vài năm sau sẽ đến so tài tiếp, chẳng lẽ chính là vì việc này? Lô Vĩ không kìm nổi hỏi, vẫn khá cảm thấy hứng thú đối với chuyện của Võ Lâm. Đúng vậy, tôi cũng từng nghe nói về việc này. Lúc ấy đài truyền hình đều phát sóng, khi đó tôi đang ở sở tỉnh nhậm chức, còn từng giơ quốc kỳ cổ vũ Trần Sư Phụ. Thật sự là quá đã, mẹ nó chứ, chút tài nghệ quèn đó mà cũng dám đến Trung Quốc của chúng ta để khoe khoang. Đá cho hắn không chết cũng tuyệt đường con cháu. Hạ Hải Vĩ nói, người này thật đúng là dân yêu nước. Không thể coi thường hắn, tên này nghe nói có được thân thủ cấp bát đẳng quốc thuật, bên kia có người đồn đại hắn đã vượt qua giới hạn đột phá cửu đẳng rồi, Akiyama đã bước vào hàng ngũ siêu cao thủ chân chính rồi. Trên thế giới này của chúng ta, mức cửu đẳng không khác mấy chính là đại biểu trước mắt cho tiêu chuẩn cao nhất. Trương Cường vẻ mặt nghiêm túc, nói, bởi vì... Anh bạn Akiyama Lifu mà tới chơi thì tổ đặc nhiệm A cũng sẽ theo dõi sát sao. Cửu đẳng. Lô Vĩ hai mắt lồi căng ra, liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Cửu đẳng là cái khái niệm gì đó mà người thường khó có thể tưởng tượng được ra. Cao thủ cửu đẳng rốt cuộc có biểu hiện kiệt xuất gì, chúng ta ngồi ở đây có khả năng là đều chưa từng được thấy. Trương Cường thản nhiên nói. Chắc là chỉ một cú giáng xuống là có thể đánh chết một con sư tử đấy nhỉ. Tề Thiên hỏi, cảm thấy rất hứng thú. Đánh chết sư tử à, cái đó thì chắc chắn là làm được. Ngay cả đá vỡ một khối đá cũng không phải chuyện gì khó. Mấu chốt của cao thủ cửu đẳng là thân pháp linh hoạt, tuy nói vẫn chưa thể chống lại súng ống đạn dược nhưng độ nhanh nhẹn của bọn họ là chưa từng có. Chẳng hạn trong tay cậu cầm một khẩu súng trường, thường thường cậu còn chưa bóp cò thì hắn đã ra tay trước cậu rồi. Cơ bản là thời gian bóp cò súng là không còn kịp nữa rồi. Trừ phi cậu trốn trong bóng tối dùng súng trường ngắm bắn thì mới có khả năng thành công. Nhưng kiểu cao thủ này thường rất thần bí, rất ít khi nhìn thấy bọn họ lộ diện. Diệp Phàm giải thích, thật ra hắn đã từng giao đấu với cao thủ cửu đẳng chính cống, chính là ông cụ Kim gia người Hàn Quốc kia. Lợi hại, đúng là có thể so sánh với siêu nhân. Lô Vĩ thở dài hâm mộ không ngớt. Không thể so bì như thế, siêu nhân có thể bay. Còn cao thủ cửu đẳng dù thân thủ có linh hoạt đến mấy cũng không thể bay được. Siêu nhân bị thần thánh hóa, còn cao thủ cửu đẳng là con người thật sự tồn tại, chỉ là giỏi hơn so với người bình thường, cho nên đây là hai chuyện khác nhau. Diệp Phàm lắc đầu. Thoáng cái đã náo nhiệt lên rồi, không biết địa điểm thi đấu đã ấn định chưa? Có cơ hội sẽ mua tờ vé đi xem thế nào, nhất định là sẽ được mãn nhãn đây. Tề Thiên hai mắt sáng rỡ nói. Tổ chức tại Đại Thế Giới Yến Kinh, nhưng vé không dễ mua đâu, chỉ bán một nửa số vé, tức là chỉ có hơn 30 ngà vét thôi. Trương Cường lắc đầu. Thế 30 ngàn còn lại đâu? Lô Vĩ hỏi. Đem tặng cho một số người có máu mặt ở Trung Quốc chúng ta, chẳng hạn như vận động viên nổi tiếng, minh tinh màn bạc, ngôi sao ca nhạc lớn, các đại gia. Trương Cường thản nhiên cười nói. Phần của sư trưởng Trương cũng có được một tấm phải không nào? Hạ Hải Vĩ đột nhiên cười nói. Ha ha. Trương Cường thản nhiên cười cười không đáp, liếc mắt nhìn Hạ Hải Vĩ một cái, nói. Vốn dĩ cấp bậc của tôi không đủ khả năng nhận vé,
chỉ có điều suy xét đến phương diện bộ đội đặc thù của báo săn chúng ta nên chiếu cố phát cho một phép, thực ra là còn có ý bảo tôi đi xem thi đấu để học hỏi kinh nghiệm. Cho nên, cấp trên cũng không chỉ phát cho tôi một tờ, nhưng tấm vé này chỉ có quan chức quân nhân mới có cơ hội tham gia. Nếu không thì lão Hạ à, tặng cho anh một vé cũng chẳng sao đúng không nào. Sư trưởng, tấm vé này, ha ha. Tề Thiên vẻ mặt cười gượng, không nói thành câu. Cậu không có phần đâu. Trương Cường không hề nghĩ ngợi gì, nhìn Diệp lão đại một cái, trực tiếp từ chối. Vì sao? Mặt của Tề Thiên suýt chút nữa thì tái mét lại. Việc này trong lòng cậu tự hiểu, không cần tôi phải nói trắng ra. Trương Cường nói, vẻ mặt nghiêm túc, Tề Thiên nói thầm một câu rồi không dám hé răng. Akiyama Lifu sẽ không phức tạp vấn đề lên đấy chứ? Diệp Phàm hỏi. Có thể lắm. Trương Cường nói, Diệp Phàm không hỏi lại, hỏi tiếp chính là cơ mật quân sự, nếu hỏi được thì cũng đã hỏi thử rồi, không thích hợp trong trường hợp này. Nghe nói con gái của Akiyama Lifu cũng tới rồi. Lúc này Tề Thiên chuyển sang chủ đề khác, lại phấn khởi trở lại. Có phải là được dân chúng gọi là hoàng hậu có giọng ca ngọt ngào Akiyama đó không, là đại biểu đứng đầu của phái Thanh Xuân Tịnh Lệ, nghe nói năm nay mới 23 tuổi. Ca khúc Ngọc Tình mà cô ấy hát ở Mỹ còn từng đạt được cúp vàng của giải thưởng Oscar âm nhạc nữa. Lô Vĩ nói, đương nhiên, chính là ở trong đất nước chúng ta, cô ấy cũng có một số lượng người hâm mộ lớn. Vừa nghe nói Akiyama sẽ theo cha đến chơi, người hâm mộ cô ấy đã xôn xao lên hết rồi. Tề Thiên đắc ý cười nói. Đó đều là lớp thanh niên không hiểu chuyện, đây là điển hình cho việc xính ngoại. Trong nước chúng ta còn có nhiều minh tinh Hồng Kông như vậy, làm gì mà phải đi tôn sùng một con bé như thế, thật mất đi lòng tự hào dân tộc quá đi. Hạ Hải Vĩ có chút giận dữ. Ha ha, lão Hạ, Akiyama người ta có trêu chọc gì anh chứ? Cô nàng quả thực hát không tệ chút nào. Người ta nói, âm nhạc vô biên giới, quan niệm của chúng ta cũng phải mở rộng một chút thôi. Lúc này, Diệp lão đại thản nhiên cười nói, được một trận hốt hoảng trong lòng. Dường như hồi tưởng lại vài năm về trước, tại thời điểm mình đi làm nhiệm vụ bí mật, đưa những người đứng đầu trong tổ đến nhà Akiyama. Đi gây sự với Akiyama Lifu, lúc ấy chính mình bị thương phải trốn chui trốn lủi, cuối cùng không ngờ lại trốn vào phòng ngủ của một cô bé. Cô bé ấy chính là Akiyama bây giờ. Lúc ấy cô mới khoảng 14, 15 tuổi. Đó là một cô gái như thế nào nhỉ, có được sự thuần khiết khiến cho người ta có thể cảm thấy xấu hổ. Thấy mình bị thương, không ngờ không sợ hãi một chút nào mà lại còn đi mở tủ thuốc bôi thuốc chữa trị cho mình. Hơn nữa, đến lúc cha cô bé đến phòng kiểm tra còn nói dối, chẳng lẽ đây là do ý trời. Diệp lão đại không phải đoán được mấy năm rồi không gặp, không biết trông cô bé như thế nào. Sau khi tàn cuộc, Diệp Phàm ngồi vào xe Trương Cường. Akiyama đến, e rằng không chỉ đơn giản như vậy. Diệp Phàm hỏi. Theo đường dây tin tức nội bộ đáng tin cậy, chuyến viếng thăm của Akiyama Lifu lần này không có ý gì khác, chính là muốn giành lại chút thể diện, rửa sạch sự nhục nhã của vài năm trước mà thôi. Tuy nhiên thần đạo tổ cũng đang ngầm hoạt động. Chúng em đã phân tích rồi, có chút hoài nghi không biết thần đạo tổ có phải đang lấy Akiyama làm lá chắn. Mục tiêu cũng là bí mật của quân Quan Đông để lại ở núi Sương Bối bên Việt Đông hay không? Trương Cường nói. Thường Xuân tiếp xúc với Trịnh Cường như thế nào? Diệp Phàm hỏi. So với trước đây không có gì khác cho lắm. Trương Cường nói. Còn kẻ cầm đầu đứng sau Sơn Trang Đào Nguyên thì sao? Diệp Phàm hỏi. Đã sắp đến lúc điều tra ra thân thế của Bát Gia rồi, có mấy người đều có thể là Bát Gia. Trước mắt, các đồng chí trong tổ đang phân tích. Kiểm chứng. Theo tình hình trước mắt thì mối quan hệ của Bát Gia rất rộng. Mạng cung cấp gái mại dâm cao cấp tương đối nhiều, ngay cả một số ngôi sao ca nhạc nổi tiếng cũng nằm trong danh sách trên mạng của hắn. Giá chào hàng của đám minh tinh này cao ngất ngưởng, phục vụ một người khách bình thường đã lên đến mấy trăm nghìn. Mà còn có bọn đại gia sau khi phải lòng bọn chúng còn vung tiền như rác, mua tặng hẳn một tòa biệt thự có người hầu. Đầu năm nay, cuộc sống của dân chúng đem so với của bọn chúng thì như thế nào chứ? Trương Cường không khỏi cười mếu nói. Tên Bát Gia này phải chăng không đơn giản? Còn nữa, hắn có cấu kết với thần đạo tổ hay không? Diệp Phàm hỏi. Cái này còn chưa điều tra rõ ràng được, đang tăng cường điều tra. Tuy nhiên, thế lực của Bát Gia cũng là không nhỏ, đã kết giao với một số quan chức lớn trong kinh thành. Đến lúc đó,
nếu muốn đào tận ổ của Bát gia thì e rằng còn đưa ra được bằng chứng xác thực. Trương Cường nhíu mày lại, nói. Hừ. Đồng chí Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, dặn dò Tề Thiên trong thời gian viếng thăm của Akiyama phải giám sát chặt chẽ núi Xương Bối, bất luận thế nào cũng quyết không cho phép xảy ra sơ suất gì. Thông báo cho đồng chí Mã Hán tại căn cứ lớn Hùng Sơn của Việt Đông, cử những người này âm thầm theo dõi từ trên bầu trời đến mặt đất cũng cần chú ý. Mệnh lệnh thần Long Mã số M2 bất cứ lúc nào cũng phải tập hợp những tình tiết khả nghi từ chỗ sâu trong lòng biển. Vâng, em lập tức truyền mệnh lệnh của đại soái thông báo xuống dưới. Trương Cường vẻ mặt nghiêm túc đáp. Còn nữa, tăng cường liên lạc với bên tổ đặc nhiệm A, điều tra rõ toàn bộ động thái của thần đạo tổ, sớm nắm bắt tình hình đối với chúng ta chẳng khác nào tăng thêm cơ hội giành thắng lợi. Diệp Phàm giải thích. Chương 1545, thân thiết với lãnh đạo khiến đời người ta lên hương. Về nhà nghỉ ngơi một chút, vừa mới ngủ đã phát hiện đã hơn 8 giờ. Diệp Phàm vội vàng tắm rửa rồi đi tới Ủy ban Nhân dân quận. Trưởng ban thư ký Phạm Đông Bằng đã sớm chuẩn bị xong tài liệu đợi ở bên ngoài phòng làm việc của Diệp Phàm. Anh theo tôi đi lên tỉnh ủy. Diệp Phàm nhìn anh ta một cái, nói. Vâng. Phạm Đông Bằng hơi cúi người cung kính đáp, giọng sang sảng. Đây chính là sự đãi ngộ đặc biệt, nếu không mình có tư cách gì mà đi lên tỉnh ủy. Điều này cho thấy sếp bắt đầu tín nhiệm mình, nếu không sao sếp không gọi những người khác mà lại gọi đúng mình đi. Cái này được gọi là tín nhiệm. Bên ngoài phòng hội nghị thường vụ tỉnh ủy có một phòng khách nhỏ. Khi Diệp Phàm đi vào thì nhìn thấy Chu Sâm Mộc đang trò chuyện cùng Vu Tây Dương, có hai thư ký đứng bên cạnh. Phát hiện Diệp Phàm bước vào, hai người liếc mắt ra xa một cái rồi hờ hững tiếp tục trò chuyện. Diệp Phàm bước đến đánh tiếng chào hỏi. Xin chào Phó Chủ tịch thành phố Chu. Dù sao Chu Sâm Mộc cũng là lãnh đạo của mình, không chào hỏi cũng không được. Đấu đá trong công việc vẫn thuộc về công việc. Điều tối thiểu là tôn trọng cấp trên thì vẫn phải làm cho bằng được. Vu Tây Dương vừa thấy Diệp Phàm đánh tiếng chào hỏi Chu Sâm Mộc thì cũng phải mở miệng chào hỏi một tiếng. Xin chào Bí thư Diệp. Bởi vì, Diệp Phàm cũng là lãnh đạo của hắn. Nhìn kỹ một chút thì phát hiện trên trán Vu Tây Dương vẫn còn một chỗ bầm tím nhỏ, chắc là đêm qua khi đánh nhau bị va đập vào chỗ nào đó. Kỳ lạ là chính Chu Sâm Mộc cũng không hỏi chuyện phát sinh đêm qua giữa khu Hồng Liên và khu Đông Hồ. Một chuyện lớn giống như thế mà chủ tịch thành phố Thủy Châu lại có thể không biết. Hơn nữa, Vu Tây Dương không thể không nói với hắn được, chỉ là người này giả vờ ngu thôi. Điều này ở trong bộ máy lãnh đạo được gọi là khi đã làm lãnh đạo thì khó có thể hồ đồ được. Trong bộ máy lãnh đạo không cần anh việc gì cũng hiểu, có khi hiểu thật cũng phải giả vờ hồ đồ mới được. Cái này gọi là đã hiểu tường tận nhưng vẫn giả vờ hồ đồ, người hiểu rõ ràng quá sẽ không được trọng dụng. Giống như phát sinh chuyện đánh nhau của Diệp Phàm và Vu Tây Dương tối qua nếu truyền ra ngoài thì đối với cả hai người mà nói sẽ đều không tốt. Vì vậy, bình thường khi gặp những chuyện như thế này, hai bên đương sự đều giả vờ hồ đồ như không có chuyện gì xảy ra. Cách phòng hội nghị ủy viên thường vụ tỉnh ủy một phòng nghe nói đang họp, chắc là phải chờ một chút mới có thể bắt đầu cuộc họp thảo luận chuyện của khu Hồng Liên và khu Đông Hồ. Diệp Phàm sau khi đánh tiếng chào hỏi cũng đã ngồi an vị ở một bên. Sau khi nhân viên lễ tân pha trà xong, thằng nhãi này cũng từ từ thưởng thức trà. Gặp Diệp Phàm ở đây, Vu Tây Dương và Chu Sâm Mộc nói chuyện nhỏ tiếng đi nhiều, hai người ngược lại còn tỏ vẻ thân thiết hơn. Diệp Phàm biết rằng hai thằng cha này đang cố diễn cho mình xem, đơn giản là chỉ muốn cho mình ra rìa mà thôi. Nhưng Diệp lão đại mang bộ dạng không nhìn thấy, chỉ chăm chú uống trà. Đúng lúc này, phòng hội nghị thường vụ mở ra. Phó Chủ tịch tỉnh Tần Hoài Bắc vừa cười vừa nói từ bên trong bước ra, vừa mới đi ngang qua phòng khách thì nhìn ra xa thấy Chu Sâm Mộc. Còn Chu Sâm Mộc đã sớm cất bước dài tiến đến chào hỏi. Phó Chủ tịch tỉnh Tần cũng đến họp ạ. Chu Sâm Mộc tuy nói là cán bộ cấp phó tỉnh, nhưng cũng chỉ là mấp mé đến cấp phó tỉnh thôi, nếu so với cấp giám đốc sở của Diệp Phàm cũng không khác là mấy. Còn gã Tần Hoài Bắc này là Phó Chủ tịch tỉnh chính thức. Hơn nữa lại là phó chủ tịch tỉnh có uy tín nhất trong các ủy viên thường vụ, rất có tiếng nói ở tỉnh. Chu Sâm Mộc so sánh với ông ta thì còn phải cung kính gọi bằng lãnh đạo mới được. Ha ha, lão Chu đã đến rồi à? Vừa này mới báo cáo với ban ủy viên thường vụ. Tần Hoài Bắc thản nhiên gật đầu, bắt tay Chu Sâm Mộc. Về phần đồng chí Vu Tây Dương đứng một bên, giơ cả hai tay dài ra tư thế chuẩn bị bắt tay, thì Tần Hoài Bắc sau khi lạnh nhạt bắt tay thì không để ý đến hắn nữa.
Điều này gọi là danh giá của lãnh đạo. Làm lãnh đạo đôi khi cũng phải tỏ vẻ tự cao tự đại, bằng không ai ai anh cũng xem là lãnh đạo thì anh còn là lãnh đạo gì nữa. Tần Hoài Bắc đang muốn xoay người bước đi, chợt nghe thấy tiếng nói. Xin chào ngài Phó Chủ tịch tỉnh Tần. Tần Hoài Bắc hơi sửng sốt, vừa quay đầu thì nhìn thấy Diệp Phàm, không khỏi cười nói. Là Diệp Phàm à, đến khi nào thế? Hơn nữa, vừa nói chuyện, hai người vừa bắt tay thật chặt. Chu Sâm Mộc và Vu Tây Dương đứng bên cạnh lập tức trong lòng nổi giận, tuy nhiên ngoài mặt còn khá bình tĩnh. Vừa mới đến ạ, đến tỉnh ủy bàn bạc công việc. Diệp Phàm cười cười nói. Việc gì thế, có cần tôi nói giúp cậu vài lời không, ha ha. Thái độ của Tần Hoài Bắc vô cùng sởi lời, bởi vì ông ta biết Diệp Phàm và Tề Chấn Đào có quan hệ rất thân thiết. Tần Hoài Bắc nói như thế, đơn giản là diễn cho Diệp Phàm xem, trong lòng thầm nhủ cậu và Tề Chấn Đào thì có quan hệ gì đến tôi chứ? Dĩ nhiên trước kia hai người đã từng là cộng sự của nhau ở quốc lộ Thiên Tường nên coi như là đồng nghiệp. Không dám phiền Phó Chủ tịch tỉnh Tần, anh đã quá bận rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, liếc mắt nhìn Tần Hoài Bắc một cái, nói. Phó Chủ tịch tỉnh Tần, nếu tiện thì có thể cấp cho khu Hồng Liên chúng tôi một khoản tiền để xây dựng đường quốc lộ được không? Đồng chí Diệp Phàm này, ở tỉnh đều đã cấp cho cậu 500 triệu, cậu lại còn muốn đòi tiền. Trong phạm vi nội thành khu Hồng Liên các cậu, muốn làm cũng phải kiến thiết lại cả thành phố. Cậu phải biết rằng mảng xây dựng đô thị không thuộc về sự quản lý của tôi. Tần Hoài Bắc đã chặn luôn họng Diệp lão đại. Ha ha, xây dựng đường phố trong đô thị cũng chỉ là xây dựng đường đi thôi phải không nào? Hơn nữa, tôi cũng nghe nói đang chuẩn bị quy hoạch đường cao tốc Thủy Thương rồi. Tôi cũng đã tìm hiểu được vài chuyện, hình như đường cao tốc Thủy Thương sẽ đi qua khu Hồng Liên của chúng tôi phải không? Đến lúc đó, chẳng phải sẽ cấp cho chúng tôi một khoản tiền xây dựng đường phố, bồi thường cho người dân ở những nơi mà con đường cao tốc Thủy Thương chạy qua sẽ gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực sao? Diệp lão đại cười khan vài tiếng. Tần Hoài Bắc thiếu chút nữa thì không còn gì nói rồi. Trừng mắt nhìn đồng chí Tiểu Diệp một cái, cười nói. Đường cao tốc đi qua khu Hồng Liên các cậu thì tạo ra ảnh hưởng tiêu cực gì? Cậu thử nghĩ xem, ưu điểm không ít đấy chứ. Ít ra cũng khiến cho đường giao thông của khu Hồng Liên các cậu được mở mang thêm phải không nào? Có giao thông tiện lợi, người ta chỉ thoáng một cái là có thể vào đến khu Hồng Liên, đó không phải là càng tiện lợi sao? Thương nhân bây giờ, yếu tố quyết định trước nhất để đầu tư chính là xem giao thông có thuận tiện hay không. Đường cao tốc Thủy Thương của chúng tôi chẳng phải sẽ làm cho sự lưu thông của khu Hồng Liên các cậu càng tiện lợi hơn chứ? Cậu nên cảm ơn chúng tôi mới phải có phải không? Đến lúc đó, phương diện bồi thường giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân quận các cậu phải dốc sức phối hợp cùng chúng tôi xây dựng tốt đường cao tốc đấy. Tần Hoài Bắc không phải là người kiệm lời, nói liền một mạch khiến Diệp Phàm nãy giờ không nói được lời nào, suýt chút nữa thì bị nghẹn. Nhất định là như thế. Tuy nhiên, thưa Phó Chủ tịch tỉnh Tần, anh vừa rồi đã mở miệng là có thể làm đường rẽ vào khu Hồng Liên chúng tôi ạ. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Tần Hoài Bắc vừa nghe, biết đã bị mắc bẫy của thằng nhóc này, cười ha hả nói. Xem ra tôi đã bị mắc bẫy rồi phải không? Đến lúc đó sẽ xem xét thông một đường thẳng đến bờ sông Hồng Liên cho các cậu. Thế nào, đã đủ tiện lợi chưa? Vu Tây Dương vừa nghe thấy đã chua xót đến mức suýt chút nữa thì rớt răng ra ngoài. Thầm nhủ, mẹ kiếp, xây dựng đường cao tốc ở khu Hồng Liên chúng mày, khu Đông Hồ của ông đây chẳng phải sẽ trở thành hẻo lánh xa xôi hay sao? Đường cao tốc mang đến lợi ích không để lường hết được. Đến lúc đó, xe ô tô đi theo con đường cao tốc Thủy Thương xuống đến Tử Đô phải đi qua khu Hồng Liên trước rồi mới tới được khu Đông Hồ. Các lĩnh vực khác không phải khu Hồng Liên sẽ chiếm ưu thế không nhỏ sao? Phó Chủ tịch tỉnh Tần, chỉ là một đường rẽ là không đủ. Bên cạnh cầu Cửu Vân của sông Hồng Liên cần làm một đường rẽ nữa. Tuy nhiên, cách không xa tòa nhà song tử tinh lầu của truyền thông Giang Nam tốt nhất là nên làm một đường rẽ nối sang nữa. Bằng không, người ta đi vào khu Hồng Liên muốn thông hành hoặc đầu tư đều không thuận tiện. Diệp lão đại thật tham lam, dày mặt cười nói. Một đường rẽ còn chưa đủ sao? Đồng chí Diệp Phàm, con đường cao tốc Thủy Thương này cũng không phải là của nhà Tần Hoài Bắc tôi xây dựng. Cậu thật tham lam quá đấy. Sau khi Tần Hoài Bắc tôi xem xét rõ ràng, sau này đến thăm cậu hãy đưa tôi đi một vòng. Bằng không, có lẽ không cẩn thận một chút là rơi vào bẫy ngay. Ha ha ha. Tần Hoài Bắc thiếu chút nữa hết chỗ nói rồi, quay sang nhìn Diệp Phàm một cái nói.
trước mắt sẽ quyết định một đường rẽ. Hai cái là không có khả năng. Cậu nghĩ thử xem, nếu là ở miền núi thì mở một đường rẽ cũng tốn mấy triệu. Còn khu Hồng Liên các cậu là khu náo nhiệt, mở một đường rẽ cũng trưng dụng một ít đất, khoản tiền bồi thường ít nhiều chắc cũng phải bỏ ra hơn 20 triệu rồi. Nếu như các cậu có thể bỏ tiền ra mở đường thì còn tạm tạm. Hai bên chúng ta đã từng cộng tác cùng nhau, cậu cũng đừng nói tình cảm đồng nghiệp gì với tôi. Mở một đường rẽ vào Hồng Liên các cậu xem như là đã quá ưu ái phá lệ rồi, đến lúc đó đừng quên chưa mời khách đã đi mất nhé. Đến phó chủ tịch tỉnh Tần còn mắc bẫy, giới nữ như tôi lại càng sợ rơi vào bẫy. Ha ha ha. Lúc này, một giọng nữ trong trẻo từ phía sau vang đến. Giọng nói của phó chủ tịch tỉnh Chu Phi Sương từ trước tới nay đều rất trong trẻo, tiếng nói của cô ở tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh là rất có trọng lượng, nghe khá hay như chim vàng anh hót. Vì vậy một số người ở tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh thầm gọi cô cái mỹ danh chim sơn ca. Xin chào chủ tịch tỉnh Chu. Đang đứng một bên nghe, cảm giác vô vị, đi không được ở cũng không xong, đồng chí Chu Sâm Mộc như có được cứu tinh. Nói cũng phải, Tần Hoài Bắc và Diệp Phàm luôn nói chuyện với nhau, còn với bản thân hắn thì chỉ chào hỏi qua loa, Vu Tây Dương đứng ở đó không được mà ngồi cũng không được. Khi lãnh đạo nói chuyện thì cấp dưới khẳng định không thể ngồi một bên thảnh thơi được, đành phải như hai cây tre đứng ở bên cạnh mà nghe. Hơn nữa, có khi thấy Tần Hoài Bắc cười ha ha thì mình và đồng chí Vu Tây Dương cũng phải làm bộ cười theo như mấy cô gái hầu rượu. Hai gã trở nên vô cùng nồng nhiệt, giờ phút này thấy phó chủ tịch tỉnh Chu Phi Sương bước vào, đúng lúc có thể lại nhảy một tí. Ồ, phó chủ tịch thành phố Chu đã có mặt à? Chu Phi Sương bắt tay với Chu Sâm Mộc. Còn đồng chí Vu Tây Dương thì buồn bực vì bất ngờ bị Chu Phi Sương xem nhẹ, đi qua trực diện giống như không nhìn thấy gã đứng bên cạnh. Đã thế, Chu Phi Sương hình như còn gia nhập vào nhóm đang tranh luận của Diệp Phàm. Hả, chẳng lẽ chủ tịch tỉnh Chu cũng rơi vào cạm bẫy của đồng chí Diệp Phàm sao? Tần Hoài Bắc vẻ mặt có chút ngạc nhiên cười nói. Đương nhiên là giả vờ. Loại cáo già như Tần Hoài Bắc sao có thể biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, trừ phi cần nổi giận thì sẽ thể hiện ra. Khi không cần thể hiện sẽ tuyệt đối không giận. Cái này gọi là lòng kiêu hãnh. 2. Phó chủ tịch tỉnh Tần đừng nói nữa. Gần đây không phải Diệp Phàm muốn phát triển, kiến thiết khu Hồng Liên, bọn họ và quân khu góp vốn xây dựng trường học bệnh viện. Không phải đâu, chính là gõ đầu tôi mà đòi tiền đấy. Cấp cho ít thì cậu ta chê ít, cấp cho nhiều thì chúng tôi đào đâu ra tiền, lại không phải là phải mở ngân hàng thứ hai ấy chứ. Nhưng may sao về phương diện y tế thì đồng chí Diệp Phàm lên thủ đô đòi được tiền rồi. Tỉnh chúng ta cấp cho ít đi một tí thì cậu ta cũng thấy đủ rồi phải không nào? Chu Phi Sương tỏ vẻ hơi hờn trách nhưng thật ra đến thằng ngốc cũng có thể nghe ra điểm mấu chốt trong giọng điệu của cô ấy. Quan hệ giữa Chu Phi Sương và Diệp Phàm khiến ngay cả Tần Hoài Bắc đều thầm kinh ngạc. Nghe đồn sau lưng Chu Phi Sương có chỗ dựa rất cứng. Bằng không một người phụ nữ mới 45 tuổi làm sao có thể ngôi lên ngai vàng phó chủ tịch tỉnh được. Chương 1546, lãnh đạo phải thoải mái. Ha ha, chủ tịch tỉnh Chu, chị lúc đó đã trả lời là trên bộ cấp bao nhiêu thì tỉnh chúng ta sẽ cấp cho bấy nhiêu mà. Nói về phương diện tài chính thì đồng chí Tiểu Diệp không hổ là đại sư hóa duyên, đã cắn vào chỗ nào là quyết không buông tha. Khi chị Trương của Bộ Y tế đến, Chu Phi Sương đã từng trả lời về vấn đề này. Vì thế, Diệp lão đại dù có phải mặt dạn mày dày cũng phải cắn cho chắc không rời ra. Bộ Y tế cấp cho bao nhiêu? Tần Hoài Bắc thầm buồn cười, e rằng Chu Phi Sương đã tự đem tảng đá đập vào chân mình rồi. Đối với năng lực bòn tiền của Diệp Phàm thì Tần Hoài Bắc tuyệt không hoài nghi gì. Quốc lộ thiên tường chính là một bằng chứng tốt nhất. Mới trình báo cáo lên trên, những cán bộ cấp dưới như chúng tôi rất khó kiếm được tiền vốn đấy. May mắn là ở tỉnh còn cấp cho một khoản, nếu không bệnh viện này đã khó có thể xây nên được. Diệp lão đại cố ý thở dài, chỉ ngại làm đồng chí chị Chu Chu Phi Sương sợ. Từ trước tới giờ trên bộ đều như thế, tiền không dễ lấy được. Các đồng chí cấp dưới như chúng tôi ở trong tỉnh thì rất oai phong, vừa đến bộ thì tất cả đều ra vẻ đáng thương. Không sợ mọi người chê cười, tôi cũng đã đến bộ giao thông quá nhiều lần rồi, không có lần nào lấy được số tiền vượt quá 50 triệu. Hơn nữa còn phải năn nỉ cầu xin các ông các bà ấy mấy lần mới được. Một phó vụ trưởng của Bộ Giao thông cũng có thể không thèm tôn trọng 5-6 người cấp phó chức. 2. Không có cách nào cả. Đối với chúng tôi mà nói, các đồng chí trên bộ đều là lãnh đạo.
Tần Hoài Bắc thở dài, liếc mắt nhìn Chu Phi Sương một cái, cười nói. Tuy nhiên với đồng chí Diệp Phàm thì khác, về mặt bòn tiền thì cậu ta quả là giỏi. Quốc lộ thiên tường, cậu ta lấy được 300 triệu từ bộ giao thông. Ha ha, chủ tịch tỉnh Chu, tin chắc rằng lấy tiền từ bộ y tế hẳn là sẽ dễ hơn lấy tiền từ bộ giao thông, chị cũng không cần quá lo lắng làm gì. Đồng chí Tiểu Diệp hẳn là sẽ không lại lấy 100-200 triệu đấy chứ. 300 triệu, nhiều như vậy sao? Đồng tử của Chu Phi Sương lập tức nở ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp lão đại. Cô quả thật không biết được chuyện quốc lộ thiên tường vì cô vừa mới được điều đến tỉnh Nam Phúc. Đối với danh hiệu bòn tiền của đồng chí Tiểu Diệp, cô còn chưa biết được rõ ràng. Tôi đây không phải nói dọa người khác đâu, bởi vì sau khi thành lập ban điều hành quốc lộ thiên tường, tôi lúc đó còn là phó tổng chỉ huy thường vụ. Còn đồng chí Tiểu Diệp, vì hắn lấy được tiền về nên ban thường vụ tỉnh bổ nhiệm cậu ta làm phó tổng chỉ huy. Phải biết rằng, giữ chức phó tổng chỉ huy lúc ấy đều là cán bộ cấp giám đốc sở. Chẳng hạn như ở Đức Bình, Diệp Phàm lúc ấy chỉ là một cán bộ cấp cục trưởng thôi. Sau đó cậu ta lại đòi được tỉnh cấp cho hơn 100 triệu. Cộng thêm tổng số tiền góp vốn kinh doanh là gần 500 triệu mới làm được quốc lộ thiên tường hoàn hảo như thế. Quốc lộ thiên tường là công trình lớn của tỉnh Nam Phúc chúng ta, cũng là một trong những công trình lớn nhất của cuộc đời Tần Hoài Bắc tôi. Tần Hoài Bắc khá tự mãn, hơn nữa còn bộc lộ một phần tự hào trong lời nói. Lúc đó, Tần Hoài Bắc vốn một tay định thông qua xây dựng quốc lộ thiên tường để làm công tác chuẩn bị chui vào ban thường vụ tỉnh, nào ngờ bị lật lọng khiến nguyện vọng của Tần Hoài Bắc bị thất bại. Đến bây giờ gã vẫn còn tức giận. Khi Diệp Phàm đang tán gẫu đến cao trào thì phó trưởng phòng tiếp đãi chỗ ăn phòng đảng ủy công an tỉnh Lý Ngọc một tay để bên má, nhăn chán nhíu mày, tay kia thì cầm lọ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp mà Diệp Phàm tặng, bởi vì cô nàng đang phiền muộn trong lòng. Tối qua vì trách nhiệm công việc mà cô phải về nhà muộn, không ngờ là bố mẹ, anh trai và chị dâu tương lai đều ngồi ở trước bàn chờ cô về ăn cơm. Hơn nữa, anh trai Lý Mộc và chị dâu hết sức nhiệt tình, vẫn để dành đồ ăn cho mình. Trong lòng Lý Ngọc có chút buồn bực, anh trai của mình trở nên ân cần từ khi nào vậy? Mà mẹ còn nói tất cả đồ ăn trên bàn đều là do chị dâu mua, còn mua riêng một con ba ba tự nhiên nói là để tẩm bổ cho Lý Ngọc, vân vân, lại khiến cho Lý Ngọc cảm thấy có chút kỳ lạ. Bà chị dâu vẫn luôn keo kiệt trở nên hào phóng từ khi nào thế? Điều khiến Lý Ngọc buồn bực chính là khi đang uống canh ba ba, chị dâu tương lai cười ngọt ngào nói. Nhìn thấy chưa, Ngọc Nhi nhà chúng ta rất có triển vọng. Chị dâu, em chẳng qua chỉ là một phó phòng, có triển vọng gì chứ? Đó chỉ là do đạt được giải thưởng Á quân trong đại hội thi đấu nghệ thuật trà thôi. Lại nói, phụ trách công việc tiếp khách, bị người ta gọi là dầu ăn, không có triển vọng gì cả. Lý Ngọc cười nói, lắc lắc đầu, cảm thấy chị dâu này có chút nịnh hót quá lời rồi. Chị, ý chị dâu không phải là chuyện này. Lúc này em gái Lý Hồng vẫn vừa ngậm cơm, vừa cười hi hi nói. Thế là có ý gì, mọi người đang làm trò gì vậy, làm ra vẻ bí mật lắm. Lý Ngọc bất mãn trừng mắt nhìn em gái Lý Hồng một cái. Còn giả vờ với chúng ta, chị thích thì cứ giả vờ đi. Lý Hồng cười đắc ý một tiếng, liếc nhìn chị gái Lý Ngọc một cái nói. Chị à, khi nào thì dẫn anh rể về để cả nhà mình nhìn thử xem. Hay là người ta là lãnh đạo lớn, sẽ không đến nhà chúng ta. Em, cái con bé chết tiệt kia, năm ngoái chị mới tốt nghiệp làm sao có anh rể gì được. Lý Ngọc đỏ mặt, vội vàng cãi lại. Không có thật không, nói dối. Lý Hồng ngoạc miệng ra, liếc nhìn cả nhà một cái nói. Mọi người nhìn xem, mỹ phẩm dưỡng da 5-6 ngàn đồng còn tặng được, còn nói là không có. Người ta không có ý gì với chị mà tặng đồ tùy tiện sao? Cái đó cần phải đến 5-6 nghìn tệ, đủ cho cả nhà chúng ta ăn trong một năm. Em à, có gì thì hãy nói ra đi. Anh trai em còn đang chờ em giúp đỡ cơ mà. Lúc này, chị dâu tương lai Lý Nguyệt nói. Chị dâu à, thực sự không có chuyện đó, chị bảo em nói cái gì? Nhất định là mọi người hiểu lầm rồi, buổi sáng em cũng nói phóng đại quá. Lúc đó bí thư Lý bảo em đi pha trà, nói là đãi bạn bè. Khi đi pha trà, em còn không quen biết bí thư Diệp. Sau khi pha trà xong, bí thư Lý phải tiếp chuyện bí thư Diệp. Khi lãnh đạo nói chuyện thì em liền đi ra ngoài rồi. Khi đi ra, bí thư Diệp tiện tay lấy từ trong cặp ra, nói là thưởng cho tài nghệ pha trà của em.
tiện tay tặng em hộp gì đó, mọi người xem là bảo bối gì đó. Nhưng đối với người như Bí Thư Diệp thì chẳng đáng kể gì. Lý Ngọc vội giải thích, chỉ sợ biết đâu chuyện người nhà hiểu lầm truyền đến tai Bí Thư Diệp. Không phải em đã nói Bí Thư Diệp từng nói phải mời em đến khu Hồng Liên pha trà cho hắn uống sao? Anh trai Lý Mộc nói, nhìn Lý Ngọc một cái, nói tiếp. Đây là một cơ hội tốt, em gái à, dứt khoát cùng Bí Thư Diệp đến làm việc tại khu Hồng Liên đi thôi. Nghe nói cậu Diệp này tuy tuổi còn trẻ nhưng rất có tài, hơn nữa lại không tự cao tự đại. Hắn trước kia làm thư ký cho Sa Hồng Quân ở huyện Ma Xuyên mà bây giờ đã là một cục trưởng rồi. Lúc đó Diệp Phàm chỉ là một chủ tịch huyện, mà bây giờ đã khác hẳn, Diệp Phàm đã là phó thành ủy thành phố Thủy Châu rồi. Đi theo hắn tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thòi gì. Em gái à, em phải nắm chắc lấy cơ hội này mới đúng. Vừa nghe anh trai nói, Lý Ngọc cuối cùng đã hiểu rõ. Anh trai bề ngoài muốn bảo mình đi đến khu Hồng Liên, nhưng chắc hẳn chính anh trai mới muốn đến khu Hồng Liên. Bởi vì anh trai Lý Mộc tốt nghiệp cũng đã nhiều năm, luôn phải làm công tác văn thư tại văn phòng thư ký tỉnh ủy, nhưng đều chỉ được làm những công việc khó khăn, vất vả. Chẳng hạn như văn kiện không có ai tình nguyện gửi đi, không ai dám hé răng với lãnh đạo, vân vân. Đến bây giờ anh trai còn chỉ là một nhân viên quèn, đến cái chức phó phòng còn chưa với tới. Trong nhà cũng không có người tài giỏi làm chỗ dựa, hơn nữa cũng không có tiền. Khó trách anh trai và chị dâu hôm nay lại đối tốt với mình như thế, thì ra là vậy. Anh à, có phải anh muốn đi? Em đang ở đảng ủy công an tỉnh tốt như vậy, đến khu Hồng Liên làm gì? Lý Ngọc lạnh lùng nói, cảm thấy tình cảm người thân đều biến chất rồi. Hai, em gái à, em cũng biết tình trạng của anh. Nhà chúng ta vừa không có chỗ dựa vừa không có tiền, bây giờ muốn với đến cái chức phó phòng cũng khó. Gần đây, anh vừa mới nghe một người bạn nói là Bí Thư Diệp còn chưa có thư ký chính thức, đang xem xét chọn ra một người. Lý Mộc thở dài, khá buồn bực. Vậy anh có thể đi ghi danh đăng ký, đem ưu điểm của mình thể hiện ra cho Bí Thư Diệp thấy là được. Hơn nữa, anh dù sao cũng là tốt nghiệp chính quy khoa văn thư, dựa vào bằng cấp sờ sờ ra đó thì còn sợ cái gì? Không phải đến trưởng phòng của anh cũng từng khen nét chữ của anh sao, lại còn tay viết chữ rất đẹp nữa. Lý Ngọc chu miệng, thè lưỡi nói. Em gái à, em quá ngây thơ rồi, bằng cấp dùng được cái rắm gì? Nét bút đẹp thì càng khỏi phải nói, đó là vì hắn muốn anh bán mạng cho hắn. Em nghĩ xem, mỗi lần đến thời điểm đề bạt thăng chức, hắn có từng nghĩ đến anh chưa? Cái này gọi là nghệ thuật lãnh đạo, khi cần dùng thì em là nhân tài, khi không cần thì em chính là đồ ngu. Điều này em cũng không hiểu được, em cho rằng thăng lên chức phó phòng dễ dàng như vậy sao? Trong phòng có biết bao nhiêu người đang chờ? Người ta tất cả đều là dựa vào quan hệ đi lên, không có quan hệ thì có tiền cũng được. Em chỉ cần bỏ ra 70-80 nghìn là có thể giành được cái chức phó phòng. Nhà của chúng ta có bỏ ra được số tiền lớn như vậy không? Lý Mộc có chút thua thiệt nói. Chuyện này em cũng không giúp được anh lần này. Em lại không quen biết Bí Thư Diệp. Hơn nữa, anh ấy chỉ bảo em biểu diễn tài pha trà. Lời nói của em chắc chắn anh ấy không nghe, rõ ràng là không cần nói. Bằng không chắc là đến tài pha trà cũng không được biểu diễn. Anh à, anh cũng biết là lãnh đạo rất kiêng kỵ phương diện này. Lý Ngọc nói, vẻ mặt cũng khó xử. Dù sao cũng không phải là không muốn giúp anh trai vụ này. Ngọc Nhi, con hãy giúp đỡ anh trai của con đi. Con cũng biết tình trạng nhà của chúng ta, không có cách nào khác đâu. Đều là tại mẹ làm liên lụy đến anh chị em các con, chứng bệnh này phải cần đến tiền, tiền đều đổ lên người mẹ. Chiếc chân này dứt khoát đành phải cưa đi vậy, gạch nối. Mẹ Thiết Anh đang ngồi bên cạnh đang thân thiết bỗng nhiên có chút nghẹn ngào nói, hơn nữa còn tự đấm mạnh vào chân bị bệnh của mình. Chân bà mẹ Thiết Anh của Lý Ngọc bị căn bệnh kinh niên, vẫn luôn chữa không khỏi được, thường xuyên đau đớn. Cho nên đa phần tiền lương của Lý Ngọc và anh trai đều đổ vào cái chân bị bệnh đó hết, hai người thực ra đều rất hiếu thuận. Mẹ ơi, xin mẹ đừng nói như vậy, dù nói gì đi nữa thì cũng phải giữ lại cái chân của mẹ, nếu cưa đi thì không đi bộ được nữa. Lý Ngọc và Lý Mộc đều gào lên, Lý Ngọc chạy tới kéo giữ tay của mẹ không cho bà làm quá, tránh làm chân bị thương. Mẹ à, con sẽ đi thử xem, chắc là không có nhiều hy vọng đâu. Anh ơi, anh nói xem. Lý Ngọc bị ép đến không có cách nào khác, đành phải xấu hổ đỏ mặt nói. Em gái à, lần sau khi Bí Thư Diệp bảo em đi pha trà,
nếu có cơ hội thì em hãy nói bóng nói gió một chút, không thể nói toạc ra, nếu không sẽ gây phản cảm cho người ta. Còn nữa, Lý Mộc liếc mắt nhìn em gái một cái, không nói. Lúc này, chị dâu tương lai Trần Nguyệt kéo Lý Ngọc vào phòng nói. Em à, chị dâu tâm sự với em vài lời. Chị dâu nói đi. Lý Ngọc nhìn chằm chằm Trần Nguyệt, trong lòng cũng đoán được ra chút gì đó, mặt mũi lập tức đỏ bừng,